Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên, chuyện cân vớt. Tập 149. Ngươi, u giờ phút này toàn thân đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu phong ấn, chính là bản thượng thịt gã, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện hắn mở to hai mắt nhìn. Về vạn vật thần thông việc, u chưa từng có đối người ngoài nói lên quá, cũng chưa bao giờ nghe nói qua ngoại giới có này thần thông, hắn từ cổ di tích đạt được vạn vật thần thông bắt đầu. Liền cho rằng đây là độc nhất phân, dù sao chưa từng có ngoại giới để qua một chữ. Rất nhiều người đều biết hắn tu luyện thần thông pháp môn đặc thù, nhưng cũng liền biết một cái đại khái ẩn thân khả năng, căn bản là không biết tên. Chính là hiện tại hắn cư nhiên nghe Dương Nghị Vân nói ra vạn vật thần thông tên, hơn nữa tiểu tử này cư nhiên còn ta vạn vật thần thông tới tay. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nháy mắt u sợ hãi lên, hắn đã biết Dương Nghị Vân muốn làm gì? Dương Nghị Vân là muốn đoạt hắn vạn vật thần thông a. Trách không được vừa rồi kia chỉ khủng bố con khỉ muốn giết hắn hết sức, tiểu tử này kêu đình đừng làm con khỉ giết hắn, hiện tại u xem như minh bạch, Dương Nghị Vân không cho con khỉ sát chính mình, là vì siêu hồn đạt được hắn vạn vật thần thông. Nếu Dương Nghị Vân không tổ chức con khỉ lưu thủ, dựa theo con khỉ cuồng bạo, vừa ra tay tất nhiên chính là hồn phi phách tán kết cục, mà một khi hồn phi phách tán, Dương Nghị Vân liền lục soát không được hồn. Không chiếm được vạn vật thần thông. Còn tưởng rằng tiểu tử này lương tâm phát hiện không cho con khỉ sát chính mình, hiện tại xem ra, là chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc này u nội tâm là một mảnh lạnh lẽo. Bị siêu hồn tư vị nhưng không dễ chịu, hơn nữa dừng ở Dương Nghị Vân trong tay, bị siêu hồn lúc sau phỏng chừng cũng lạc không đến một cái kết cục tốt, còn không bằng đã chết đánh đổ. Nhưng hiện tại hắn từ trong ra ngoài đều bị kia khủng bố con khỉ cấp phong ấn cái gì đều làm không được. Cùng người thường không có gì khác nhau, mấu chốt còn bị đánh cho tàn phế phế đi. Đây mới là UBI. Nhìn Dương Nghị Vân mang theo quỷ dị tươi cười, u há mồm nói ra một cái ngươi tự, lại là rốt cuộc nói không ra lời. Đến nỗi Dương mẫu nhân, lúc này miễn bàn nhiều đắc ý, nhếch miệng hắc hắc cười nói, lão vương bát đản ngươi không phải thực kiêu ngạo sao, làm ngươi kiêu ngạo. Chạm vào, răng rắc. A. À. Nói chuyện chung Dương mẫu nhân một chân dẫm lên u cánh tay thượng. Răng rắc một tiếng trực tiếp giẫm chặt đứt u còn sót lại một cái cánh tay, một khác điều sớm tại phía trước, hai người âm thầm đấu pháp thời điểm đã bị Dương Nghị Vân một kích chặt đứt. Cái này hai điều cánh tay đều phế ở Dương Nghị Vân trong tay. A, à, tiểu tử muốn giết cứ giết u kêu thảm thiết nói. Lần này là lợi tức, yên tâm, sẽ không lại cho ngươi dụng tâm, ta chỉ là muốn vạn vật thần thông pháp môn, nói ngươi cửa này thần thông từ đâu mà đến. Dương Nghị Vân cũng muốn hỏi rõ ràng. Vạn nhất cái này u còn có cái gì cường đại hậu trường, đồng dạng có nhân tu luyện vạn vật thần thông, đến lúc đó cũng hảo có cái phòng bị. Ngươi như thế nào biết vạn vật thần thông? U cũng đồng dạng muốn biết Dương Nghị Vân là như thế nào nhận thức hoặc là từ nơi nào biết cửa này thần thông, hắn ở tu luyện vạn vật thần thông tới nay, tuy rằng chưa từng có ở tán tiên đảo hoặc là tu chân giới địa phương khác nghe nói qua có nhân tu luyện như vậy thần thông, nhưng u tin tưởng như vậy cường đại thần thông không có khả năng không có truyền thừa. Kỳ thật hắn vẫn luôn cũng đang âm thầm tìm kiếm, nhưng không có bất luận cái gì manh mối, nếu có, với hắn mà nói cũng là một cái trước khi chết một cái trong lòng an ủi. Dương Nghị Vân sửng sốt, không nghĩ tới u cũng hỏi đồng dạng vấn đề, hiện tại xem ra, u được đến vạn vật thần thông cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải có truyền thừa, càng không phải truyền thừa tự lão nhân trong miệng tiên giới vạn vật tiên đế. Đối u cái này thiếu chút nữa muốn hắn mệnh địch nhân, Dương Nghị Vân cũng không sắc mặt tốt cho hắn. Nếu u được đến vạn vật thần thông không phải vạn vật tiên đế truyền thừa, kia cũng liền không cần thiết ở đối thoại đi xuống, chuẩn bị trực tiếp siêu hồn xong việc được. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi quản ta từ chỗ nào biết, ta muốn biết, đối với ngươi siêu hồn tự nhiên sẽ biết. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân liền phải đối u siêu hồn. Nhưng lúc này u lớn tiếng nói, từ từ, chỉ cần ngươi nói cho ta vạn vật thần thông lai lịch, ta sẽ phối hợp ngươi được đến hoàn chỉnh vạn vật thần thông. Nếu không ngươi cho rằng như thế quan trọng thần thông bí pháp, ta sẽ không có phòng bị sao? Ngươi nếu là mạnh mẽ đối ta siêu hồn, lưu tại ta nguyên thần trung phong ấn vạn vật thần thông phong ấn sẽ khởi động, đến lúc đó ngươi nhiều nhất siêu hồn được đến nửa bộ vạn vật thần thông bí pháp, đừng nghĩ được đến hoàn chỉnh pháp môn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nói cho ta, ngươi biết về vạn vật thần thông lai lịch, nếu không ngươi đừng nghĩ như nguyện, ngươi nói cho ta xem như hoàn thành ta một cái tâm nguyện, ta cũng ngoan ngoãn phối hợp ngươi. Như thế nào? Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại nói, ngươi chết đã đến nơi, còn dám uy hát yêu ta ta. Ha ha,
ngươi cho là như vậy cũng không sai. U bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thật đúng là không dám mạo hiểm, đồng thời trong lòng dò hỏi sư phụ trời cao tà đạo, lão nhân gia hỏa này đều bị Lục Nhĩ phong ấn, lời hắn nói có thể tin sao? Chỉ nghe lão nhân thanh âm ở trong óc vang lên nói, ở tu sĩ giới đích xác có một ít cường đại hạng người, là có thể ở chính mình linh hồn càng thêm thượng phong ấn, dùng để bảo hộ không nghĩ bị người khác được đến hoặc là nhìn đến một ít bí mật. Đúng là vì ứng phó trước mắt bực này tình huống, có chút tông môn bí pháp chuyên môn dùng để phong ấn linh hồn ký ức, chính là không nghĩ bổn môn bí pháp từ từ, bị siêu hồn ngoại truyền. Đương bị mạnh mẽ siêu hồn thời điểm, linh hồn chung phong ấn sẽ tự động khởi động, rồi sau đó phá hủy nào đó ký ức đoạn ngắn, cái này tán tiên nhìn qua không giống như là đang nói dối, thà rằng tin này có không thể tin này vô đi. Vạn nhất gia hỏa này linh hồn chỗ sâu trong thực sự có phong ấn lực lượng, người đối hắn mạnh mẽ siêu hồn, khả năng thật không chiếm được vạn vật thần thông. Nghe xong lão nhân nói chuyện, Dương Nghị Vân lại trường kiến thức, không nghĩ tới còn có đối linh hồn hạ phong ấn bí pháp, trong lòng nghĩ có phải hay không hắn tìm lão nhân muốn một cái, cũng cho chính mình linh hồn thêm một cái bực này bí pháp. Vãn một ngày đó bị người khác trảo truy siêu hồn, chẳng phải là bí mật toàn bộ bại lộ. Đương nhiên cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, lại bị Dương Nghị Vân lắc đầu phủ quyết, bởi vì nếu thực sự có như vậy một ngày, bị người mạnh mẽ siêu hồn nói, hắn cũng liền ly chết không xa, bảo hộ lại nhiều bí mật lại có ích lợi gì. Bất quá trước mắt hắn đối u cái này lão vương bát đản thật đúng là không dám dùng sức mạnh. Ngẫm lại nói, ta như thế nào tin ngươi? Tin hay không tùy thích, ngươi không lựa chọn, hơn nữa lão phu cả đời hành sự, còn chưa bao giờ có nói ra đi nói, lật lọng thói quen, dù sao sinh tử dừng ở tiểu tử ngươi trong tay, lão phu nhận tài. U hiện tại nói chuyện phi thường quang côn. Dương Nghị Vân khí nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, tiểu gia ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi nhược dám gạt ta, ta cả đời này đều sẽ không làm ngươi lão tiểu tử chết, ngươi nhưng minh bạch. Dương mỗ nhân nói chuyện nghe vào u trong tai, mạc danh làm u trong lòng run lên, hắn biết Dương Nghị Vân những lời này ý nghĩa cái gì. Có chút thời điểm sinh so chết càng đáng sợ. Đặc biệt là tu sĩ thủ đoạn, a tấn nhiệt hết sức nguyên thần, kia mới là sống không bằng chết. U gật gật đầu nói, một lời đã định, hắn cũng không dám. Vạn vật thần thông theo ta hiểu biết nhất ở xuất hiện ở tiên giới, có một cái kêu bởi vì vạn vật thần thông mà ra danh cường đại tiên đế, được xưng vạn vật tiên đế, hắn dựa vào vạn vật thần thông có thể cùng tiên tôn chiến đấu. Dương Nghị Vân đem lão nhân giảng thuật về vạn vật tiên đế sự tích nói cho U, cũng coi như là thỏa mãn U một cái tâm nguyện. Sư tôn A, thì ra là thế, bất quá nói như vậy, ta truyền thừa vô cùng có khả năng chính là đến từ vạn vật tiên đế. U cảm thán, trên mặt có thoải mái. Ngay sau đó Dương Nghị Vân duỗi ra tay trực tiếp chộp vào U Thiên Linh Thượng nói, kế tiếp nên ta hiểu biết ngươi. Kỳ thật ta có thể trực tiếp truyền cho ngươi. U nói, tiểu gia không tin được ngươi. Dương Nghị Vân dứt lời trong lòng vừa động, siêu hồn. A, U kêu thảm thiết lên, siêu hồn thương cập chính là nguyên thần là linh hồn, tự nhiên cũng là cực kỳ thống khổ sự, cũng là đầy hứa hẹn thiên lý. Nếu không phải lão nhân rất coi trọng vạn vật thần thông, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không nghĩ đối U siêu hồn, cho rằng siêu hồn nói tương đương đem người khác cả đời ký ức toàn bộ hấp thu tới rồi chính mình linh hồn chung, phải tốn phí thời gian rất lâu tới tiêu hóa, nếu là tiêu hóa không được, sẽ ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, ảnh hưởng ngày sau tu vi. Thậm chí dẫn phát tâm ma chấp niệm. Nhưng vì được đến vạn vật thần thông, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể làm như vậy, tất yếu đại giới là muốn trả giá. Suốt mười mấy phút sau, Dương Nghị Vân mới dừng tay. Trên mặt hắn biểu tình không ngừng biến hóa. Đây là di chứng, được đến U sở hữu đã sau, cũng cùng cấp với đã trải qua U nhân sinh, yêu cầu phí thời gian đi tiêu trừ di chứng, luyện hóa rất U ký ức mới được. Đương nhiên về vạn vật thần thông pháp môn hắn cũng như nguyện được đến, hơn nữa là thực hoàn chỉnh vạn vật bí pháp. Cũng may mắn phía trước đáp ứng rồi U, nếu không còn thật có khả năng không chiếm được vạn vật thần thông, bởi vì Dương Nghị Vân ở U trong trí nhớ đích xác phát hiện có phong ấn lực lượng tồn tại, đúng là phong ấn vạn vật thần thông bí pháp lực lượng. Dương Nghị Vân thầm hô nguy hiểm thật, tân mệt thỏa mãn U tâm nguyện, nếu không nói, hắn phong ấn khởi động, vạn vật thần thông bí pháp liền phải bị hủy. Đứng ở tại chỗ Dương Nghị Vân thích ứng U ký ức, sắp xuất hiện vạn vật thần thông bí pháp có quan hệ ký ức cùng một ít về tán tiên đảo cùng chí tôn sơn ký ức giữ lại sau, mặt khác về U ký ức hình ảnh toàn bộ đều cấp luyện hóa rớt. Liên tính là luyện hóa, cũng có một ít tâm cảnh ảnh hưởng,
yêu cầu ngày sau chậm rãi đi điều trị tâm cảnh. Ma U trong trí nhớ, về vạn vật thần thông lai lịch, còn lại là đến từ một chỗ cổ tích đoạt được, nhìn qua hoàn toàn chính là đi rồi cứt chó vận đạt được. Có khả năng U đoạt được vạn vật thần thông là tiên giới vạn vật tiên đế hạ giới sở lưu, cũng có khả năng vạn vật tiên đế cùng U đều là đến từ cùng chỗ hoặc là cùng môn, hai người có khả năng vẫn là sư huynh đệ. Ở U trong trí nhớ cũng không ghi lại đạt được vạn vật thần thông thời điểm, là người nào cái gì tông môn sở lưu, chính là đơn thuần một môn bí pháp thần thông. Cho nên không có biện pháp xác định vạn vật thần thông lai lịch, có lẽ lai lịch thật lâu xa, địa vị rất cường đại đi. Bởi vì lão nhân nói vạn vật tiên đế quật khởi ở tiên giới thời điểm đã là 10 vạn năm trước sự. Không biết lai lịch chung quy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp, U trong trí nhớ không có, mà ở U trong trí nhớ rồi lại vạn vật thần thông tu luyện giới thiệu, cùng với U đi tu luyện mấy ngàn năm tâm đắc, đây mới là Dương Nghị Vân nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Đại thể nhìn một chút, Dương Nghị Vân mới hiểu được cửa này thần thông muốn so lão nhân giảng thuật còn nhiều ích. Hết thảy trung tâm ở vạn vật hai chữ thượng. Tu luyện cửa này thần thông lúc sau, có thể cho cùng vạn vật dung hợp, có thể mượn dùng vạn vật chi, hóa hình vạn vật, có thể dung hợp có thể trong suốt, có thể mượn vạn vật chi lực mà làm mình sử dụng. Đương nhiên tiền đề là nếu có thể tìm hiểu tu luyện tinh thông, U tu luyện vạn vật thần thông vài ngàn năm cũng mới tu luyện đến có thể ẩn thân trong suốt trình tự, còn không có đạt tới mượn dùng vạn vật chi lực vì mình sử dụng nông nỗi. Đến nỗi mặt sau còn có chân chính trung tâm, đó chính là không gian pháp tắc. Đây mới là vạn vật thần thông trung tâm, cũng là lợi hại nhất một chút, có lẽ chỉ có vạn vật tiên đế đạt tới quá không gian pháp tắc chi lực trình tự đi. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói hiện tại chỉ là nhìn xem, hắn ngày sau nhất định trở về hướng tới vạn vật không gian pháp tắc phương hướng đi nỗ lực, cũng có tin tưởng đi tìm hiểu. Xem xong rồi hắn nhất quan tâm vạn vật thần thông ký ức sau, Dương Nghị Vân bắt đầu xem về Chí Tôn Sơn ký ức hình ảnh. Vài phút sau, Dương Nghị Vân cả người chấn động. Hắn thấy được có quan hệ vượng tử ký ức. Ở U trong trí nhớ, cư nhiên gặp qua vượng tử, tuy rằng mấy trăm năm đi qua, nhưng là vượng tử hình ảnh ra tới, Dương Nghị Vân trong nháy mắt liền xác định chính là vượng tử không thể nghi ngờ. Cùng ở Tán Tiên Thành nghe được cơ bản giống nhau, vượng tử quả nhiên là bị chín phong chân nhân lộng tại bên người dưỡng trường kỳ rút máu luyện đan luyện yêu, nửa cái trước vượng tử ăn vụng chín phong chân nhân đan dược sau huyết mạch phản tổ tiến hóa, tránh thoát vây yêu khóa chạy thoát. Trốn vào Chí Tôn Sơn chỗ sâu trong. Vì thế chín phong chân nhân còn triệu tập quá U hỗ trợ tìm kiếm, bởi vì U tu luyện vạn vật thần thông đặc thù, truy tung chi thuật cũng là nhất đẳng nhất lợi hại, U đi giúp đỡ chín phân chân nhân tìm kiếm quá vượng tử, kết quả ở Chí Tôn cung trước tìm được, hơn nữa đem vượng tử vây đổ lên. Cho nên U gặp qua vượng tử. Nhưng mà ở Chí Tôn cung trước bắt giữ hết sức, không biết cái gì nguyên nhân vượng tử đột nhiên một đầu đánh vào Chí Tôn cung trên cửa lớn. Lại là tại hạ một khắc trực tiếp biến mất. Chí Tôn cung đó là thiên tà Chí Tôn đạo tràng nơi, là toàn bộ Tán Tiên đảo trọng địa cũng là cấm địa, có quá nhiều người tưởng đi vào, nhưng đối mặt Chí Tôn cung phòng ngự lão sợ là mấy cái Tán Tiên lão tổ cũng là không hề biện pháp. Vượng tử biến mất ở Chí Tôn cung, chín phong chân nhân cũng không có biện pháp. Xem này đó sau Dương Nghị Vân trong lòng lỏng một mồm to khí, chỉ cần vượng tử không có việc gì liền hảo, biến mất ở Chí Tôn cung liền dễ làm. Đó là lão nhân ra, đến lúc đó hắn tự nhiên có biện pháp đi vào. Lấy lại bình tĩnh Dương Nghị Vân mở hai mắt, dưới chân U cũng đã hoàn toàn mất đi hơi thở đã chết. Đối với U chết, Dương Nghị Vân không kinh ngạc. Phía trước U bị Lục Nhĩ bị thương nặng bản thân chính là nửa cái mạng, hơn nữa bị hắn siêu hồn, hoàn toàn kết thúc sinh mệnh, cũng hung tợn nghĩ, U đáng chết, bởi vì ở trong trí nhớ Dương Nghị Vân nhìn đến quá U đuổi bắt phượng tử thời điểm thương quá vượng tử. Nguyên bản Dương Nghị Vân được đến vạn vật thần thông trong lòng đối U còn có như vậy một tia ngượng ngùng nhân quả, nhưng là hiện tại biến mất liên can mà gần, đã chết đều tiện nghi hắn. Đương nhiên cùng U so sánh với, Dương Nghị Vân trong lòng cho rằng nhất đáng chết chính là chín phong chân nhân cái này lão hỗn đản, ngẫm lại dưỡng vượng tử trường kỳ đối vượng tử rút máu luyện đan luyện dược, Dương Nghị Vân trong lòng liền đối chín phong chân nhân đằng đằng sát khí. Bất quá! Ở U trong trí nhớ chín phong chân nhân lại đúng là bọn họ tông môn Tán Tiên quần thể trung tam đại Tán Tiên lão tổ chi nhất, xem như Tán Tiên đảo đều đứng đầu nhân vật. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ chẳng sợ hắn chín phong chân nhân là Tán Tiên lão tổ, hắn cũng muốn nghĩ cách lộng chết, cấp phượng tử báo thù hết giận, nếu không đối thê tử Triệu Nam đều không thể công đạo. Hắn nhất rõ ràng Triệu Nam cùng vượng tử cảm tình. Từ cùng vượng tử năm đó thất lạc sau, Triệu Nam cho rằng vượng tử đã chết, trong lòng phi thường thương tâm.
hắn biết miệng nàng thượng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng không dễ chịu, cho nên Dương Nghị Vân đối Triệu Nam nói vượng tử hẳn là còn sống, hắn sẽ tìm được vượng tử trở về cho nàng. Mặc kệ chín phong chân nhân có bao nhiêu cường đại, Dương Nghị Vân trong lòng đã cho hắn hỏa thượng phải giết số một. Muốn nói không có cách, kia cũng chưa chắc. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu tiến đến, bày ra ra thực lực tu vi, ở Dương Nghị Vân nghĩ đến sẽ không so cái gì tán tiên lão tổ kém, đối phó chín phong chân nhân, chém giết hắn có lẽ có thể. Xem xong rồi có quan hệ vượng tử ký ức sau, Dương Nghị Vân còn phát hiện một cái xem như cùng hắn có điểm quan hệ tin tức. Ở U trong trí nhớ Dương Nghị Vân thấy được về năm đó Vân Môn đại chiến chung, Trường Sinh Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều hai cái tán tiên bị trừng phạt tin tức. Năm đó thánh địa tán tiên cấu kết ma tộc, lấy Vân Môn vì mồi, muốn đổi ma nuốt Vân Môn, chính là Trường Sinh Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều hai vị đều nơi thánh địa đều cùng Dương Nghị Vân sâu xa thâm hậu, không có tham dự. Kết quả nào một trận chiến hắn Dương Nghị Vân vừa vặn từ địa cầu trở lại tu chân giới, sử dụng hầu mao triệu hoán Lục Nhĩ Mi Hầu liên hợp chu sát thánh địa mấy đại tán tiên, cuối cùng liền dư lại Trường Thần Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều hai đại tán tiên về tới tu chân giới, cũng đúng sự thật đăng báo tán tiên lão tổ, kết quả đã bị ba cái tán tiên lão tổ trừng phạt, lấy phong lôi trận pháp khiển trách, đến bây giờ mới thôi đều bị vây ở Chí Tôn Sơn đỉnh chịu hình. Dương Nghị Vân xem sau biết, này hai người cũng coi như là gián tiếp chịu hắn liên lụy, lần này cần cứu một cứu bọn họ mới được. Rốt cuộc năm đó hai đại tán tiên không ra tay, coi như cùng vì thế trợ giúp Vân Môn, cùng hắn Dương Nghị Vân đứng ở khởi. Này xem như một phần ân tình. Còn có chính là Trường Thần Điện dù sao cũng là đại sư huynh ở tu chân giới sáng tạo thánh địa tông môn, hắn cần thiết quản. Đến nỗi Hiên Viên Hoàng Triều xưa nay đều cùng Trường Thần Điện đi gần, có liên hôn, hơn nữa cùng hắn cũng là sâu xa thâm hậu, bởi vì Hiên Viên Hoàng Triều công chúa Hiên Viên Linh Hề thành hắn nữ nhân. Hết thảy đều là nhân quả. Liền ở Dương Nghị Vân nghĩ này đó thời điểm, bỗng nhiên một tiếng vang lớn đánh gãy hắn. Oanh! Chí Tôn Sơn chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, vội vàng thúc giục thân pháp chạy đến. Cường đại hơi thở cách thật xa hắn đều có thể cảm nhận được, tất nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng người giao phong. Mà đối thủ Dương Nghị Vân nghĩ đến tuyệt đối không phải đào tẩu ba cái tán tiên, bởi vì lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, ba cái tán tiên tuyệt đối không phải Lục Nhĩ Mi Hầu đối thủ, lớn như vậy động tính cũng lộng không ra. Hiện tại chỉ có một khả năng, Lục Nhĩ Mi Hầu đụng phải cái gọi là tán tiên lão tổ. Chí Tôn Sơn cường giả chân chính. Lục Nhĩ đích xác thực lực cường hãn. Nhưng chung quy đây là tán tiên đảo, là tán tiên sân nhà, Dương Nghị Vân cũng biết Lục Nhĩ Mi Hầu còn không có khôi phục tiên vương thực lực, nếu không hắn đã sớm rời đi hồi tiên giới đi. Lúc này nghe được động tĩnh phi thường đại, Dương Nghị Vân trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Trên người hắn thương thế dùng một giọt sinh mệnh chi thủy sau hảo thất thất bát bát, lúc này chạy như bay mà đi thời điểm, lại là liên tiếp hai giọt sinh mệnh chi thủy nuốt phục đi xuống. Hơn nữa mẫu thụ linh đào không cần tiền tựa hồ hướng trong miệng nuốt. Cũng nuốt phục một viên năm đó từ Lam Tâm Tiên Vương Hoa Viên được đến mật ong chi tinh dùng để bổ sung phía trước đại chiến tiêu hao. Dương Nghị Vân biết hiện tại chạy tới nơi, nếu thật là tán tiên lão tổ, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, hắn trong lòng đã có chuẩn bị. Dùng này những thiên tài địa bảo ở ngay lúc này bổ sung pháp lực cùng tiêu hao là nhanh nhất. Nghe thanh âm còn rất xa, Dương Nghị Vân chạy như điên thẳng hành, thực mau bước vào Chí Tôn Sơn 36 núi lớn phong địa giới. Ngẩng đầu nhìn lại cũng là đám mây. Chí Tôn trên núi Tam Đại Địa Vực Phong, Dương Nghị Vân rốt cuộc tiếp cận sơn đỉnh. Từ nơi này quay đầu lại nhìn lại, phía sau mây mù lượn lờ, hắn cảm giác đã tiến vào thâm vân chung. Ầm ầm ầm, đánh nhau tiếng động càng ngày càng gần, Dương Nghị Vân cũng nhanh hơn bước chân. Nghe tới thực thảm thiết, cũng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu thế nào. Chạy như điên vài phút sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Như là một chút từ mây mù chung chui đi ra ngoài dạng. Trong tầm mắt thấy được một cái sân bóng thật lớn bình thản nơi, là cái Bạch Ngọc Quảng Trường. Một tòa cổ xưa đại khí sơn môn đứng dậy ở cái này trên quảng trường. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, này hẳn là chính là lão nhân đạo tràng Chí Tôn cung nơi. Mà giờ phút này thật lớn trên quảng trường, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là cùng người ở đại chiến. Tổng cộng có 7 người. Trong 7 người trừ bỏ Lục Nhĩ Mi Hầu cùng một người đầu bạc lão giả ở chém giết ở ngoài, dư giả 5 người chung, có 3 cái đúng là phía trước đào tẩu 3 cái tán tiên, giờ phút này lại là cung cung kính kính đứng ở một nam một nữ phía sau. Dương Nghị Vân ở U trong trí nhớ nhìn đến quá,
Gia Lục Nhĩ cùng chạy trốn tới nơi này ba cái tán tiên, dư giả ba người đúng là Chí Tôn Sơn Tông môn tán tiên quần thể tam đại lão tổ. Cũng là sáu chuyển đại viên mãn đỉnh tồn tại. Mấu chốt là này ba cái tán tiên lão tổ đều đã là ở sáu chuyển đại viên mãn đỉnh tu vi áp chế thời gian rất lâu tu vi. Nói cách khác ba cái tán tiên lão tổ thực lực tu vi, đều không phải là mặt ngoài nhìn qua gần là sáu chuyển đại viên mãn đỉnh đơn giản như vậy. Dương Nghị Vân bước lên Chí Tôn cung quảng trường sau liền dừng, hắn không dám về phía trước mà đi. Bởi vì hắn không có chút nào nắm chắc cùng đối thượng tam đại tán tiên lão tổ. Liền ở hắn xuất hiện một khắc, cách thật xa, liền cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt nhìn quét mà đến. Theo bản năng nhìn lại, lại đúng là Trạm Chí Tôn cung trước hai đại tán tiên lão tổ chi nhất Hồng Y lão giả. Bị cái này Hồng Y lão giả ánh mắt nhìn quét trong người, Dương Nghị Vân sau lưng tức khắc lạnh cả người, cho hắn một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác, cũng tựa hồ có loại bị đối phương liếc mắt một cái nhìn thấu cảm thụ, toàn thân lông tơ đều tại đây một khắc đứng chổng ngược. Trong lòng âm thầm kinh hô, này đó lão bất tử có thể biệt xưng chi vì lão tổ cấp bậc quả nhiên đều không phải đơn giản hạng người. Ít nhất ở Dương Nghị Vân tu luyện kiếp sống chung đây là lần đầu tiên gặp phải có cho hắn cực độ nguy hiểm tu sĩ. Ngay sau đó lại là một đạo ánh mắt dừng ở trên người hắn, lần này phát hiện là Hồng Y tán tiên lão tổ bên người một người thân xuyên bạch y bà lão. Hai đại tán tiên đồng thời đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Một đạo sắc bén như đao kiếm, một đạo sâu thẳm tựa hải. Đều không phải tầm thường hạng người. Hai vị lão tổ kia tiểu tử chính là Dương Nghị Vân. Lúc này ở hai đại tán tiên phía sau ba gã tán tiên chi nhất, trong đó một tiếng khom người nói chuyện. Dương Nghị Vân sau khi nghe được, liền biết chạy trốn đến nơi đây ba cái vương bát đản đã đem chính mình sự tích đăng báo ba cái tán tiên lão tổ. Đương nhiên có lẽ căn bản không cần hội báo, giống ba cái tán tiên lão tổ loại này cấp bậc tồn tại, sợ là đã hiểu rõ hết thảy. Từ hai đại tán tiên lão tổ ánh mắt nhìn quét chung, Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, Hồng Y lão giả đằng đằng sát khí, mà bạch y bà lão lại là tình huống không rõ. Hồi tưởng một chút u ký ức. Dương Nghị Vân tìm được rồi về tam đại tán tiên lão tổ tin tức. Hồng Y lão giả xuất thân nái vạn linh thánh địa, xưng vạn linh chân quân, bạch y bà lão xuất thân thông tiên cung xưng thông tiên thượng nhân, đến nỗi đang ở cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chém giết thanh y lão giả, không phải người khác đúng là chín phong chân nhân. Đương người chỉ là xưng hô, mấu chốt là ba người chính là ở rất nhiều tán tiên trung chỗ hết tài năng hạng người, tu vi trước mắt trước tán tiên đảo đứng đầu người, sống cũng lâu, xưng vương xưng tổ cũng bình thường. Ba cái tán tiên lão tổ dù sao đều là thánh địa xuất thân. Hiện tại Hồng Y lão giả vạn linh chân quân, ánh mắt nhìn quét ở trên người hắn thời điểm, cảm nhận được chính là sát ý, Dương Nghị Vân biết cùng này đó tán tiên đã trở thành tử địch. Hóa giải không khai. Đến nỗi thông tiên thượng nhân cái này bà lão, tuy rằng xuất thân thông tiên cung, tính lên thông tiên cung cùng chính mình có sâu xa, nhưng Dương Nghị Vân cũng không báo cái gì có thể buông tha hy vọng. Bởi vì đối phương nếu xuất hiện ở chỗ này cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Là địch là bạn cũng tới rồi thấy rốt cuộc hết sức. Hai bên ở lẫn nhau đánh giá thời điểm, Dương Nghị Vân nghe được tên kia tán tiên đang nói chính mình. Nheo lại mắt Dương Nghị Vân đem toàn thân lực lượng điều chỉnh tới rồi đỉnh, mặc kệ như thế nào hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, hơn nữa hôm nay nhất định phải tiến Chí Tôn cung đi. Giúp lão nhân đạt thành mong muốn. Chỉ là lúc này nhìn lại. Hai đại tán tiên lão tổ liền che ở Chí Tôn cung trước đại môn, thoạt nhìn tưởng đi vào muốn quá bọn họ một quan mới được. Chí Tôn cung nhìn qua to lớn khí thế, có một tảng lớn cung điện lâu vũ, nhưng lại cũng có vô hình lực lượng ở thu hoạch. Hẳn là chính là lão nhân bày ra đại trận. Đối người khác tới nói, có lẽ vào không được, nhưng với hắn mà nói, có lão nhân ở, tiến vào Chí Tôn cung không phải việc khó. Hai bên lẫn nhau đánh giá thời điểm, Dương Nghị Vân cũng ở trong lòng hỏi lão nhân nói. Lão nhân làm sao bây giờ? Đối phương cảm giác rất cường đại. Hừ, cường đại cái rắm, chờ xem, mấy cái tiểu hoa nhi nếu là dám động thủ, vi sư có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Trời cao tà hừ lạnh. Nghe được lão nhân tự tin 10 phần, Dương Nghị Vân tuy rằng không biết lão nhân lấy tới tự tin, nhưng lại chung quy tặng khẩu khí. Lúc này chỉ nghe kia Hồng Y lão giả vạn linh chân quân nói, tiểu bối tới Chí Tôn Sơn Dương Oai, ý muốn như thế nào? Tiến lên nói chuyện. Dương Nghị Vân vừa nghe tức khắc vui vẻ, thầm nghĩ, tựa hồ vẫn là cái giảng đạo lý, thật sự kỳ quái, dựa theo thánh địa này đó thế lực xuất thân người đâu, nhất quán đều là trực tiếp chụp mũ khấu hạ tới, động thủ giết người, như bây giờ lịch sự văn nhã nói chuyện,
thật là có không thích ứng. Dù sao đều là dù sao, Dương Nghị Vân cũng không sợ, có lão nhân ở, hắn trong lòng có nắm chắc, trực tiếp về phía trước đi đến. Chờ đã đến giữa sân 100 mét trực tiếp, bỗng nhiên oanh một tiếng, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng 9 phong chân nhân giao phong lúc sau, phi rơi xuống Dương Nghị Vân trước người chặn hắn về phía trước đi. Tiểu tử ngươi tìm chết sao, này ba cái lão đông tây tu vi thâm hậu, bọn họ giết ngươi dễ như trở bàn tay, tới gần đi làm cái gì, hảo hảo đợi, ta tới đối phó bọn họ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện chung ánh mắt gắt gao chăm chú vào tam đại tán tiên lão tổ trên người, lại là cũng không quay đầu lại đối Dương Nghị Vân nói chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này nói chuyện đằng đằng sát khí, phi thường kiên quyết. Ngừng ở Dương mỗ nhân trong tai chỉ có vô cùng cảm động. Kỳ thật hắn biết, Lục Nhĩ hoàn toàn có thể không cần cùng tam đại tán tiên lão tổ đối thượng, tuy rằng tăng tặng chính mình tam căn hầu mao, nói giúp chính mình ra tay 3 lần, khá vậy không có nói hoàn toàn muốn tử chiến liều mạng, dù sao hắn có thể tới, cũng ra tay, liền không tính vi phạm hứa hẹn. Nhưng mà lúc này Lục Nhĩ lại là không hề có rút đi ý tứ. Hắn đuổi theo 3 cái chạy trốn tán tiên, không muốn đuổi theo tới rồi Chí Tôn cung trước, đụng phải tam đại tán tiên lão tổ, trực tiếp đối thượng. Lúc này một hồi đánh hạ tới, lại không có rút đi, còn chắn Dương Nghị Vân trước người, này như thế nào có thể làm Dương Nghị Vân không dám động. Giờ phút này đã không đơn giản là 3 lần hứa hẹn vấn đề, mà là sinh tử có quan hệ việc. Quả thật Lục Nhĩ thiên phú dị bẩm, là tiên giới sinh linh, nhưng lại là trùng tu. Hắn còn không có khôi phục đến tiên vương tu vi, hiện tại Lục Nhĩ Dương Nghị Vân tuy rằng nhìn không thấu thực lực, nhưng có thể cùng 6 chuyển đại viên mãn đỉnh 9 phong chân nhân chém giết tương đương, thoạt nhìn Lục Nhĩ thực lực cũng liền ở 6 chuyển đỉnh cấp bậc, cường cũng tưởng không bao nhiêu đi. Nhìn một thân kim mao Lục Nhĩ che ở hắn trước người nói chuyện, Dương Nghị Vân vành mắt mạc danh đỏ, giờ phút này xem này chỉ kim mao Lục Nhĩ con khỉ hắn bối cảnh thực vĩ ngạn. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân hỏi. Bọn họ 3 cái ngươi nhưng có nắm chắc đối phó. Lục Nhĩ cũng không quay đầu lại nói, không có. Nếu không, ngươi triệt đi, Dương Nghị Vân nói, Lục Nhĩ đem đạo nghĩa chịu hứa hẹn, đáp ứng hắn ra tay 3 lần, nhưng hắn Dương Nghị Vân cũng không cần thiết tử biết rõ đối bất quá dưới tình huống, làm Lục Nhĩ đi chịu chết, hắn không thích đạo đức bắt cóc. Oanh! A, ngươi! Dương Nghị Vân dứt lời, lại là dấu hiệu phản ứng. Lục Nhĩ bỗng nhiên ra tay một cái đại nắm tay nện ở trên mặt hắn. Tức khắc máu mũi giàn giụa. Nhưng là không có trở ngại, bởi vì Lục Nhĩ vô dụng pháp lực. Ngay sau đó liền thấy Lục Nhĩ bộ mặt dữ tợn quay đầu, đối với hắn lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi muốn cho ta Lục Nhĩ thất tín bội nghĩa sao? Lão tử đáp ứng người khác sự, sợ đó là tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành, đừng mẹ nó đang nói chuyện, nếu không lão tử tấu bạo ngươi. Đừng nói 3 cái còn không có đi trải qua tiên lực lễ rửa tội tán tiên, hôm nay chẳng sợ chính là 3 cái kim tiên hạ giới, lão tử cũng tìm tấu không lầm. Lục Nhĩ dứt lời lúc sau, quay đầu đi xem 3 cái tán tiên lão tổ, giọng nói lạc bế hết sức, hắn toàn thân chiến ý phóng lên cao, tựa hồ có chiến thiên chiến địa tự tin. Dương Nghị Vân vuốt chảy máu mũi vô cùng đau đớn cái mũi, không hề có sinh khí. Ngược lại là nghe Lục Nhĩ đối hắn giống giận nói chuyện, làm hắn trong lòng quay cuồng lên. Cảm động, nhiệt huyết, hào khí, tự tin từ từ một đại sóng hơi thở ở cảm nhiễm hắn. Không biết vì cái gì Dương Nghị Vân tại đây một khắc, toàn thân máu tựa hồ đều phải từ linh hồn chỗ sâu trong thiêu đốt dựng lên. Hắn đối Lục Nhĩ Mi Hầu có hoàn toàn mới nhận thức. Đây là một con có máu có thịt con khỉ. Hắn đem đạo nghĩa, trọng hứa hẹn, có đảm đương. Hắn có một viên chiến thần giống nhau tâm, không sợ thiên địa. Ngắn ngủn nháy mắt Dương Nghị Vân ở con khỉ trên người thấy được rất nhiều rất nhiều. Cũng ở nháy mắt cảm nhiễm chính hắn. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc danh hắn nguyên thần chấn động, toàn bộ ý thức hải đều phát ra một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, ý thức hải trung nguyên thần bỗng nhiên mở 2 mắt, 2 tròng mắt chung có nhật nguyệt sao trời ở lóng lánh, toàn thân kim cương đại tác phẩm dựng lên. Như là thái dương giống nhau chiếu rọi toàn bộ ý thức hải. Bao gồm hắn nguyên thần ngồi xuống hoa sen đen. Ong! Đã mấy trăm năm không động tĩnh hoa sen đen, ở nguyên thần bùng nổ kim quang dưới, rốt cuộc có động tĩnh. Ở phía trước hắn sinh tử có quan hệ là lúc, hoa sen đen đều không có phản ứng thức tỉnh dấu hiệu, nhưng lại tại đây một khắc có động tĩnh. Hoa sen đen rốt cuộc thức tỉnh. Dương Nghị Vân nguyên thần ở kim quang trung không ngừng ngưng thật. Nguyên thần tại đây một khắc thăng hoa. Trước kia hắn nguyên thần chính là cái hình dáng,
hiện tại lại là ngưng thật biến rõ ràng lên. Đây là một hồi hiểu được. Một hồi từ Lục Nhĩ Mi Hầu trên người nhìn đến nghe được cảm nhận được hiểu được. Lão nhân nói qua, tu hành trung tâm nói đến cùng chính là tu tâm, mà tu tâm trung tâm còn lại là không chỗ không ở thiên địa ngộ đạo. Thiên địa chi gian vạn vật, bao gồm sở hữu. Hiểu được có đôi khi có lẽ là một sự kiện, có lẽ là một hồi sinh tử, lại có lẽ chính là người khác thẳng đánh tâm linh một câu. Lúc này đây hiểu được đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu, là Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra làm hắn nguyên thần nổ vang cảm nhiễm sâu trong nội tâm lời nói, là hắn cảm xúc, tự tin, trọng tình nghĩa từ từ mang cho hắn hiểu được. Dương Nghị Vân từ tu luyện đạt tới phi thăng cảnh đại viên mãn sau, mặc kệ là tu vi pháp lực vẫn là nguyên thần phương diện, đều không có ở tiến bộ một chút ít, nhưng mà giờ khắc này lại là nguyên thần rốt cuộc có động tĩnh. Nguyên thần tiến bộ cũng không phải là tu vi pháp lực, dùng thiên tài địa bảo là có thể tăng lên, này một bước bước ra, đối hắn tới giảng chính là chất biến hóa. Giờ phút này Dương Nghị Vân hận không thể ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thân thượng 100 hạ, nhưng hắn biết nguyên thần thăng hoa đáng quý, không có đi tìm Lục Nhĩ nói chuyện, mà là đứng ở tại chỗ cẩn thận đi cảm thụ nguyên phát sinh biến chất mang đến bất đồng, nơi này hiểu được không cần ngộ đạo một lần kém. Tâm linh tại đây một khắc ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Một lần nguyên thần tẩy, mang đến chỗ tốt đối Dương Nghị Vân tới phi thường thật lớn, đem cho hắn đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Giờ khắc này hắn nhắm lại hai mắt, chủ ý thức tiến vào nguyên thần trong vòng, mở mắt ra xem ý thức hải, hoặc là nói phát ra ý thức sau khi rời khỏi đây, tựa hồ ở kim quang nhìn thấy một đổ núi cao, lại như là một tòa đại môn, còn như là một cái thế giới. Hắn ở kim quang đại tác thế giới nỗ lực đi xem, đi trước. Mà hắn thần hồn lực lượng lại ở làm hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Càng ngày càng cường đại. Nguyên thần ngồi xuống hoa sen đen ô làm vinh dự làm, một hắc một kim hai loại nhan sắc lẫn nhau chiếu rọi, hoa sen đen thức tỉnh. Lại cũng ở trưởng thành chung. Ở Dương Nghị Vân ý thức hải chung giờ phút này tràn ngập tới thần hồn lực lượng, này đó lực lượng không biết đến từ nơi nào, có lẽ là thiên địa bên trong đi, dù sao đều cuồn cuộn không ngừng tiến vào Dương Nghị Vân nguyên thần bên trong. Mà Dương Nghị Vân chủ ý thức còn lại là ở kim quang đại tác thế giới, không ngừng đi trước, hắn nghĩ đến mơ hồ chung núi lớn, hoặc là thế giới kia truy đuổi chung. Hắn không biết đó là cái gì, là địa phương nào. Là một tòa núi lớn, vẫn là một cái thế giới. Dù sao tiềm thức chung cảm giác, hắn nếu là đến kim quang chung mơ hồ tồn tại nơi, hắn khả năng sẽ bò lên thượng một cái cực cao chi độ. Mà ở lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có phát hiện Dương Nghị Vân biến hóa. Xoay người lúc sau trực tiếp đối với ba cái tán tiên mà đi. Lúc này Chín Phong chân nhân nhìn cầm trong tay đại chùy con khỉ đi tới, trầm giọng nói, đạo hữu chính là muốn cùng ta chờ là địch rốt cuộc. Vừa rồi một trận chiến, Chín Phong chân nhân trong lòng vô cùng chấn động. Ba cái tán tiên hậu bối bị đuổi giết tới rồi Chí Tôn cung trước, cho bọn hắn ba cái tán tiên lão tổ phát ra cầu cứu đưa tin, nếu không phải tới rồi kịp thời, ba cái tán tiên hậu bối liền phải bị này đầu con khỉ chém giết. Ngay từ đầu nhận được đưa tin đã biết tiền căn hậu quả, lại là tu chân giới vân môn tiên cảnh Dương Nghị Vân cái này tiểu bối đi tới Chí Tôn Sơn đại sát tứ phương, chém giết mấy chục hào tán tiên. Lúc sau Chí Tôn Sơn 10 đại tán tiên ra tay, cũng bị kia Dương Nghị Vân giết 3 người, ở lúc sau mấy đại tán tiên liên hợp bị thương nặng Dương Nghị Vân, kết quả nửa đường sát ra tới này đầu con khỉ, nháy mắt hạ gục mấy cái tán tiên, dư giả 3 người trốn thoát, thẳng đến Chí Tôn Sơn đỉnh tìm bọn họ cầu cứu. Đã biết này đó thời điểm, tam đại tán tiên lão tổ phẫn nộ rồi. Chín Phong chân nhân cái thứ nhất ra tay cùng con khỉ đại chiến, muốn đem này đầu con khỉ nghiền xương thành cho, chính là nào biết một trận chiến dưới, thế nhưng phát hiện con khỉ thực lực cường hãn vô biên, cùng hắn vung tay đánh nhau không phân cao thấp, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác con khỉ còn có thừa lực. Này như thế nào không cho Chín Phong chân nhân trong lòng đại chấn. Đệ nhất sóng giao thủ lúc sau, cái kia kêu Dương Nghị Vân tiểu tử tiến đến. Mới làm con khỉ dừng tay. Nói lên Dương Nghị Vân Chín Phong chân nhân tự nhiên biết, năm đó tu chân giới ma tộc bùng nổ, bọn họ ba cái tán tiên lão tổ phái ra mấy đại tán tiên đi chu ma, nhưng kết quả là bị Dương Nghị Vân kia tiểu tử cơ hồ giết sạch sẽ, chỉ có Trường Thần Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều hai cái tán tiên tồn tại trở về, nhưng lại là hai cái không có tham dự chiến đấu tán tiên. Trường Thần Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều tán tiên không xuất chiến, bị tam đại tán tiên lão tổ coi là dị loại. Khiển trách Chí Tôn Sơn, đến bây giờ đều không có thả ra. Mà Dương Nghị Vân tên còn lại là bị tam đại lão tổ điểm danh phê bình, chẳng qua đủ loại nguyên nhân, tán tiên đảo tán tiên rời núi hạn chế, không có đi tìm Dương Nghị Vân phiền toái.
nhưng lần này không nghĩ tới tiểu tử này chủ động tìm tới môn tới, lại còn có tìm tới như vậy hung hãn một đầu con khỉ. Cái này làm cho tam đại tán tiên lão tổ đều dị thường phẫn nộ. Thật không biết này con khỉ là cái gì lai lịch, từ chỗ nào toát ra tới. Lúc này xem con khỉ đi tới, Chín Phong chân nhân mặt âm trầm mở miệng, có thể bất hòa con khỉ xé rách mặt tự nhiên tốt nhất, nếu không được, bọn họ tam đại lão tổ hợp lực cũng không phải con khỉ có thể dương oai. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Chín Phong chân nhân nói chuyện, liệt miệng nâng lên lông xù xù cánh tay, chỉ vào tam đại lão tổ phía sau ba cái tán tiên nói, ta muốn bọn họ ba cái, giao ra đây bọn họ. Làm càn, lớn mật bắt hầu, Chí Tôn Sơn há tha cho ngươi dương oai. Lục Nhĩ nói ra tới, tam đại tán tiên lão tổ tức khắc giận dữ, biết đây là không đến nói chuyện. Vui đùa cái gì vậy, làm cho bọn họ mặt, đem ba cái hậu bối giao cho ngươi. Sau đó làm ngươi sát này đầu con khỉ chém giết, chúng ta tam đại lão tổ còn muốn hay không lại tán tiên đảo lăn lộn. Không lời gì để nói, nếu ngươi bắt hầu khăng khăng cùng ta chờ là địch, kia không có gì để nói, ngược lại là lão phu cũng có câu nói cho ngươi, mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, lão phu xin khuyên ngươi. Đừng vì Dương Nghị Vân kia tiểu tử xuất đầu, nơi này là tán tiên đảo, là ta chờ tán tiên địa bàn, không phải ngươi có thể dương oai nơi. Còn có đem Dương Nghị Vân giao ra đây, ta chờ nhưng vòng qua ngươi, nếu không ta chờ không ngại diệt ngươi này yêu hầu. Chín Phong chân nhân giờ phút này nói chuyện sắc bén lên, đối Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra cảnh cáo. Ha ha ha, trả lời hắn chính là Lục Nhĩ Mi Hầu một trận cười lạnh, ngay sau đó con khỉ một nhe răng lớn tiếng nói, ngươi chờ quả nhiên dối trá. Các ngươi nhân tộc liền không có một cái thứ tốt, rõ ràng là các ngươi đồ tử đồ tôn muốn giết ta huynh đệ, mấy chục hào người đánh không lại, cũng liền thôi, một đợt tiếp một đợt xa luân chiến, còn không được ta huynh đệ tìm giúp đỡ đánh trả. Hôm nay ta Lục Nhĩ đảo muốn nhìn, ngươi chờ ba cái lão đông tây có gì bản lĩnh. Còn không phải là kim tiên cấp bậc sao, không có trải qua quá tiên lực lễ rửa tội kim tiên mà thôi, ta thật đúng là không để bụng, muốn đánh cứ đánh, muốn chiến liền chiến. Ngươi ngang sau ba cái tán tiên ta xác định rồi. Kiêu ngạo, kiệt ngạo, khí phách. Lục Nhĩ Mi Hầu đối mặt tam đại tán tiên lão tổ chút nào không thoái nhượng mảy may. Hảo hảo hảo, hảo một con bát hầu, cứ việc xem khởi ngươi cảnh giới cao, nhưng tu vi căng chết cũng chính là sáu chuyển đỉnh, đối mặt ta chờ ba người, xem ngươi có cùng thủ đoạn, muốn tìm cái chết vậy thành toàn ngươi, nhị vị đạo hữu thượng đi, Chí Tôn Sơn không chấp nhận được một con bát hầu càn rỡ. Càng dung không ta chờ hậu bối đồ tử đồ tôn bị người tùy ý giết hại, làm cho bọn họ biết này tán tiên đảo là ai ở làm chủ. Chín Phong chân nhân sắc mặt hắc đối bên người thông tiên thượng nhân cùng Vạn Linh chân quân nói chuyện. Vạn Linh chân quân nói, các ngươi hai chảm con khỉ, lão phu đi diệt Dương Nghị Vân kia tiểu tử, thật sự cho rằng Chí Tôn Sơn không người không thành. Hảo, sát. Vạn Linh chân quân mục tiêu là Dương Nghị Vân, Chín Phong chân nhân cùng thông tiên cung bà lão thông tiên thượng nhân. Còn lại là một tả một hữu hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu mà đi. Ở tam đại tán tiên lão tổ trong mắt nhìn lại, kỳ thật sự tình thực dễ làm. Luân nhân số, con khỉ cùng Dương Nghị Vân liền hai người. Luận tu vi con khỉ thực lực cường đại, nhưng cũng chính là bọn họ cái này trình tự, hai đại tán tiên lão tổ đi đối phó một cái con khỉ, vậy là đủ rồi. Dư lại một cái Dương Nghị Vân, tuy rằng nghe tới hung hãn giết mấy chục hào tán tiên, nhưng thì tính sao? Chẳng qua là ngũ chuyển tán tiên căng đã chết cũng liền sáu chuyển hậu kỳ tu vi, há có thể cùng bọn họ tam đại lão tổ đánh đồng. Cho nên nói Vạn Linh chân quân đi đối phó Dương Nghị Vân, quả thực chính là giết gà cần gì giao mổ trâu. Nhưng Dương Nghị Vân mới là đầu sỏ gây tội, cần thiết sát. Mới vừa nói chuyện khẩu khí tựa hồ giống như là nói, các ngươi đi trước đối phó con khỉ, ta thuận tay diệt Dương Nghị Vân, ngay sau đó tới hỗ trợ, chúng ta tam đại lão tổ chém giết con khỉ. Giờ phút này Dương Nghị Vân như cũng nhắm mắt đứng ở tại chỗ, động cũng chưa động một chút, nhìn qua liền tương tự vừa rồi bị con khỉ một quyền đánh choáng váng giống nhau. Mà tam đại tán tiên lão tổ lại là đã động. Đóng băng hai lộ, Vạn Linh chân quân mục tiêu Dương Nghị Vân, mặt khác hai người Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm trong tay đại chùy hừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình lui về phía sau, chắn Dương Nghị Vân chính phía trước 10 mét chỗ. Dù sao hắn phải bảo vệ Dương Nghị Vân. Không thể làm tam đại tán tiên lão tổ động Dương Nghị Vân. Ầm vang. Lục Nhĩ Mi Hầu xuất kích bạo giống một tiếng đối với Vạn Linh chân quân chính là một chùy tạp qua đi. Lực lượng cường đại ở đại chùy thượng phát ra, Vạn Linh chân quân cũng là mí mắt nhảy dựng, hai tròng mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc,
phía trước quan khán chín phong chân nhân cùng con khỉ chiến đấu còn bất giác có cái gì, hiện tại chính mình tự mình đối mặt, lại là mới phát hiện con khỉ thật đúng là không phải đơn giản hạng người. Một chùy tạp lại đây, Vạn Linh chân quân cũng không dám đại ý, trong tay lục quang chợt lóe xuất kiếm một đôi phương thiên kích, giao nhau múa may một chút đón nhận con khỉ một chùy. Ngay sau đó lại là ở nổ vang chung Vạn Linh chân quân bay ngược lúc đầu. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu lại là vèo một chút biến mất, bỗng nhiên xuất hiện ở Thông Thiên thượng nhân cùng chín phong chân nhân một bên, trong tay đại chùy điên cuồng bay múa lên. Rầm rập, một chùy tiếp theo một chùy tạp qua đi, khí thế cường đại cùng nổ vang vang vọng ở Chí Tôn cung quảng trường. Lục Nhĩ Mi Hầu một đôi tam, trong lúc nhất thời lại là đem Tam Đại Tán Tiên lão tổ gắt gao lập tức, hoặc là nói chắn Dương Nghị Vân 10 mét ở ngoài, làm cho bọn họ không có bước vào một bước. Nhưng cũng gần như thế, chung quy là Tam Đại Tán Tiên lão tổ, hợp lực liên thủ. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu chung quy còn không có khôi phục đến đỉnh, hắn cùng Phong Tiên giống nhau trùng tu khởi điểm, nhưng khôi phục tốc độ lại so với Ong Tiên mau đúng rồi, ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian có thể tu vi thực lực có thể khôi phục đến có thể đồng thời cùng Tam Đại Tán Tiên lão tổ cứng đối cứng trình độ, đã xem như phi thường như ích. Bực này thời gian rằng có ước chừng nửa giờ sau, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cuộc ẩn ẩn ở vào hạ phong. Tại đây nửa giờ đánh nhau chung, mặc kệ là Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng hoặc là Tam Đại Tán Tiên lão tổ thi triển ra từng người thiên phú thần thông, cơ hồ đều là sát chiêu. Tam Đại Tán Tiên lão tổ cũng là càng đánh càng kinh hãi, thầm than này con khỉ thủ đoạn thực lực cường đại, cũng kinh ngạc cảm thán hắn chiến ý vô biên, cơ hồ mỗi nhất chiêu đều ở bác mệnh không sợ gì cả. Kể từ đó làm rõ ràng liên hợp lại Tam Đại Tán Tiên muốn so Lục Nhĩ Mi Hầu cường đại, nhưng lại có chút sợ tay sợ chân, chỉ có thể sử dụng nhất vững vàng tiêu hao chiến. Bởi vì đối Tam Đại Tán Tiên lão tổ tới nói, cùng con khỉ chém giết chiến đấu, con khỉ cùng bác mệnh chiến đấu, nhưng là bọn họ lại là không thể, bọn họ mệnh có thể so con khỉ quý giá. Đánh lâu dài hạ, 3-1, ở thực lực tu vi không sai biệt nhiều dưới tình huống, tự nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu ở vào hạ phong. Thật đúng là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu chém giết không muốn sống đấu pháp, trong lúc nhất thời cũng làm Tam Đại Tán Tiên không làm gì được. Trung tràng chiến đấu tiếp tục. Đương con khỉ ẩn ẩn ra ở hạ phong lúc sau, chín phong chân nhân đối với phía sau ba cái tán tiên hậu bối nói, các người ba người đi đem Dương Nghị Vân cấp xử lý, kia tiểu tử tu vi tựa hồ ra vấn đề, lúc này không động thủ càng đãi khi nào. Con khỉ bên này có chúng ta. Là, ba cái tán tiên chính là phía trước bị Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi giết ba người, lúc này nghe được chín phong chân nhân nói sau, cũng là trước mắt sáng ngời, tránh đi chiến trường thật xa hướng Dương Nghị Vân mà đi. Chín phong lão tổ nếu nói Dương Nghị Vân tu luyện xảy ra vấn đề, kia khả năng chính là thật sự, lại nói phía trước Dương Nghị Vân vẫn là trọng thương, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ bị kia con khỉ trên mặt tạp quá một quyền sau, Dương Nghị Vân liền nhắm mắt lại vừa động đều không có động, hiện tại thoạt nhìn, nhất định là ra vấn đề. Đối bọn họ ba người tới nói cũng đúng là ra tay chém giết Dương Nghị Vân cơ hội tốt. Thực mau ba cái tán tiên tiếp cận Dương Nghị Vân. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng khẩn trương, hắn bị ba cái tán tiên lão tổ gắt gao quấn lấy, muốn đi ngăn cản cũng thoát không khai thân. Giống. Sốt ruột chung Lục Nhĩ Mi Hầu thét dài một tiếng, hai tròng mắt nháy mắt hồng thấu, toàn thân hơi thở lần thứ hai biến đổi. Giờ phút này Lục Nhĩ muốn chuẩn bị mạnh mẽ vận dụng hắn thiên phú thần thông, tuy rằng tu vi không cho phép, nhưng là hắn trả giá điểm đại giới vẫn là có thể. Bất quá liền lại lúc này. Một thanh âm truyền âm tới rồi Dương Nghị Vân trong tai. Lục Nhĩ đại ca không cần phân tâm quản ta, ba cái tán tiên giao cho ta xử lý. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng chấn động, thanh âm này đúng là Dương Nghị Vân thanh âm. Phía trước hắn tấu Dương Nghị Vân một quyền lúc sau, liền phát hiện Dương Nghị Vân trên người hơi thở có biến hóa, làm một cái tiên vương cảnh giới cao thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên có thể cảm nhận được, Dương Nghị Vân nguyên thần lực lượng đại tác phẩm, hoặc là nói có đột phá. Cho nên chắn Dương Nghị Vân trước người, lấy bác mệnh thủ đoạn tới ngăn trở Tam Đại Tán Tiên lão tổ, không cho tới gần Dương Nghị Vân. Trung Quy tới nói, hắn bởi vì ở vướng bận Dương Nghị Vân, đánh nhau có chút bó tay bó chân. Hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng ổn. Nghe tới Dương Nghị Vân tu luyện đã kết thúc, cũng liền không cần lại đi để ý tới ba cái đối Dương Nghị Vân tiến lên Tán Tiên. Mà kế tiếp hắn sẽ hảo hảo cùng ba cái Tán Tiên lão tổ đánh một hồi. Con khỉ chiến ý xông thẳng tận trời. Cứ việc Dương Nghị Vân không cần đi lo lắng, nhưng hắn như cũ thúc giục thiên phú thần thông.
Đây là trước mắt hắn cái này tu vi không thể thi triển thần thông, mạnh mẽ thi triển tất nhiên phản phệ. Nhưng con khỉ không để bụng. Chiến đấu đối hắn lão nói mới có lực hấp dẫn. A, à, giống, bát cửu huyền công kim thân. Lục nhĩ mi hầu cơ hồ là cắn răng trầm thấp hô lên kết thúc đứt quãng tục nói. Lại đúng là hắn thúc giục hắn thiên phú thần thông. Ngay sau đó lục nhĩ mi hầu một khuôn mặt vặn vẹo lên, trong ánh mắt đỏ bừng yêu dị, thất khiếu đều có vết máu toát ra tới. Đây là đại giới, hao tổn một bộ phận tinh huyết đại giới. Nhưng, tại đây một khắc lục nhĩ mi hầu toàn thân quang mang chói mắt vô cùng dựng lên. Khí thế cường đại dưới, tam đại tán tiên lão tổ đều không thể không lui về phía sau. Ba cái lão bất tử chính là tu luyện thành nhân tinh nhân vật, cảm nhận được không đúng, lập tức liền lui về phía sau, tuyệt không dễ dàng phạm hiểm. Ong! Ngay sau đó lục nhĩ mi hầu trên người kim quang tan đi. Con khỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ bừng mang theo huyết sắc, làm hắn nhìn qua càng thêm yêu dị, dùng kiệt ngạo khó thuần ánh mắt nhìn tam đại tán tiên lão tổ nói, hiện tại lão tử cùng các ngươi chơi liều mạng. Giống. Một tiếng thét dài lúc sau, lục nhĩ mi hầu hướng về tam đại tán tiên lão tổ hướng qua đi lên, không hề đi chú ý phía sau Dương Nghị Vân, bởi vì hắn cảm giác đến Dương Nghị Vân tu luyện kết thúc, hơn nữa hơi thở tăng nhiều một mảng lớn, ứng phó ba cái sáu chuyển hậu kỳ tán tiên đã không thành vấn đề. Con khỉ chiến ý tận trời chỉ nghĩ đem ba cái tán tiên lão tổ đánh cho tàn phế phế. Mà giờ phút này, ba cái sáu chuyển hậu kỳ tán tiên cũng vào tới Dương Nghị Vân trước người. Bỗng nhiên Dương Nghị Vân mở hai mắt, hai tròng mắt trung bộc phát ra hai đại một mét dài hơn kim quang chợt lóe rồi biến mất. Giơ tay lên khởi, ngân quang thoáng hiện, đồ long kiếm ngay lập tức nơi tay. Mười đại tán tiên liền kém các ngươi ba cái, hiện tại, tiểu gia đưa các ngươi lên đường. Dương Nghị Vân trầm thấp nói xong, trong tay đồ long kiếm ngân quang thoáng hiện, tiếp theo có xanh thẳm ánh sáng, càng có đen nhánh như mực ô quang lóng lánh dựng lên. Hoa sen đen kiếm quyết bát hoang, chảm. Một cái chảm tự lạc bế, oanh một chút đồ long kiếm thượng kiếm khí tung hoành từng đóa hoa sen đen xuất hiện. Không nhiều không ít vừa lúc tám đóa hoa sen đen, tất cả đều là kiếm khí biến thành. Xoát xoát xoát, ở ngay lập tức chi gian bùng nổ. Hoa sen đen tạc nứt. Hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí bạo phát đi ra ngoài. Ba cái sáu chuyển hậu kỳ tán tiên cao thủ, bị mấy trăm đạo kiếm khí xuyên thấu tung hoành, phát ra kêu thảm thiết. Mỗi một đạo kiếm khí như là có linh tính giống nhau, không bay loạn, tất cả đều là công kích ở ba cái sáu chuyển hậu kỳ tán tiên trên người. Tán tịch lúc sau kiếm khí tiêu tán, ba cái tán tiên còn lại là hóa thành hôi phi yên diệt. Hoa sen đen chúc mừng ngươi khôi phục, Dương Nghị Vân rút kiếm tự nói. Trong đầu vang lên hoa sen đen đáp lại, chiếm ngươi quang, lần này ngươi nguyên thần cơ bản viên mãn, kém một đường chính là phi thăng, cũng chúc mừng ngươi. Kế tiếp ta còn cần ngươi trợ giúp, ta muốn đi sát chín phong chân nhân. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy nơi xa lục nhĩ cùng tam đại tán tiên lão tổ chiến đấu, đem ánh mắt đặt ở chín phong chân nhân trên người. Chỉ nghe hoa sen đen nói, thượng đi, trước kia còn có chút hạn chế, nhưng là hiện tại, còn có thể trợ ngươi giúp một tay. Dương Nghị Vân nghe, liền biết hoa sen đen từ lần trước hỗ trợ thu thủy chi căn nguyên châu ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại sau nàng dự trữ rất nhiều lực lượng, hoặc là nói hoa sen đen nguyên thần khôi phục không tồi, ít nhất so với trước kia cường đại rồi không ít. Nhưng hoa sen đen cùng lão nhân tình huống lại có bất đồng, nàng khôi phục nguyên thần là ở khôi phục niết bàn phía trước kiếp trước ký ức, đối hoa sen đen tới nói ký ức chính là thực lực. Lần này hắn nguyên thần chịu lục nhĩ mi hầu xúc động, nguyên thần thăng hoa. Thần hồn chi lực tăng nhiều, ký túc ở hắn ý thức hải hoa sen đen cũng là đại chịu bổ giật, không chỉ có thượng nàng từ ngủ say chính thức tỉnh, càng là làm nàng khôi phục một ít kiếp trước ký ức. Vừa rồi hoa sen đen kiếm chính là có hoa sen đen trợ giúp ở bên trong, hắn thúc giục lực lượng thủy chi căn nguyên lực lượng, tự thân lực lượng, hơn nữa hoa sen đen lực lượng, mới có thể nhất kiếm bùng nổ chém giết tam đại tán tiên. Sạch sẽ lưu loát, tiếp được mục tiêu chính là ba cái tán tiên lão tổ. Cứ việc nguyên thần thăng hoa, hoa sen đen thức tỉnh, chính là Dương Nghị Vân như cũ không dám đại ý. Cho nên hắn yêu cầu hoa sen đen trợ giúp. Đầu tiên cái thứ nhất muốn chém giết chính là chín phong chân nhân, cấp phượng tử báo thù hết giận. Cứ việc biết phượng tử bị bọn họ bức bách tiến vào chí tôn cung, nhưng là sinh là chết, ai cũng không biết. Hoa sen đen nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Dương Nghị Vân lại là nghe ra cường đại tự tin hương vị. Trong lòng nắm chắc. Giữa sân nhìn lại lục nhĩ mi hầu đại phát thần uy, đại chiến tam đại tán tiên lão tổ.
tuy rằng thoạt nhìn biêu hãn vô cùng, chính là trung quy ở vào hạ phong. Ba cái tán tiên lão tổ cũng thật sự là có thủ đoạn, Lục Nhĩ Mi Hầu bùng nổ công kích, lôi đình vạn quân, nhưng ba cái lão gia hỏa lẫn nhau phối hợp ăn ý, mỗi một lần đều có thể đem Lục Nhĩ công kích hóa giải, hơn nữa làm được phản kích. Cái này làm cho Lục Nhĩ trên người xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, nhìn thảm thiết, nhưng hẳn là không phải vết thương chí mạng. Dù sao Dương Nghị Vân chuẩn bị ra tay, chiếu như vậy xem đi xuống, Lục Nhĩ cũng kiên trì không được bao lâu, tam đánh một, bản thân liền không đối xứng. Nhưng mà nếu hắn có thể đi liên lụy một cái, liền một người nói. Dương Nghị Vân tin tưởng Lục Nhĩ tuyệt đối có thể xử lý trong đó hai cái. Điểm này nhìn qua thực rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu một đôi tam thời điểm tuy rằng hơi rơi xuống phong, nhưng không có bại, như cũ có thể cùng ba cái tán tiên lão tổ đánh kinh thiên động địa. Dương Nghị Vân tin tưởng chỉ cần hắn đi nắm trụ ba cái tán tiên lão tổ chung một người, là có thể cấp Lục Nhĩ Mi Hầu giảm bớt thật lớn áp lực. Đến lúc đó tất nhiên xoay chuyển cục diện. Mà đối với hiện tại hắn tới nói, nguyên thần có một lần thăng hoa, thần hồn lực lượng tăng nhiều, hơn nữa có hoa sen đen trợ giúp, đối mặt trong đó một cái tán tiên lão tổ, hắn hẳn là không có vấn đề. Này một người, Dương Nghị Vân nhắm vào chính là Chín Phong Chân Nhân. Đi giết qua đi. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Chín Phong Chân Nhân nheo lại mắt, dưới chân vừa động, nhằm phía đã đạt tới Chí Tôn Cung quảng trường bên cạnh bốn người chiến trường. Ngay sau đó Dương Nghị Vân xuất hiện chiến trường 20-30 mễ nơi, nguyên bản muốn trực tiếp đối Chín Phong Chân Nhân giết qua đi, nhưng lại khóe mắt thấy được nơi xa, tức khắc dừng lại. Hắn thấy được hai người. Hai cái huyền phù ở không, cách mặt đất 3 mét, như là bị treo lên người. Người này không phải người khác, đúng là Trường Sinh Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều Tán Tiên. Ở U trong trí nhớ này hai cái Tán Tiên liền bởi vì bị không có năm đó tham dự mặt khác Tán Tiên đối với người Vân Môn tính kế. Trở lại tán tiên đảo sau, trực tiếp bị ba cái lão bất tử trừng phạt, vây ở phong lôi trận pháp chung. Dương Nghị Vân biết, hai người chi kiếp nạn nhân hắn dựng lên, cái này nhân quả yêu cầu hiểu biết. Đối hắn xem nói hiện tại thấy được, cũng chính là tùy tay có thể giải quyết vấn đề, đến nỗi Lục Nhĩ Mi Hầu, ở kiên trì một chút hẳn là không thành vấn đề. Cho nên quay người lại Dương Nghị Vân đi tới Chí Tôn Cung quảng trường bên cạnh, nơi này là quảng trường một góc, phía dưới đó là vạn chính vực sâu. Trường Thần Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều hai đại tán tiên bị nhốt ở phong lôi trận, có cơn lốc cùng lôi điện không ngừng đánh rớt ở bọn họ trên người. Cứ việc thoạt nhìn lôi điện cùng cơn lốc uy lực không lớn, nhưng nếu như bị tia, a tấn thượng mấy trăm năm, cũng là có thể muốn mệnh. Dương Nghị Vân âm thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên xuất kiếm đối với trận pháp chính là nhất kiếm. Ong màu bạc, màu xanh thẳm hơn nữa màu đen vầng sáng hội tụ, bỗng nhiên thành kiếm khí từ đồ long kiếm mà ra. Ầm vang. Ngay sau đó phong lôi trận pháp bị Dương Nghị Vân nhất kiếm đánh tan. Hai đại tán tiên thoát vây. Đa tạ sư đệ. Đa tạ đạo hữu. Hai người nói lời cảm tạ. Tự hành rời đi đi, ta không có thời gian chiếu cố các ngươi. Dương Nghị Vân nói xong lắc mình rời đi, hắn đối hai người nhân quả xem như chấm dứt. Tái xuất hiện hết sức, đã tới rồi chiến trường chung. Lục Nhĩ đại ca ta tới. Dương Nghị Vân đằng đằng sát khí. Nhảy dựng lên thẳng đến Chín Phong Chân Nhân bổ ra nhất kiếm. Bát hoang về một, chạm. Có hoa sen đen âm thầm hỗ trợ, Dương Nghị Vân dùng ra hoa sen đen kiếm quyết cuối cùng nhất kiếm, bát hoang về một. Này nhất kiếm chung có hoa sen đen lực lượng, càng có hắn tự thân chân nguyên, cùng với hắn thúc dục thủy chi căn nguyên châu lực lượng. Tương đương là tam đại lực lượng hợp nhất, mang theo pháp tắc chi thế mà ra. Khí thế chi cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng. Dù sao nguyên thần sinh thăng hoa lúc sau, hắn liền cảm giác đối pháp tắc chi thế lung tụ siêu gấp 10 lần. Trước kia hiểu được pháp tắc chi thế thời điểm, căng chết cũng liền phạm vi cây số, nhưng giờ khắc này hắn phát hiện đã mở rộng tới rồi vạn mét phạm vi. Pháp tắc vô hình, nhưng lại chân thật tồn tại. Thần hồn cường đại liền ý nghĩa pháp tắc chi thế năng mượn dùng phạm vi mở rộng, uy lực cũng sẽ càng cường. Từ cây số đến vạn mét phạm vi, đây là một lần chất thăng hoa thoát biến. Nhất kiếm mà động, phong vân biến sắc. Chí Tôn Sơn đỉnh lôi điện cũng bị pháp tắc chi thế kéo, ầm 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 mà vang vọng. Vốn là ở sơn đỉnh, thân mình mây mù chung. Kéo thiên địa linh khí cũng đều gợi lên mây mù đang không ngừng quay cuồng. Thật sự có nhất kiếm mà ra phong vân động, cầu vồng quán ngày, ai kham là địch khí thế ở bên trong. Cách hơn 20 mễ khoảng cách, Dương Nghị Vân nhất kiếm đối với Chín Phong Chân Nhân chém tới.
Chín Phong chân nhân sớm liền phát hiện Dương Nghị Vân đối hắn xuất kiếm, nhưng là ở Chín Phong chân nhân trong mắt, Dương Nghị Vân chính là cái con kiến mà thôi. Ở cường đại cũng vẫn là cái phi thăng cảnh người tu chân, há có thể cùng hắn cái này sáu chuyển đại đỉnh tán tiên đánh cờ. Muốn nói là con khỉ, Chín Phong chân nhân còn kiêng kỵ, nhưng Dương Nghị Vân nói, hoàn toàn không có để vào mắt. Chính là đương Dương Nghị Vân nhất kiếm mà ra thiên địa biến sắc lúc sau, Chín Phong chân nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ở Chín Phong chân nhân cảm thụ chung, Dương Nghị Vân tiểu tử này kéo thiên địa chi thế, hoặc là cách nói tắc chi lực cư nhiên so với hắn đều cường đại quá một mảng lớn. Bọn họ ba cái tán tiên lão tổ tu luyện đến nay có thể điều động thiên địa pháp tắc chi lực cũng chính là 6.000 mễ phạm vi thiên địa. Chính là Chín Phong chân nhân cảm nhận được, Dương Nghị Vân này nhất kiếm mà ra sau, sở kéo pháp tắc lực lượng, thiên địa chi thế, cư nhiên đạt tới vạn mét phạm vi nông nỗi. Đây là phi thường đáng sợ. Giờ khắc này không riêng gì Chín Phong chân nhân sắc mặt thay đổi, mặt khác hai cái, Thông Thiên Thượng Nhân cùng Vạn Linh chân quân cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì mọi người đều cảm thấy cường đại vô cùng thiên địa chi thế cùng lực lượng áp bách lại đây, khủng bố chính là Chí Tôn Sơn phía chân trời lôi đình cũng hội tụ thành hình kẹp ở trong đó. Thậm chí là Lục Nhĩ cũng là hai tròng mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc, không chút do dự bạo lui mở ra, vừa rồi Dương Nghị Vân ra tiếng thời điểm, Lục Nhĩ liền cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người hơi thở bất đồng. Ở Lục Nhĩ mi hầu cảm thụ chung, hoàn toàn không phải Dương Nghị Vân hơi thở, mà như là một người khác hơi thở. Hắn ở Dương Nghị Vân trên người cảm nhận được hồng hoang hơi thở. Tuy rằng trong lúc nhất thời không nghĩ ra sao lại thế này. Nhưng là Lục Nhĩ mi hầu trời sinh thiên phú thoải mái, đối nguy hiểm hoặc là hơi thở nhạy bén với rất nhiều sinh linh. Dương Nghị Vân nhất kiếm mà ra hết sức, Lục Nhĩ liền tránh thoát. Tam đại tán tiên lão tổ tuy rằng cũng cảm nhận được không giống bình thường, nhưng chung quy không phải thế gian độc nhất vô nhị Lục Nhĩ mi hầu, không có như vậy nhạy bén khứu giác. Hơn nữa đối Dương Nghị Vân cũng có khinh địch chi tâm, ngay từ đầu liền không đương bàn đồ ăn, kết quả chờ Dương Nghị Vân nhất kiếm ra tới thời điểm, muốn tránh tránh cũng không còn kịp rồi. Giống, tiên thể hộ thân, thông tiên pháp ấn, vạn linh nhập thể, chín phong kiếm trận, ba cái tán tiên lão tổ một đám sắc mặt đại biến, lúc này cũng đã không có bất luận cái gì giữ lại, đối mặt Dương Nghị Vân kiếm khí đột kích, hộ thân phản kích, ba người ăn ý vô cùng, nháy mắt đứng thẳng hình thành tam tài trận. Đem từng người công kích hợp nhất thi triển ở bên nhau, phòng ngự cũng ở bên nhau, bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân khí thế như hồng kiếm khí chống chọi mà đi. Ầm 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 oanh. A, à, phốc phốc phốc. Hai bên công kích giao phong ở bên nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng động. Dương Nghị Vân nhất kiếm kiếm khí, như nhất kiếm trời giáng, mấy chục trượng kiếm khí hư ảnh chạm ở Tam Đại Tán Tiên lão tổ hình thành tán tài phòng ngự cùng hội tụ ở bên nhau mấy trượng cột sáng thượng. Bất quá lại là bẻ gãy nghiền nát bị Dương Nghị Vân kiếm khí chạm tan thành mây khói, phòng ngự cũng rách nát biến mất, ba tiếng kêu rên chung ba cái lão ra hỏa hộc máu bay ngược đi ra ngoài hơn 30 mễ ở ngoài. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ở động, mở miệng thổ lộ, thủy chi kết giới. Hắn thúc giục thủy chi căn nguyên, tức khắc một giới màu xanh thẳm kết giới hình thành, bao phủ phạm vi trăm mét, hoàn toàn ngăn chặn ba cái tán tiên lão tổ muốn chạy trốn đi đường đi. Tam đại tán tiên lão tổ hoàn toàn mê đầu. Trước nay không nghĩ tới sẽ bị một cái phi thăng cảnh hậu bối nhất kiếm bị thương nặng, hơn nữa là ba người cùng nhau. Bực này khủng bố lực lượng. Ở ba người xem ra, tuyệt đối không phải Dương Nghị Vân tiểu tử này bản nhân có thể bộc phát ra tới. Thân là cái này cấp bậc tán tiên, tự nhiên có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người bất đồng, bọn họ phát hiện ở Dương Nghị Vân trên người có cường đại hồng hoang hơi thở tồn tại. Như thế nghĩ đến tất nhiên là có ngoại lực tham gia. Cũng hoặc là nào đó cường đại pháp bảo trong người, nếu không như thế nào nhất kiếm đưa bọn họ ba người bị thương nặng. Tiểu tử này không thích hợp Vạn Linh chân quân nói. Thông Thiên Thượng Nhân ho khan nói, há ngăn là không thích hợp, quả thực khác nhau như hai người, trên người hắn có dày nặng hồng hoang hơi thở tồn tại. Chín Phong chân nhân sắc mặt vô cùng khó coi nói, đây là thuần tịnh vô cùng thủy chi lực lượng kết giới, tiểu tử này xem ra thành tâm muốn cho chúng ta hồn phi phách tán, hai vị làm sao bây giờ? Khụ khụ, Vạn Linh chân quân ho khan nói, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ cần một cái con khỉ khiến cho chúng ta ba người liên thủ đều mệt mỏi ứng phó, hiện tại Dương Nghị Vân tiểu tử này lại là cái trên người có cường đại hồng hoang hơi thở biến cố, so với con khỉ cũng mạnh hơn một bậc, như thế chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Đường đường tán tiên đảo tán tiên lão tổ, giờ phút này chật vật bất kham, nói chuyện đều là hữu khí vô lực.
Bên kia Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một tả một hữu hướng tới bọn họ đi tới. Muốn chạy trốn đi, đường lui cũng bị vô hình chung kết giới phong kín, chính diện đối địch đi. Mặc kệ là Dương Nghị Vân vẫn là con khỉ, đều là mạnh mẽ đã có chút biến thái tồn tại. Tại đây chờ tình huống hạ, tam đại tán tiên lão tổ đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Vì nay chi kế chỉ có một biện pháp, có lẽ có thể làm chúng ta ba cái lão gia hỏa có một đường sinh cơ, nhị vị nghĩ như thế nào? Nói chuyện lại là Chín Phong chân nhân. Ở Chín Phong chân nhân dứt lời hết sức, lại là vẫn luôn chỉ hướng về phía chân trời. Hắn ở dò hỏi thông tiên thượng nhân cùng vạn linh chân quân. Người sau mà đến nhìn đến Chín Phong chân nhân chỉ hướng phía chân trời, giải thích cả người chấn động. Vạn linh chân quân sắc mặt hắc thấu, thanh âm đề cao vài phần nói, Chín Phong lão nhân, ngươi. Ý của ngươi là khai thiên môn. Chín Phong chân nhân gật gật đầu nói, bằng không đâu. Trước mắt ngươi cho rằng còn có cái gì biện pháp có thể làm chúng ta bảo mệnh. Nếu nói kia ba cái tán tu lão đối thủ tồn tại, có lẽ còn có thể xem ở cộng đồng giữ gìn Chí Tôn Sơn dâng lên giúp chúng ta một phen. Chính là, chúng ta tông môn quần thể cùng bọn họ tán tu quần thể, từ trước đến nay đều là như nước với lửa, hơn nữa. Bọn họ hàng ổ không hề Chí Tôn Sơn, mấy ngày trước nghe nói đã sớm rời đi, ta chờ hiện tại còn có thể có biện pháp không thành. Nghe xong Chín Phong giảng thuật, Vạn Linh chân quân trầm mặc đi xuống, hắn rõ ràng Chín Phong chân nhân nói không sai. Trước mắt trạng huống không ai có thể cứu được bọn họ ba cái. Tán tu tán tiên quần thể, nguyên bản cũng đủ cường đại, nhưng cùng bọn họ tông môn quần thể xưa nay bất hòa, ở Chí Tôn Sơn chính là bọn họ tông môn quần thể vì vương thế đại, tán tu quần thể cũng gần là có ba cái cùng bọn họ cùng cấp bậc lão tổ ở Chí Tôn Sơn có đạo tràng, nhưng cái kia đạo tràng chính là cái tượng trưng, rất ít sẽ thường trụ. Ngẫu nhiên xuất hiện cũng không chỉ là tuần thi A Chí Tôn Sơn, cho bọn hắn tông môn quần thể một cái xem đầu. Chứng minh một chút tán tiên đảo không phải tông môn quần thể một nhà độc đại, bọn họ tán tu quần thể đồng dạng không dễ chọc, gần là trương hiển thị uy. Không ai có thể giúp được bọn họ ba cái. Lúc này thông tiên thượng nhân mở miệng nói, ta đồng ý Chín Phong đạo hữu nói, khai thiên môn đi, tuy rằng khai thiên môn đại giới vượt quá tưởng tượng, thậm chí chúng ta khả năng sẽ. Nhưng tổng so ngồi chờ chết cường, khai thiên môn, thỉnh chân tiên hạ giới, không chừng chúng ta còn có tồn tại cơ hội. Hảo. Hảo đi, vậy khai thiên môn thỉnh chân tiên, Dương Nghị Vân cùng con khỉ ở cường đại, ở chân tiên trước mặt, cũng đến muốn tan thành mây khói. Ngay sau đó thông tiên thượng nhân cùng vạn linh chân quân tỏ thái độ đồng ý. Đích xác, khai thiên môn thỉnh chân tiên hạ giới, ở bọn họ nghĩ đến, cũng đủ chém giết rất Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên bọn họ trong miệng chân tiên chỉ không phải chân tiên cảnh giới. Mà là, bọn họ này đó tán tiên so sánh với. Chân tiên sở chỉ chính là tiên giới tiên nhân chân chính tồn tại. Bởi vì cùng bọn họ này đó hạ giới tán tiên so sánh với, bọn họ là không có trải qua phi thăng, không có trải qua tiên lực lễ rửa tội tu sĩ, tuy không được chân chính tiên giới, phản chi tiên giới sinh linh đó là bọn họ trong miệng tiên nhân chân chính, là chân tiên. Bên kia Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng không nghe được ba cái lão gia hỏa thương nghị cái gì, cái này cấp bậc tưởng nói chuyện không bị người nghe được, thủ đoạn quá nhiều. Nhưng lại là thấy được ba người khoanh chân mà ngồi dậy, từng người mặt đối mặt, rồi sau đó toàn thân toát ra chói mắt vô cùng quang mang, ở ba cái lão bất tử phía sau từng người xuất hiện nguyên thần hư ảnh. Một đám tay véo pháp quyết, từng tiếng màu xám khó hiểu âm phù từ bọn họ trong miệng vang lên. Dương Nghị Vân không nghe được ba cái tán tiên lão gia hỏa nói gì đó, nhưng lại ở ngay lúc này cảm giác không thích hợp, hắn tuy rằng không biết ba cái lão bất tử muốn làm cái gì. Nhưng lại là thấy được ba cái lão bất tử nguyên thần hiện lên mà ra, nguyên thần quang mang đại tác, lại là thế nhưng bắt đầu thiêu đốt nguyên thần. Một cái lắc mình Dương Nghị Vân xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu bên người. Lục Nhĩ đại ca, này ba cái lão bất tử muốn làm gì? Dương Nghị Vân tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu hẳn là biết, hoặc là nó nhìn ra được tới. Quả nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu trầm ngâm mở miệng nói, khai thiên môn thỉnh chân tiên hạ giới, bọn họ đây là muốn đập nồi dìm thuyền. Chúng ta sợ là có đại phiền toái. Dương Nghị Vân nghe xong cả người chấn động. Khai thiên môn thỉnh chân tiên hạ giới. Nghe Lục Nhĩ lời nói ngưng trọng, Dương Nghị Vân cũng không khỏi đi theo khẩn trương. Hắn đối tiên giới tiền tam cái cảnh giới nghe lão nhân lần trước nói qua, đơn giản là thiên tiên, chân tiên, kim tiên tam đại cảnh giới. Lúc này nghe được chân tiên hai chữ, còn tưởng rằng là sẽ là thỉnh tiên giới chân tiên hạ giới, nhịn không được hỏi, nếu là chân tiên nói. Chúng ta hai cái có thể đối phó đi.
Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến chân tiên cũng liền tương đương với 4 chuyển tán tiên cấp bậc, mà bọn họ hai cái hiện tại đều có thể 6 chuyển tán tiên đại viên mãn chém giết, chẳng lẽ còn làm bất quá chân tiên. Đương nhiên hắn cũng nghe lão nhân giảng quá, tu chân giới cái gọi là mấy vòng tán tiên, nghe tới cùng cấp với tiên giới tiên nhân đối ứng cảnh giới, chính là ngang nhau dưới tình huống, tán tiên hoàn toàn cùng chân chính tiên giới sinh linh vô pháp tương đối. Ai phong rất lớn. Bởi vì tán tiên không có trải qua tiên lực lễ rửa tội. Nhưng hắn vấn đề này hỏi ra tới sau, lại cũng cảm giác khả năng không lớn, hoặc là nói có chút chắc hẳn phải vậy. Giờ này khắc này tam đại tán tiên lão tổ bản thân chính là 6 chuyển đại viên mãn tồn tại, tương đương với kim tiên, bọn họ nếu đã thiêu đốt nguyên thần vì đại giới thỉnh tiên nhân hạ giới, liền không thể mời đến càng cao giai tiên nhân, như thế nào sẽ thỉnh chân tiên cảnh giới tiên nhân. Lại nghe Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng. Ta nói chân tiên là trải qua tiên giới lực lượng lễ rửa tội ý tứ, đều không phải là chính thật sự cảnh giới, bọn họ nếu lấy thiêu đốt nguyên thần vì đại giới, tất nhiên sẽ mời đến có thể đối phó chúng ta tiên nhân hạ giới. Kia, chúng ta, Dương Nghị Vân kỳ thật tưởng nói làm con khỉ bỏ chạy. Nhưng lại bị con khỉ đánh gãy, tựa hồ biết Dương Nghị Vân muốn nói gì nói, đi không được, bọn họ ba người thiêu đốt nguyên thần vì đại giới, khai thiên môn thực mau. Hiện tại liền xem bọn họ thỉnh xuống dưới tiên nhân là cái gì cấp bậc, bất quá dựa theo bọn họ nguyên thần cường đại, đánh giá nhiều nhất cũng chính là kim tiên cấp bậc, liền xem là sơ cấp kim tiên, vẫn là trung cấp kim tiên, cũng hoặc là càng cao trình tự, chúng ta chờ xem đi. Dương Nghị Vân vừa nghe nếu lão không kịp đi, vậy đi phá hư. Nếu không chúng ta đi đánh gãy bọn họ. Vô dụng, thiêu đốt nguyên thần khai thiên môn, bản thân chính là một loại hiến tế. Bọn họ nguyên thần chi lực sẽ bị tiên giới tiên nhân hấp thu, lẫn nhau chi gian tưởng thành liên hệ, sẽ có thiên địa pháp tắc bảo hộ, hiện tại đi lên đánh gãy, chúng ta chỉ biết bị thiên địa pháp tắc phản phệ, đợi lát nữa mà xem tình huống, nếu là không được, ta tới bám trụ, người thả chạy trốn đi thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói. Ta, Dương Nghị Vân vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị một thanh âm vang lên triệt phía chân trời nổ vang đánh gãy. Oanh! Một tiếng nổ vang mang theo chấn động thanh. Lỗ tai đều phát ngứa. Lại thấy ba cái tán tiên lão tổ trên người bùng nổ quang mang hoặc là nói thiêu đốt nguyên thần lực lượng hội tụ ở bên nhau, hình thành một đạo thùng nước thô cột sáng, tiếp theo thẳng thượng tận trời, ở phía chân trời phía trên như là đánh sâu vào khai một cái động lớn giống nhau, tức khắc liền có ngũ sắc tường vân hội tụ quay cuồng. Muốn xuống dưới con khỉ tự nói, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này Dương Nghị Vân cảm nhận được một cổ núi cao uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Chí Tôn Sơn. Tại đây cổ uy áp dưới, Dương Nghị Vân đều cảm thấy tim đập nhanh, hắn mạc danh tựa hồ tưởng quỳ rạp xuống đất. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn lúc sau, lại thấy phía chân trời phía trên, cái kia ngũ thải tân phân đại trong động xuất hiện một bóng người. Đó chính là cái gọi là chân tiên sao. Dương Nghị Vân nhìn lên trời cao, từ cái nào đại trong động đi ra một người mặc hoa lệ áo gấm người, nhìn qua thật giống như là cổ trang phim truyền hình chung, hoàng cung đi ra vương công quý tộc hạ dân gian. Kim tiên hậu kỳ cấp bậc, người chuẩn bị trốn chạy đi, loại này cấp bậc, lấy ta hiện tại tu vi thực lực, kéo không được hắn bao lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu hai tròng mắt khẩn nhìn chằm chằm phía chân trời nói. Đây là Dương Nghị Vân lần thứ hai nghe được Lục Nhĩ nói làm hắn trốn nói. Ý tứ cũng rõ ràng, ta tới ngăn trở cái này tiên nhân, người chạy nhanh chạy, ta hai làm bất quá. Liền tính là đến lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu như cũ không có nói, ta Lục Nhĩ tặng ngươi tam căn hầu mau. Ra tay ba lần hiện tại đã làm đủ, không ai nợ ai, lóe hầu. Mà là như cũ ở kiên trì trung tâm vấn đề, bảo hộ hắn. Dương Nghị Vân cảm động sao? Cảm động đến nội tâm đều ở phát run. Hắn cả đời này nhận thức yêu tộc rất nhiều, nhưng có thể làm được sinh tử tương thích cực nhỏ. Năm đó Vượn Trắng chính là như thế, cho nên hắn cùng Vượn Trắng Bạch Khởi kết bái thành huynh đệ. Chẳng qua mấy năm nay Bạch Khởi một nhà như cũ không có tin tức. Dương Nghị Vân tìm kiếm quá đáng tiếc không có bất luận cái gì tin tức. Đối với Bạch Khởi, hắn đã lâu để ở trong lòng, lần này đi ra tu giả giới, đi tiểu yêu giới thượng tán tiên đảo, làm sao không có tìm kiếm kết bái đại ca Bạch Khởi tâm tư. Hắn sẽ tiếp tục tìm xem. Giờ phút này nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện, Dương Nghị Vân ở cảm động đồng thời, đột nhiên sinh ra muốn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu kết bái thành huynh đệ ý niệm. Phía trước kêu to Lục Nhĩ đại ca, là ở vào nhân gia hỗ trợ kinh ý. Mà giờ khắc này, Dương Nghị Vân đôi mắt đỏ bừng. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Nghị Vân bỗng nhiên đối với Chí Tôn cửa cung quỳ xuống nói,
Lục Nhĩ đại ca, hôm nay sống chết có nhau, ngươi cũng đừng khuyên ta chạy không chạy nói, nếu hôm nay có thể bất tử ta và ngươi làm huynh đệ, ta Dương Nghị Vân đối thiên địa đối chí tôn cung thiên tả chí tôn thề, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, ta đều phải làm ngươi huynh đệ. Ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu ngây ra một lúc, hai tròng mắt hiện lên một tia khác thường, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại còn phía chân trời phía trên lại là một tiếng nổ vang, năm màu đại trong động tiên nhân rốt cuộc hoàn toàn đi ra, đánh gãy Lục Nhĩ Mi Hầu muốn cùng Dương Nghị Vân nói chuyện. Đứng lên đi, chúng ta đây liền chiến một trận chiến chân chính kim tiên. Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, đem Dương Nghị Vân nâng dựng lên, toàn thân phát ra vô biên chiến ý. Lúc này, phía chân trời phía trên, kia thân xuyên kim sắc cẩm y người, đi bước một nhìn như chậm gì gì đạp thiên mà xuống. Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại, đối phương rõ ràng đi rất chậm, nhưng lại nháy mắt liền từ phía chân trời tới rồi bọn họ đỉnh đầu 30 mét chỗ. Chí Tôn Sơn Lôi Đình đại tác phẩm, nhưng không có thương cập đến người nọ mảy may. Ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt, đối phương chính là một người tuổi chừng 20 xuất đầu thanh niên. Đứng ở trời cao nhìn xuống bọn họ. Mà giờ phút này tam đại tán tiên lão tổ, nguyên thần hồi khiếu huyệt, mở mắt ra sau, đều là cung kính đối với trời cao trung thanh niên tiên nhân hành lễ, cung. Cung nghênh, thượng, thượng tiên. Giờ phút này ba cái lão bất tử nhìn qua phi thường uể oải không phấn chấn, hành lễ đều là nửa quỳ cường căng bộ dáng, nhìn qua thiêu đốt nguyên thần đại giới thực sự không nhỏ. Ở Dương Nghị Vân trong mắt ba cái lão bất tử đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Lúc này đi nghe thanh niên nhàn nhạt mà hỏi ba người nói, ngươi chờ ba người không tiếc thiêu đốt nguyên thần khai thiên môn, triệu hoán bổn tiên chuyện gì? Chín phong chân nhân lúc này vừa nhấc đầu, ngay sau đó lại vẻ mặt kích động, không nghĩ tới khai thiên môn triệu hoán mà đến chính là hắn tông môn sư huynh Diêm Bước Hoan, thật sự trong lòng đại hỉ, run rẩy mở miệng, Diêm sư huynh là ta chín phong. Hôm nay có yêu hầu cùng tiểu ma đầu Dương Nghị Vân tiến đến Chí Tôn Sơn quấy phá, giết ta Chí Tôn Sơn tán tiên vô số. Hiện giờ ta chờ cũng tới rồi kéo dài hơi tàn nơi, còn thỉnh sư huynh làm chủ. Chín phong chân nhân những người này xem như tán tiên, nhưng lại đều có tông môn căn cơ, bọn họ môn trung tự nhiên có thể có tiền bối phi thăng tiên giới tồn tại. Lần này thiêu đốt nguyên thần khai thiên môn thỉnh tiên nhân hạ giới, là hắn đề nghị, tự nhiên cũng này đây hắn cầm đầu, nước chảy thành sông triệu hoán chính là hắn nơi tông môn tiền bối, lại là không nghĩ tới sẽ đến một cái sư huynh. Hắn tu hành thời điểm. Hắn cùng Diêm Bước Hoan tuy rằng không phải một cái sư phụ, nhưng lại cùng thế hệ, lẫn nhau chi gian quan hệ cũng muốn hảo, sau lại hắn độ đại thiên kiếp thất bại tu tán tu chi đạo, mà Diêm Bước Hoan còn lại là thiên phú dị bẩm, vượt qua đại thiên kiếp, vạn năm trước liền phi thăng tiên giới, không nghĩ tới hôm nay lấy nguyên thần vì đại giới cư nhiên đem Diêm sư huynh thỉnh hạ giới. Ngươi, là Chín Phong sư đệ, Diêm Bước Hoan lúc này cũng thấy được Chín Phong. Chín Phong chân nhân run giọng nói, Diêm sư huynh là... Là ta a, à, từ biệt gần vạn tái, sư huynh đã là tiên, chỉ có ta như cũ còn vây ở tán tiên thiên kiếp thượng, hiện giờ càng là bị người khi dễ tới rồi, dầu hết đèn tắt nông nỗi, mà nay có thể ở trước khi chết tái kiến sư huynh, cũng là không uổng. Dương Nghị Vân nghe đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó là buồn nôn. Kinh chính là hạ giới tiên nhân cư nhiên là chín phong chân nhân sư huynh, này phân quan hệ ở, liều mạng không kết, bất quá nghĩ lại liền tính ra cái không quen biết tiên nhân. Cũng là ba cái lão bất tử lấy thiêu đốt nguyên thần vì đại giới thỉnh hạ giới, tất nhiên sẽ không hướng về hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao đều sẽ cùng bọn họ là địch nhân, kinh cũng vô dụng. Buồn nôn chính là chín phong chân nhân cái này lão bất tử nói chuyện, quả thực. Ở hắn trong miệng Diêm sư huynh trước mặt giống như là ba tuổi tiểu hài tử giống nhau khóc lên, thực rõ ràng là ở kêu thảm. Bất quá, này còn thời điểm xem ba cái lão bất tử cũng thật là thật thảm. Thiêu đốt nguyên thần chi lực cũng không phải là đùa giỡn, ba người đập nồi dìm thuyền, cũng coi như là thành công. Nhưng nếu là cái này họ Diêm tiên nhân không cứu bọn họ, cũng sống không lâu. Dương Nghị Vân trong óc miên man suy nghĩ hết sức, lại thấy kia họ Diêm tiên nhân một bước bán ra tới rồi chín phong chân nhân trước mặt đem hắn nâng dựng lên nói, sư đệ trước đứng lên đi, sư huynh nếu hạ giới, liền cho ngươi làm chủ, có biện pháp bảo ngươi một mạng. Đa tạ sư huynh chín phong chân nhân tức khắc đại hỉ. Ngay sau đó lại thấy họ Diêm tiên nhân quay đầu nhìn về phía hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, vẻ mặt âm trầm lên nói, nho nhỏ một bát hầu, một giới phi thăng cảnh con kiến, ở bổn tiên trước mặt còn không quỳ, cho các ngươi một cái thống khoái, như thế nào chẳng lẽ chờ bổn tiên tự mình động thủ không thành. Dương Nghị Vân có chút không rõ, gặp qua kiêu ngạo chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo. Tiên nhân lại như thế nào?
cũng chính là cái kim tiên mà thôi, bên người Lục Nhĩ Mi Hầu có từng nay là tiên vương cảnh giới tồn tại. Chẳng lẽ tiên giới tiên nhân đều là cái này đức hạnh? Nhìn qua cũng không có đặc biệt. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm nhận chung tiên nhân hình tượng biến mất vô tung vô ảnh. Vừa muốn châm chọc vài câu, lại là nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói, ha ha, một giới tiểu kim tiên mà thôi, như vậy kiêu ngạo. Lão tử không đoán sai, ngươi chỉ là cái trông coi tiếp dẫn chỉ tiểu lâu lâu mà thôi, làm lão tử cho ngươi tiểu quỳ. Ngươi tính cái thứ gì? Con khỉ tuy rằng không phải từng nay tiên vương cảnh giới, nhưng lại như cũ là tiên vương chi tâm, hỗn thế bốn hầu chi nhất Lục Nhĩ Mi Hầu, có từng cho ai quỳ xuống quá. Liền tính hiện giờ trên thực lực không thắng nổi cái này họ Diêm tiên nhân, con khỉ một thân ngạo khí lại cũng chút nào không giảm. Hảo hảo hảo, một giới bát hầu cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, bổn tiên liền thân thủ diệt ngươi. Diêm Bước Hoan bị con khỉ khí cả người phát run, hoặc là nói con khỉ nói chúng rồi hắn trong lòng đau. Đích xác tại hạ giới sinh linh trong mắt hắn Diêm Bước Hoan là cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng ở tiên giới. Đích xác bị con khỉ nói chúng rồi, hắn chính là cái trông coi tiếp dẫn chỉ môn hộ người, chẳng qua xem như cũng cấp tiểu đầu mục, dù sao cũng là kim tiên hậu kỳ tu vi. Dứt lời lúc sau bỗng nhiên đối với con khỉ cùng Dương Nghị Vân vung tay lên, ngay sau đó đó là cuồng phong gào thét. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được rời non lấp biển khí thế, làm hắn tim đập nhanh lực lượng nghênh diện mà đến. Một con 20-30 mễ thật lớn kim quang lấp lánh bàn tay to đối với bọn họ đỉnh đầu rơi xuống mà đến. Né tránh, giống. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm giác bả vai một trọng, lại là bị Lục Nhĩ Mi Hầu một phen đẩy ra, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó liền nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Diêm họ tiên nhân giống giật, đại trùy thượng quang mang vạn trượng, bỗng nhiên tạp hướng về phía đối phương vẫn luôn che trời bàn tay to trường. Ầm vang! Cái này bạch ngọc quảng trường đều đang run rẩy. Minh một tiếng cùng thời gian Dương Nghị Vân thân thể rơi xuống đất bay ra 100 mét ở ngoài, cảm nhận được toàn bộ quảng trường đều vì này chấn động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, quỳ dạp trên mặt đất, vừa lúc ở một cái thật lớn trường ấn trung ương, trên người một mảnh huyết nhục mơ hồ, thật là thê thảm. Lục Nhĩ đại ca, a! Dương Nghị Vân đôi mắt đều hồng thấu, xoay người dựng lên. Một cái lắc mình vọt qua đi dơ lên đồ long kiếm thúc sục toàn thân sở hữu lực lượng, trong miệng bạo giống, bát hoang về một, lôi đình chí tôn, chảm. Hắn nhảy dựng lên, tới rồi Diêm họ tiên nhân 20 mét ra, chém ra nhất kiếm. Răng rắc oanh, chí tôn sơn lôi điện quay cuồng hàng ở hắn đồ long kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm mà ra, đến này lôi đình tia chớp mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bổn tiên làm ngươi nhìn xem cái gì mới là tiên nhân chi kiếm. Diêm Bước Hoan trong mắt Dương Nghị Vân này nhất kiếm căn bản liền không tính cái gì. Thiên chi kiếm, ngã xuống. Diêm Bước Hoan há mồm thổ lộ, ở ra tay, một tay vì kiếm, đối với Dương Nghị Vân bổ ra. Hai người đều là kiếm khí, Dương Nghị Vân nhất kiếm mấy chục trượng, kiếm khí chung mang theo lôi đình chi vì, khí thế như hồng. Mà Diêm Bước Hoan còn lại là, nhẹ nhàng phất tay, trong tay ngưng tụ ra một thanh cổ kiếm, bạch quang chói mắt. So sánh với Dương Nghị Vân kiếm khí như hồng, Diêm Bước Hoan lại là vung tay lên gần ngưng tụ ra một thanh ba thước chi gian. Nhìn như nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng Dương Nghị Vân sắc mặt ngưng trọng lên, hắn thường dùng đồ long kiếm, nhất có thể cảm thụ đối phương này nhất kiếm uy lực bất phàm. Oanh! Như là một đạo thật nhỏ tia chớp giống nhau, Diêm họ tiên nhân một kiện, cùng hắn kiếm khí giao phong. Nổ vang chung liền tương kim cương va chạm plastic giống nhau hiệu quả. Hắn thoạt nhìn hoa lệ cao cấp nhất kiếm, bị đối phương đơn giản sáng tỏ nhất kiếm ngay lập tức dập nát. Hơn nữa vì thế không giảm mảy may, trực tiếp liền dừng ở trên người hắn. Chạm vào. Phốc. Dương Nghị Vân trên người bảy màu ánh sáng lóng lánh, ngay lập tức bay ngược đi ra ngoài, đường trường chính là một ngụm máu tươi. Bảy màu bảo y ảm đạm không ánh sáng, cúi đầu vừa thấy lại là ngực thượng xuất hiện một đạo nửa thước trường miệng vết thương. Diêm họ tiên nhân nhất kiếm. Trực tiếp phá khai rồi hắn bảy màu bảo y, đem chi hư hao. Dương Nghị Vân cũng âm thầm may mắn, nếu không có bảy màu bảo y chắn một chút, này một trận chính mình thân thể sợ đều sẽ thành hai nửa. Hiện tại ngực thượng chỉ là xuất hiện một đạo nửa thước lớn lên miệng vết thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn biết là bảy màu bảo y chặn lại uy lực. Bảo y bị hư hao. Cũng làm Dương Nghị Vân thấy được Diêm họ tiên nhân thực lực. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Lục Nhĩ Mi Hầu bị đối phương một cái tát đánh ngã,
chính mình cũng bị đối phương phất tay thành kiếm tùy ý một kích phá bảy màu bảo y, bị thương nặng. Khụ khụ. Giờ phút này hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cách xa nhau không xa, lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu run run rẩy rẩy hướng lên bò, nhưng lại là khụ tuyết chung không có bỏ dậy. Dương Nghị Vân thấy vậy vội vàng đi nâng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ đại ca ngươi thế nào? Tạm thời còn không chết được, Lục Nhĩ nói. Lục Nhĩ đại ca đây là mật ong chi tinh ăn vào, Dương Nghị Vân nói nhìn Lục Nhĩ nói. Hắn thương trọng chính là Lục Nhĩ thương càng trọng. Vốn dĩ phải cho Lục Nhĩ sinh mệnh chi thủy, chính là sinh mệnh chi thủy từ thăng hoa lúc sau, chỉ có tam tích, phía trước hắn bị thương toàn bộ dùng xong rồi, chỉ có thể cấp Lục Nhĩ mi hầu mật ong chi tinh. Mật ong chi tinh là quỳnh tương ngọc dịch, chữa thương khả năng không có sinh mệnh chi thủy hảo, nhưng lại chất chứa cường đại thuần tịnh lực lượng, cũng là không tồi. Không cần, hiện tại liền tính thương thế khôi phục lại, chúng ta cũng không thắng nổi đối phương, như cũ là. Một cái kết cục, Lục Nhĩ không muốn Dương Nghị Vân đưa qua mật ong chi tinh. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, Dương Nghị Vân xin lỗi. Ha ha, ta Lục Nhĩ hành sự, chỉ bằng bản tâm, lưu lại là đối với ngươi hứa hẹn. Cũng là ta tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ, chỉ có thể nói thời vận không tốt đi, khụ khụ. Cơ hồ toàn thân xương cốt chặt đứt hơn phân nửa Lục Nhĩ giờ phút này nói chuyện đều mệt, dứt khoát một mông ngồi ở trên mặt đất. Dương Nghị Vân nghe Lục Nhĩ mi hầu nói chuyện, kỳ thật biết đây là hắn tiêu sái, cũng là giảng tình nghĩa. Hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa Diêm Bước Hoan, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được Dương Nghị Vân trong tay lấy ra tới mật ong chi tinh, lẩm bẩm, quỳnh tương ngọc dịch tinh thể. Đây chính là thứ tốt ha, ở tiên giới cũng không nhiều lắm thấy, xem ra tìm tiểu tử trên người có thứ tốt. Diêm Bước Hoan tự nói bị bên người chín phong chân nhân sau khi nghe được, vội vàng phù hợp nói, Diêm sư huynh tiểu tử này trên người thứ tốt không ít, có cao giai động thiên loại pháp bảo, bên người còn có không thành niên thần cầm phượng hoàng, ngũ trảo kim long, tầm bảo phi thiên trồn, còn có một con cửu vĩ hồ, hẳn là đều ở hắn động thiên pháp bảo chung. Chín phong chân nhân đem hắn biết đến hơn nữa đối Dương Nghị Vân giá trị con người suy đoán nói cho Diêm Bước Hoan. Thật sự, Diêm Bước Hoan đôi mắt càng ngày càng sáng, nếu chín phong sư đệ lời nói là thật, như vậy hắn lần này hạ giới đã có thể kiếm quá độ, thần thú thần cầm ở tiên giới cũng cơ hồ lông phượng sừng lân, huống chi là long phượng. Đây chính là tu luyện thuần dưỡng tuyệt phẩm, khó được là không có thành niên thần thú thần cầm, nếu là thành niên thần thú thần cầm hắn cũng không bản lĩnh thu phục. Có thể tại hạ giới xuất hiện tất nhiên tu vi không cường đại, nếu không tiểu tử này thời điểm chiến đấu đã sớm thả ra. Còn có một con tầm bảo trồn, này nhưng càng hiếm lạ, thiên địa dị chủng bên trong dị chủng. Đến nỗi cửu vĩ hồ ha hả, đó là trời sinh song tu cực phẩm yêu hồ, ai không nghĩ có một con. Còn đều cao giai động thiên pháp bảo, ở tiên giới đều không nhiều lắm. Sư đệ không dám kỳ mãn khóa huynh, 89/10. Chín phong chân nhân kỳ thật chính mình cũng đều không có gặp qua Dương Nghị Vân bên người thần cầm thần thú, nhưng là phía trước kia ba cái phía sau lưng chính miệng nói chuyện, bọn họ chính mắt gặp qua, cũng thu được quá những người khác đưa tin tức, ba cái tán tiên phía sau lưng không dám lửa hắn, hẳn là thật sự. Lúc này đối mặt Diêm sư huynh lửa nóng ánh mắt, chín phong chân nhân tự nhiên muốn phụ họa nói chuyện. Diêm Bước Hoan cũng tin tưởng chín phong sư đệ sẽ không lửa hắn, cũng không dám lửa hắn. Được đến chín phong chính miệng xác nhận sau, Diêm Bước niềm vui tư lửa nóng lên. Nhấc chân chậm rãi hướng về Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu mà đi, hắn nhất kiếm bị thương nặng Dương Nghị Vân sau, cũng không có sốt ruột đi theo ra tay, dù sao trong mắt hắn Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chính là con kiến, trốn không thoát hắn lòng bàn tay, bản thượng thịt cá mà thôi. Lúc này mãn đầu đều là Dương Nghị Vân trên người đồ vật. Tiểu tử giao ra trên người của ngươi động thiên pháp bảo. Bổn tiên nhưng cho ngươi lưu cái toàn thây. Diêm Bước Hoan cách vài trăm thước, chậm gì gì đi tới nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói chuyện. Giờ phút này Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều thu được bị thương nặng. Nhìn Diêm Bước Hoan mang theo lửa nóng diễn ngược nghiền ngẫm ánh mắt đi tới, Dương Nghị Vân còn chuẩn bị đua một phen, dù sao ít nhất hắn lần này cần che ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước người. Nghe Diêm Bước Hoan nói chuyện, Dương Nghị Vân liền biết lại là một cái tham niệm người. Ha ha! Tiên nhân cũng vẫn là người mà thôi, cũng có dục vọng a. Hoa sen đen ta yêu cầu lại lần nữa xuất kiếm, giúp ta. Dương Nghị Vân bắt đầu tại ý thức hải nói chuyện. Hoa sen đen thanh âm vang lên ở hắn trong óc nói, người này rất cường đại, tạm thời ta liền tính giúp ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Dương Nghị Vân nghe hoa sen đen nói chuyện, trong lòng có khí, nhưng cũng biết hoa sen đen tính tình, nàng nếu nói như vậy, chính là không chuẩn bị ra tay,
liền tính hỗ trợ cũng không phải đối thủ, phía trước nhất kiếm giao phong đã chứng minh. Diêm Bước Hoan càng ngày càng gần, Dương Nghị Vân trong lòng càng ngày càng nặng, sống chết trước mắt ai không sợ hãi đó là giả. Trung quy Dương Nghị Vân thở dài một tiếng dưới đáy lòng nói, lão nhân xem ra không cho ra tay là không được. Hắn vốn dĩ không tính toán làm sư phụ ra tay, sợ sư phụ lại một lần ngủ say. Chính là lúc này không được, hắn bên người còn có Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, mặc kệ không phải hắn Dương Nghị Vân. Chỉ có thể xin giúp đỡ lão nhân. Chí Tôn Cung liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa, Dương Nghị Vân muốn hỏi lão nhân có biện pháp nào không tiến vào Chí Tôn Cung tránh né. Đương nhiên ở Diêm Bước Hoan trước mặt, giờ phút này liền tính hướng Chí Tôn Cung trốn, phỏng chừng cũng khó khăn rất lớn. Tiểu tử thúi không cậy mạnh sao? Ha ha! Ngay sau đó trời cao tà thanh âm mang theo ý cười vang lên ở trong óc. Phía trước Dương Nghị Vân đều cự tuyệt quá lão nhân một lần, hiện tại tưởng cự tuyệt là không có khả năng. Nghe lão nhân trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc ý cười, Dương Nghị Vân trong lòng mặc danh buông lỏng, chẳng lẽ lão nhân sớm có ứng đối phương pháp? Lập tức mắng nói, chết lão nhân ngươi còn chế giễu à, ngươi nhìn xem ta cùng con khỉ hai thương thế, chính là tưởng cậy mạnh cũng xính không đứng dậy à. Đối phương, quá cường, lão nhân ngươi có thể sao? Hỗn trướng tiểu tử, vi sư khi nào không thể? Lại nói đừng quên, nơi này là Chí Tôn Sơn đỉnh Chí Tôn Cung trước, là vi sư đạo tràng, nếu không phải mài giũa tiểu tử ngươi, vi sư đã sớm chém giết mấy cái tiểu lâu lâu. Một cái kim tiên hậu kỳ mà thôi, không có gì ghê gớm. Tin hay không vi sư hôm nay đều không cần động thủ, kêu một tiếng là có thể chém giết cái này tiểu kim tiên. Hắc hắc, lúc này trời cao tà trong giọng nói chút nào nghe không ra có đối đầu kẻ địch mạnh cảm giác. Mang theo ý cười, tràn ngập tự tin. Nhưng mà nghe vào Dương Nghị Vân trong tai liền có điểm trang bức phạm hương vị, nhịn không được phản bác nói, chết lão nhân ngươi. Ngươi nhưng đừng đại ý a, đối phương là chân chân thật thật tiên giới xuống dưới kim tiên. Cũng không phải là Chí Tôn Sơn này đó thủy hóa tán tiên. Hỗn trướng tiểu tử, vi sư thích hợp nói qua mạnh miệng. Không có sao. Khi nào từng có. Thầy cho hai lại là lại một lần đấu thượng miệng. Chính là lúc này Diêm Bước Hoan, nhìn thấy hắn đối Dương Nghị Vân nói chuyện, Dương Nghị Vân căn bản liền không để ý đến hắn, tức khắc giận dữ, bỗng nhiên giơ tay lại là một kích nhấc tay thành kiếm kiếm khí đối với Dương Nghị Vân một phách mà xuống. Không biết điều, đi tìm chết đi. Giết ngươi, bổn tiên nhân chính mình tìm trên người của ngươi động thiên pháp bảo. Diêm Bước Hoan âm trầm nói chuyện. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến Diêm Bước Hoan một đạo kiếm khí mà đến, tức khắc kinh hãi. Nhưng chỉ nghe lão nhân nói, tiểu tử thúi chớ hoảng sợ, buông ra linh đài, vi sư kêu một câu đó là. Đều lúc này, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể làm lão nhân tùy hứng. Buông ra linh đài sau, ngay sau đó cả người chấn động, lại là biết lão nhân mượn hắn thân. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền phát hiện chính mình thành quần chúng, chỉ nghe được lão nhân đối với Chí Tôn Cung đại môn hô, ông bạn già ra khỏi vỏ đi. Ong! Ngay sau đó một tiếng run mình tiếng động, vang vọng phía chân trời. Dương Nghị Vân nghe như là lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, nhưng hắn giờ phút này lại không rõ nguyên do, không biết lão nhân trong hồ lô mua cái gì dược. Lúc này mắt thấy Diêm Bước Hoan kiếm khí đã đến 10 mét nơi, tia chớp mà đến. Dương Nghị Vân lại là không biết lão nhân muốn làm gì. Kinh hồn táng đảm chung, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lão nhân, hy vọng lần này không có tinh thần thất thường. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dương Nghị Vân chỉ nghe được trong tai lợi kiếm ra khỏi vỏ run minh thanh càng sâu. Ong ong ong, lần này hắn nghe rất rõ ràng, vang vọng thiên địa run minh thanh tuyệt đối là lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng động. Trong lòng có chút chấn động, Dương Nghị Vân không nghĩ ra được. Cái dạng gì kiếm ra khỏi vỏ đều có thể có như vậy đại động tính, kéo thiên địa chi thế dựng lên. Chỉ nghe lão nhân nói thầm nói, ở bản tôn trước mặt chơi kiếm, ha ha, vậy làm tiểu tử ngươi nhìn xem cái gì là chân chính kiếm đạo. Ở lão nhân dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân lại là nhìn đến vô cùng chấn động một màn xuất kiếm, cũng thấy được phi thường quỷ dị cảnh tượng. Lại thấy Chí Tôn Cung có ba đạo lưu quang trọng thiên dựng lên. Ba đạo lưu quang phân biệt là vì... Nhất hồng nhất bạch một thanh, tam sắc. Sắp hàng cũng là như thế. Thật xa nhìn lại có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Trung gian bạch quang nhất chói mắt cường đại, tả hữu hai sườn đỏ lên một thanh thứ chi. Ba đạo cột sáng từ Chí Tôn trong cung phóng lên cao, thẳng thượng tận trời. Thùng nước thô tráng. Đương ba đạo cột sáng xuất hiện lúc sau, làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là,
Diêm Bước Hoan đối với chính mình mà đến kiếm khí, nguyên bản đến tới rồi trước mặt một mét nơi, mắt thấy chính là muốn uống huyết đương trường cục diện. Nhưng lại ở Chí Tôn Cung trong cung ba đạo kiếm khí phóng lên cao sau, Diêm Bước Hoan kiếm khí cư nhiên ngừng lại, như là bị giam cầm giống nhau, hơn nữa bắt đầu run minh không ngừng. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, thực rõ ràng nhìn qua là cùng Chí Tôn trong cung ba đạo cột sáng có quan hệ. Chuẩn xác mà nói không phải cột sáng, là kiếm khí. Ba đạo cột sáng phóng lên cao sau, toàn bộ Chí Tôn cung đỉnh, tràn ngập túc sát kiếm khí. Dương Nghị Vân nếu không phải chủ ý tránh ở ý thức hải, lão nhân mượn hắn thân thể, lúc này hắn đánh giá đều thừa nhận không được bực này cường đại kiếm khí. Bên người Lục Nhĩ Mi Hầu, đối diện Diêm Bước Hoan, cùng với ba cái kéo dài hơi tàn tán tiên lão tổ cũng đều tại đây chờ kiếm khí hạ thân thể ở phát run. Không có biện pháp cơ hồ là thực chất hóa kiếm khí kiếm ý, Dương Nghị Vân tránh ở chính mình ý thức hải đều có thể cảm nhận được cường hãn hơi thở, càng đừng nói ngoại giới mấy người. Nhìn đến Diêm Bước Hoan kiếm khí rốt cuộc dừng lại, Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũng có lo lắng, tương đối đối phương kiếm khí liền huyền phù ở chính mình bề mặt một mét chỗ, nếu là có cái biến cố, bảo đảm có thể hủy dung muốn mệnh. Cũng may loại này lo lắng trong nháy mắt liền không có. Bởi vì lão nhân triệu hồi ra tới kiếm khí bạo phát tiểu vũ trụ. Ngay sau đó chỉ thấy Chí Tôn trong cung tam đại cột sáng bỗng nhiên quang mang đại tác, từ Chí Tôn cung vọt ra. Đầu tiên là màu trắng cột sáng, ở lao ra Chí Tôn cung sau hóa thành một thanh cổ xưa vô cùng cổ kiếm, chính là tầm thường ba thước lớn nhỏ bộ dáng, thông thiên ngân bạch vô cùng, lấp lánh sáng lên chói mắt. Mà đỏ lên một thanh hai đại cột sáng cũng đồng dạng quang mang lập lòe qua đi có biến hóa. Ngay sau đó hóa thành một nam một nữ, hai cái 16-17 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nữ một thân đỏ thắm, nam một thân thâm thanh, rất là chói mắt. Chỉ thấy này một đôi thiếu niên thiếu nữ, nhìn như là tình lữ giống nhau, một tả một hữu vươn tay đặt ở bạch quang cổ kiếm thượng, với bạch quang cổ kiếm một đạo bay ra Chí Tôn cung. Ong! Một tiếng kiếm minh. Chớp mắt Dương Nghị Vân nhìn đến cổ kiếm cùng thiếu nam thiếu nữ vèo một chút biến mất không thấy. Kỳ thật kiếm khí kiếm ý càng thêm nồng hậu, phong phú ở toàn bộ Chí Tôn Sơn. Dương Nghị Vân minh bạch đây là tốc độ mau tới rồi vô pháp bắt giữ nguyên nhân, đều không phải là chính thật biến mất, mà là tốc độ quá nhanh. Ngay sau đó lại là nhìn đến, đối diện Diêm Bước Hoan hoảng sợ lên, xoay người liền chạy, phi thiên dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, nhìn như hoảng sợ tới rồi cực hạn nông nỗi, không chút do dự chạy trốn. Trên thực tế Diêm Bước Hoan đích xác đang lẩn trốn. Cùng trước một giây khí định thần nhàn, vẻ mặt tự tin bất đồng, lúc này Diêm Bước Hoan, chỉ hận cha mẹ thiếu cho hắn sinh hai cái đùi. Diêm Bước Hoan không nghĩ tới, sẽ là bực này tình huống. Hắn vừa rồi chỉ nghe thấy Dương Nghị Vân kia tiểu tử hướng về phía Chí Tôn cung hô to một tiếng, ông bạn già ra khỏi vỏ. Còn cười nhạo Dương Nghị Vân cố lộng huyền hư, thanh âm đều biến tang thương vài phần. Nào biết nháy mắt công phu, Chí Tôn trong cung liền có đại biến, ba đạo hồng bạch thanh quang trụ phóng lên cao, lúc sau hắn đối với Dương Nghị Vân bổ ra kiếm khí liền ngừng lại, phát ra tới run rẩy. Hắn Diêm Bước Hoan là tu kiếm đạo, tự nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân. Đây là cao giai kiếm đạo ý niệm đối cấp thấp uy áp, chính hắn kiếm khí kiếm ý hoàn toàn bị áp chế. Ngay sau đó bạch quang hóa thành cổ kiếm, đỏ lên một thanh hóa thành một đôi thiếu niên nam nữ. Thấy như vậy một màn thời điểm, Diêm Bước Hoan trong óc oanh một vang, toàn thân đều run rẩy lên. Hắn biết ba đạo cột sáng lúc này mới có thể là chân chính bộ mặt. Không nói đến bạch quang cổ kiếm hắn có nhận biết hay không đến, nhưng nhìn đến một thân hồng y cùng một thân thanh y thiếu niên hóa hình lúc sau. Một tả một hữu vươn tay đặt ở cổ kiếm thượng khi, Diêm Bước Hoan kinh hô, đãi kiếm hầu. Đây là, nói kiếm a. Nói kiếm đây là truyền thuyết mới có tồn tại, có tự chủ ý thức, cơ bản cùng mặt khác sinh linh giống nhau đồng dạng có trí tuệ, có tu luyện chi đạo, có chứng đạo tư cách. Nói kiếm ý thức cả đời chỉ nhận chủ một cái chủ nhân, tuyệt không nhị chủ, có chút chấp nhất nói kiếm ý thức, cho dù là chủ nhân tử vong, cũng sẽ không lựa chọn mặt khác chủ nhân. Sẽ đem chính mình mai táng không bao giờ xuất thế tới. Thậm chí nếu là chủ nhân có thể chuyển thế trùng tu nói kiếm sẽ đi tìm kiếm, mặc kệ một đời hai đời đều sẽ đi tìm chủ, cũng hoặc đãi ở một chỗ không bao giờ xuất thế chờ trùng tu chủ nhân trở về. Nói kiếm độc lập ý thức, liền tính không cần chủ nhân đi ngự kiếm, tự chủ đều có thể chiến đấu, thực độc đáo. Nói kiếm nhất rõ ràng đặc thù chính là còn chờ kiếm hầu. Đãi kiếm hầu chính là chuyên môn phụng dưỡng nói kiếm tồn tại. Với nói kiếm sinh lợi tương liên,
cùng vinh hoa chung tổn hại. Cùng loại với người tu chân thu phục linh thú giống nhau. Tưởng tượng một chút, người tu chân tưởng có một đầu linh thú đều khó, huống chi là một phen kiếm cư nhiên yêu cầu cùng loại linh thú đãi kiếm hầu phụng dưỡng, nói kiếm cấp bậc có thể tưởng tượng có bao nhiêu cao. Đương nhiên Diêm Bước Hoan đối nói kiếm cụ thể là cái dạng gì tồn tại cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ biết đại khái, chỉ biết gặp phải đãi thấy sạch sẽ chạy trốn quan trọng. Nói kiếm tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ kim tiên có thể trêu chọc. Diêm Bước Hoan không nghĩ tới một cái nho nhỏ người tu chân cư nhiên có thể triệu hồi ra nói kiếm tới. Càng khủng bố chính là, nói kiếm là từ Chí Tôn Cung xuất hiện, nơi này tin tức lượng có thể to lắm. Chí Tôn Cung là địa phương nào, cái gì lai lịch Diêm Bước Hoan rất rõ ràng. Đó là tán tiên đảo thiên tà Chí Tôn trời cao tà đạo tràng, trời cao tà đại danh ở toàn bộ tiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Hắn ở Chí Tôn Sơn đạo tràng, nghe đồn tiên giới nào đó đại lão mơ ước, phái người tiến đến, nhưng không có người có thể đi vào đi, về phương diện khác tiên giới nào đó thế lực, cũng không cho phép có người động tán tiên đảo. Cho nên tán tiên đảo Chí Tôn Cung chính là một cái cấm kỵ. Hiện tại đâu? Cái này kêu Dương Nghị Vân tiểu tử, cư nhiên đối với Chí Tôn Cung hô một tiếng ông bạn già, Chí Tôn Cung liền bay ra một thanh nói kiếm. Nơi này tin tức đối hắn Diêm Bước Hoan tới nói thật ra là quá lớn. Dương Nghị Vân, Chí Tôn Cung, thiên tà Chí Tôn, nói kiếm. Này đó từ ngữ ở Diêm Bước Hoan trong óc hiện lên lúc sau, Diêm Bước niềm vui kinh run sợ, mồ hôi lạnh đại mạo, nhìn đến nói kiếm hóa hình mà ra, Diêm Bước Hoan không chút do dự chạy trốn. Trong lòng đã giảng chín phong chân nhân ba cái gọi là tán tiên lão tổ mắng một vạn năm. Đại gia nơi này chính là cái hố to a. Diêm Bước Hoan giờ phút này đại hận chính mình vì cái gì muốn chiếm tiện nghi. Phía trước hắn bảo hộ tiếp dẫn chỉ môn hộ, cảm nhận được hắn sở bảo hộ tiếp dẫn chỉ môn hộ có nguyên thần chi lực toát ra tới, liền biết là hạ giới có người hiến tế thỉnh tiên nhân hạ giới. Vốn dĩ hắn có thể tùy tiện phái ra một người thiên tiên hạ giới liền thành, chính là tiếp dẫn chỉ môn hộ truyền đến nguyên thần chi lực thực thuần tịnh cũng rất cường đại, đây là có thể hấp thu, cho nên hắn nổi lên tham niệm tự mình hạ giới, hấp thu tam phân thuần tịnh nguyên thần chi lực. Tới phía trước cho rằng chính mình là kim tiên, đi hạ giới chính là không gì làm không được tồn tại, tùy tay là có thể giải quyết hiến tế giả phiền toái, sau đó phản hồi tiên giới, nhẹ nhàng, ai biết hiện tại mới phát hiện là cái lớn đến động không đáy giống nhau hố to a, có thể muốn mệnh hố to. Ngẫm lại tiên giới đối với thiên tà Chí Tôn nghe đồn, cùng gần vạn năm tới tiên giới không ngừng phát sinh sự, Diêm Bước Hoan tiểu tâm can đều cảm thấy muốn bạo liệt, hắn biết từ hôm nay lúc sau, tiên giới sợ là muốn đại loạn. Trộn lẫn không dậy nổi, cũng không dám trộn lẫn, một chữ chạy. Nháy mắt Dương Nghị Vân nhìn đến Diêm Bước Hoan phi thiên dựng lên chạy, nhịn không được đối lão nhân nói, lão nhân chạy chạy. Sốt ruột cái gì, hắn chính là chạy đến tiên giới, cũng nhất kiếm chảm chi. Trời cao tà thuyết lời nói, thổ lộ, chảm. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân nghe được hét thảm một tiếng. A, à, lại là đã chạy vài trăm thước trời cao Diêm Bước Hoan kêu thảm thiết, hắn thấy được Diêm Bước Hoan trên người bạch quang đại tác phẩm, rồi sau đó hóa thành hôi phi yên diệt. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm nói, này, một cái chân chính kim tiên liền như vậy đã chết. Hắn quá chấn động. Kia chính là phất tay chi gian liền đem hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu làm phiên trên mặt đất chính thật kim tiên a, không nghĩ tới bị lão nhân triệu hồi ra tới kiếm một chút liền cấp diệt. Nuốt khẩu nước miếng, Dương Nghị Vân hỏi, lão nhân ngài. Ngài lão hô lên tới chính là cái gì kiếm? Trời cao tà nhàn nhạt trả lời, kiếm danh Lục Giáp, vì này nói kiếm. Lục Giáp nói kiếm, đó là cái gì kiếm? Dương Nghị Vân tự nói. Mà lúc này chỉ nghe lão nhân lại một lần mở miệng, chảm. A a a, tiếng thứ hai chạm tự lạc bế, Dương Nghị Vân nghe được ba tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện đúng là, chín phong chân nhân, thông tiên thượng nhân cùng vạn linh chân quân ba cái tán tiên lão tổ ở kêu thảm thiết chung bị lão nhân Lục Giáp nói kiếm nhất kiếm chém xuống, hôi phi yên diệt. Kỳ thật Dương Nghị Vân đều không có nhìn đến kiếm giết người, chỉ nghe được kêu thảm thiết, chờ xem qua đi thời điểm, đều đã tan thành mây khói. Gần nghe được lão nhân liền nói thổ lộ ra tới hai tiếng chạm tự. Trước sau kim tiên hậu kỳ Diêm Bước Hoan cùng ba cái sáu chuyển đỉnh tán tiên lão tổ diệt vong. Dương Nghị Vân không biết cái gì là nói kiếm, nhưng lại rõ ràng nói kiếm lợi hại, một loại hắn hiện tại còn không thể lý giải lợi hại. Giữa sân rốt cuộc thanh tĩnh. Mặc kệ là tiên nhân vẫn là tán tiên dù sao đều đã chết. Không có địch nhân, hắn cùng con khỉ không có nguy hiểm.
Ngay sau đó một trắng một đỏ một thanh ba đạo lưu quang vèo một chút bay tới, bắt đầu quay chung quanh hắn, hoặc là nói quay chung quanh lão nhân xoay tròn, phát ra ong 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 run minh, thoạt nhìn rất là hoan hô. Giờ phút này chủ đạo hắn thân thể chính là lão nhân, kiếm này tự nhiên nhận chính là hắn. Dương Nghị Vân là có chút hâm mộ, thực hiển nhiên đây là lão nhân kiếm, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Phía trước chỉ có thể nhìn đến một đạo bạch quang, lúc này lại là rốt cuộc thấy rõ, kiếm này ba thước toàn thân trắng tinh như ngọc, không có một tia tạp chất tồn tại, sơn lập lòe vầng sáng, ong ong run minh như là ở đối lão nhân kể ra cái gì giống nhau. Mà đỏ lên một thanh một đôi nam nữ, lẳng lặng đứng ở một bên. Lúc này chỉ nghe lão nhân nói, ông bạn già chúng ta rốt cuộc gặp mặt, hôm nay lúc sau, tuy rằng trở về chiến trường đi. Ong! Lục Giáp nói kiếm một tiếng run minh lúc này đây phi thường đại. Ngay sau đó kiếm ý tận trời, tựa hồ ở đáp lại trời cao tà. Ha ha ha, hảo hảo hảo, trở vào bao đi, mang bản tôn tiên vào cung đúc lại tiên thể, thả tại nơi đây bảo vệ tốt tiểu tử này. Trời cao tà cười lớn đối với Lục Giáp nói kiếm nói chuyện. Lúc này Dương Nghị Vân nghe không đúng rồi, nghe lão nhân ý tứ, tựa hồ. Chính hắn một người muốn vào chí tôn cung, không cần hắn cái này đồ đệ hỗ trợ. Mấu chốt là Dương Nghị Vân biết lão nhân trạng huống, hắn tàn hồn ở càn khôn hồ trong vòng, ra không được đi. Ra tới liền hồn phi phách tán nguy hiểm, có thể trở ra tới. Nếu có thể trở ra càn khôn hồ tới, có thể hay không có nguy hiểm. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân trong đầu suy nghĩ rất nhiều, vừa mới chuẩn bị hỏi lão nhân thời điểm, lại là thấy được, một bên một nam một nữ toàn thân quang mang sơn động, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, tiếp theo đỏ lên một thanh lưỡng đạo lưu quang hợp hai làm một. Ở thanh hồng quang mang chấp động chung, dần dần hóa thành một loại khác hình thái. Khoảnh khắc vầng sáng tan đi, lại là một cái thanh màu đỏ vỏ kiếm hiện lên ở trước mắt, rồi sau đó Lục Giáp kiếm chợt lóe vào vỏ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy lão nhân duỗi ra tay, Lục Giáp kiếm dừng ở trong tay hắn. Lúc này sau lão nhân phát ra một tiếng hư than, biết tiểu tử ngươi tưởng nói chuyện, có cái gì muốn hỏi liền hỏi, có cái gì tưởng nói liền nói. Chuyện ở đây xong rồi, người ta thầy trò sợ là muốn phân biệt một đoạn thời gian. Ách, chết lão nhân ngươi, ngươi có ý tứ gì ta như thế nào nghe không rõ đâu. Dương Nghị Vân xem nhẹ lão nhân gặp mặt nói, chỉ bắt được cuối cùng một câu. Các ngươi thầy trò phân biệt. Làm Dương Nghị Vân trong óc ầm vang một chút đều chỗ trống. Hắn cho rằng lão nhân lại một lần muốn ngủ say, hoặc là nói lần này càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ là triệu hoán Lục Giáp nói kiếm chém giết tiên nhân hoàn toàn hao hết hắn thần hồn chi lực. Muốn hồn phi phách tán. Cho nên hỏi chuyện thời điểm Dương Nghị Vân đều đang run rẩy. Chết, lão nhân ta không cần chết. Ta, sớm biết rằng liền không cho ngươi ra tay, ta chính là sợ hãi tiêu hao ngươi thần hồn. Ngươi mau hồi càn khôn hồ dưỡng đi, không có việc gì. Ngươi là 12 kiếp tán tiên chí tôn, nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi sẽ không chết. Lão nhân ngươi mau nói cho ta biết, ngươi sẽ không chết, đúng không? Dương Nghị Vân tâm loạn, hắn mãn đầu óc đều nghĩ đến lão nhân bởi vì lần này triệu hoán Lục Giáp nói kiếm mà tiêu hao hết thần hồn, này mà một lát sợ là muốn hồn phi phách tán. Cho nên Dương Nghị Vân sợ hãi. Hỗn tiểu tử nguyền rủa vi sư chết a, tiểu tử ngươi tưởng cái gì lung tung rối loạn, vi sư đường đường vượt qua 12 kiếp tán tiên thiên kiếp, là cái thời đại duy nhất vượt qua hoàn chỉnh tán tiên kiếp đệ nhất nhân. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng vi sư dễ dàng chết như vậy. Trời cao tà mắng lên, nhưng trong lời nói lại tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn biết đây là đồ đệ đối hắn quan tâm cùng lo lắng. Tiểu tử này cũng không được đầy đủ không đúng tí nào. Dương Nghị Vân lại một lần ngốc, nghe lão nhân ý tứ này không có việc gì. Dựa theo hắn đối lão nhân hiểu biết, nếu hắn nói như vậy vậy thật không có việc gì. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chết lão nhân. Nếu không có việc gì, ngươi nói cái gì phân biệt? Hại ta cho rằng ngươi muốn treo, bạch lo lắng. Dương Nghị Vân mắng lên. Là tiểu tử ngươi xuẩn mà thôi, trách ta lâu. Vi sư nói ý tứ là, lần này chí tôn cung đúc lại tiên thể lúc sau, vi sư liền đi trước tiên giới, người ta thầy trò tự nhiên muốn phân biệt. Trời cao tà sâu kín nói. Cái này Dương Nghị Vân xem như minh bạch, cảm tình chết lão nhân đúc lại tiên thể lúc sau liền phải hồi tiên giới. Điểm này nhưng thật ra có chút ra ngoài dự kiến, bất quá chỉ cần lão nhân không phải thần hồn tiêu tán cái gì cũng tốt nói, nhưng cũng có chút mất mát. Chết lão nhân người trước kia không nói là người tàn hồn trạng thái không thể từ càn khôn hồ ra tới sẽ có nguy hiểm sao? Ngu xuẩn đó là trước kia, hiện tại không giống nhau,
lại nói nơi này là Chí Tôn Cung, là vi sư đạo tràng, liền tính là nguyên thần từ Càn Khôn Hồ ra tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có sự, tiến vào Chí Tôn Cung sau vi sư có biện pháp bảo toàn thần hồn. Hơn nữa tiểu tử ngươi tu hành trước sau thêm lên cũng gần ngàn năm, Càn Khôn Hồ nhận ngươi là chủ, ngươi trưởng thành Càn Khôn Hồ tự nhiên cũng đi theo trưởng thành, vi sư ở Càn Khôn Hồ nội gần ngàn năm cũng coi như là tu dưỡng nguyên thần. Hiện tại không đến mức ảnh hưởng nguyên thần, đến nỗi Lục Giáp nói kiếm, từ ngươi bước vào Chí Tôn Sơn một khắc khởi, vi sư cũng đã cùng Lục Giáp nói kiếm có cảm ứng, nguyên bản đã sớm có thể hô lên Lục Giáp nói kiếm, nhưng vi sư nghĩ làm ngươi nhiều mài rũa, tu giả giới so sánh với tiên giới, quá mức thái bình, ngươi kinh nghiệm chiến đấu nếu là không đủ, ngày sau đi tiên giới sẽ có hại, nhiều mài rũa có chỗ lợi. Lần này triệu hoán Lục Giáp nói kiếm, căn bản liền sẽ không hao phí thần hồn. Tiểu tử ngươi đừng lo lắng, vi sư lần này lưu tại Chí Tôn Cung đồ vật còn ở, cũng đủ vi sư đúc lại tiên thể, cho nên lần này đúc lại tiên thể lúc sau, vi sư liền đi tiên giới, ở tiên giới có rất nhiều sự tình chờ vi sư đi làm. Nói nơi này trời cao tà dừng một chút tiếp tục nói, tiểu tử ngươi không cần lo lắng vi sư, ngày sau có duyên, ngươi ta thầy trò tự nhiên sẽ gặp lại, bất quá có hai việc, tiểu tử ngươi muốn nhớ lấy trong lòng. Đệ nhất, ngày sau ngươi đi tiên giới lúc sau chớ nên đối bất luận kẻ nào nói ngươi là ta trời cao tà đệ tử, nếu không khả năng sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, thậm chí sinh sát thân họa. Lần này trời cao tà không có nói xong, đã bị Dương Nghị Vân ngắt lời nói, chết lão nhân đừng cho là ta nghe không hiểu, ngươi ở tiên giới có kẻ thù, sợ liên lụy ta đúng không? Ha ha, ta Dương Nghị Vân là ngươi thiên tà Chí Tôn đồ đệ, đây là thiên đạo thừa nhận, chẳng lẽ ta đi tiên giới, liền vứt bỏ ngươi cái này sư phụ? Vì bảo mệnh, liền chính mình sư phụ cũng không dám thừa nhận nói ra, ta còn không đến mức, ngươi kẻ thù chính là ta kẻ thù, nợ cha con trả thiên kinh địa nghĩa, phản chi sư phụ kẻ thù chính là đồ đệ kẻ thù, có cái gì đáng sợ, ta tu đạo tới nay, không phải cũng là sinh sinh tử tử đi tới. Ngươi là sư phụ ta, ta là ngươi đồ đệ, đây là sự thật, trời sập đất lún cũng không thể thay đổi, lại nói ta cũng không phải nhát gan sợ phiền phức người. Hỗn trướng! Vi sư kẻ thù không phải hiện tại ngươi có thể tưởng tượng, làm ngươi như thế nào làm liền làm như vậy, nếu không ta chụp ngươi xuất sư môn. Trời cao tà lạnh giọng giống to. Ngược lại đem Dương Nghị Vân khiếp sợ, vội vàng nói, hành hành hành, ngài lão đừng tức giận, ta ghi nhớ chính là. Tiểu tử thúi, mọi việc để tâm vào chuyện vụn vặt, vi sư có thể có hôm nay kết cục, chính là quá mức chấp nhất, ngươi. Thôi, tiểu tử ngươi cũng có ngươi cơ duyên. Nói chuyện thứ hai đi. Chuyện thứ hai chính là Càn Khôn Hồ, chờ vi sư từ Càn Khôn Hồ ra tới lúc sau, Càn Khôn Hồ khả năng sẽ có biến hóa, tiểu tử ngươi ngày sau hảo hảo đi cân nhắc một phen. Lại nói tiếp, kỳ thật vi sư chỉ có thể xem như tiểu tử ngươi cái thứ hai sư phụ, không coi là chính thật sự sư phụ, tiểu tử ngươi cái thứ nhất sư tôn, lẽ ra chính là Càn Khôn Hồ, hoặc là nói là Càn Khôn Hồ chung nào đó sinh linh, lại có lẽ là thiên địa chi gian vận mệnh chú định Càn Khôn Hồ sau lưng nhân tài là tiểu tử ngươi chân chính cái thứ nhất sư phụ. Dù sao có một số việc vi sư ta cũng nói không rõ, sự cảm giác, cũng là sự thật, mấy ngày nay sau ngươi tất nhiên sẽ từ Càn Khôn Hồ tìm được đáp án. Lúc trước tiểu tử ngươi tu luyện Càn Khôn Hồ tạo hóa công, chính là Càn Khôn Hồ ban tặng, còn có Càn Khôn Hồ tôi thể quyết, đều là không thể hiểu được xuất hiện, sau đó vi sư truyền cho ngươi. Lại nói tiếp buồn cười, vì cái gì thu tiểu tử ngươi vì đồ đệ, nhưng ngươi tu luyện công pháp lại đến từ Càn Khôn Hồ, hơn nữa phi thường trùng hợp. Càng như là vì ngươi lượng thân định chế. Tuy rằng vi sư không làm rõ được Càn Khôn Hồ bí mật, nhưng lại có thể thập phần khẳng định, Càn Khôn Hồ xuất từ thần đạo, cho nên chính thật vung lên sư thừa, ở tiểu tử ngươi thần thân, có thể dùng một câu tổng kết. Có sư hai người trước thần hậu tiên. Nói cách khác, tiểu tử ngươi có hai cái sư phụ, cái thứ nhất sư phụ là Càn Khôn Hồ, chính là thần đạo, vi sư là tán tiên, nãi tiên đạo. Nghe lão nhân nói nơi này, Dương Nghị Vân cảm nhận được cánh tay trái một trận nhiệt phát, đầu đều lớn, rất khó tiêu hóa lão nhân nói này đó, cái gì thần đạo. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cánh tay trái nóng lên chỉ có thể là Càn Khôn Hồ, nhưng cũng chính là chợt lóe rồi biến mất, Dương Nghị Vân tưởng ảo giác, không quá để ý. Nhưng lại nghe lão nhân nói chuyện, lượng tin tức quá lớn, nghi vấn quá nhiều. Cái gì có sư tôn hai người trước thần hậu tiên? Sư phụ chính là sư phụ. Chính là hắn trời cao tà, như thế nào lời nói nhắc lên Càn Khôn Hồ. Nói đến cùng Càn Khôn Hồ chính là một kiện thần bí pháp khí mà thôi, sao có thể chính là sư phụ. Lão nhân ta có điểm hồ đồ, Càn Khôn Hồ chính là một kiện chí bảo mà thôi,
người lão nhân gia như thế nào có cho ta một cái đệ nhất sư phụ cách nói? Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi. Nói như thế, Càn Khôn Hồ thật là một kiện pháp khí, nhưng lại không phải tầm thường pháp khí, người đều thường nói thời gian có tam giới, nhưng người biết tam giới là kia tam giới không? Trời cao tà đột nhiên hỏi. Dương Nghị Vân buột miệng thốt ra, thiên địa người tam giới a. Cái này cách nói hắn ở địa cầu thời điểm đều biết. Như thế nào thiên địa người tam giới? Khái quát những cái đó. Trời cao tà tiếp tục hỏi. Vấn đề này Dương Nghị Vân liền có chút mơ hồ, nhưng cũng nghe qua một chút, ngẫm lại nói, thiên giới, địa giới, nhân giới, coi là tam giới, mà thiên giới chỉ chính là tiên nhân nơi thế giới tiên giới đi, địa giới hẳn là chỉ tu giả giới, nhân giới tự nhiên chính là phàm nhân thế giới. Ha ha, người sở giảng cũng rất nhiều tu sĩ đối tam giới nhận thức, bao gồm vi sư trước kia cũng là như vậy cho rằng, chính là đương vi sư tu vi đạt tới 12 kiếp tán tiên chí tôn thời điểm, mới chân chính lý giải như thế nào thiên địa người tam giới. Tam giới khái quát phi thường quảng, bao gồm rất nhiều thế giới, nhưng lại cũng đại biểu ba cái cấp bậc sinh linh giai tầng, đầu tiên nói nhân giới đều không phải là chỉ cần là chỉ phàm nhân, mà là sở hữu phàm vật sinh linh, lấy nhân vi bổn thế giới xưng là nhân giới. Tỷ như người thường tu chân, tuy rằng tu luyện lúc sau có siêu phàm lực lượng, nhưng nói căn tử thượng như cũ là người. Lại tỷ như nói, yêu thú khai linh trí, nhưng hấp thu thiên địa linh khí phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa tu luyện, đến cuối cùng như cũ là hóa hình làm người, mới mộc tinh quái không thể nghi ngờ không phải như thế, tu luyện đến sau toàn hóa thành người. Một khác tầng ý tứ là, nhân vì vạn vật chi linh trưởng, trung tâm là linh tính, thế gian vạn vật đều có thể có linh tính. Mặt khác vẫn là linh trưởng căn nguyên. Cho nên nói phàm là có phàm nhân, phàm thú, tầm thường cỏ cây núi đá từ nơi ở, đều là nhân giới, bao gồm toàn bộ tu chân giới lớn lớn bé bé thế giới tất cả đều có thể nói là nhân giới, là ở cùng cái thế giới giai tầng thượng, ở cùng cái không gian vị diện thượng, đây mới là chân chính tam giới người giới. Dương Nghị Vân nghe lão nhân kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật, nhưng thật ra cảm giác rất có đạo lý, chính là cũng phát hiện lão nhân kém quá xa. Hắn hỏi chính là Càn Khôn Hồ, lão nhân nói đến tam giới mặt trên. Bất quá ngẫm lại lão nhân một khi đã như vậy nói, khả năng liền có hắn đạo lý, chuẩn bị đang nghe nghe, dù sao tam giới ngôn luận đây là cái thiên mệnh đề, hắn nghe cũng có chỗ lợi. Nghe lão nhân giảng thuật đối nhân giới, đối Dương Nghị Vân tới nói đích xác có chút điên đảo hắn đối tam giới tưởng tượng cùng nhận chi. Ở trước kia, Dương Nghị Vân cho rằng tu giả giới chính là địa giới. Nhưng hiện tại lão nhân trong miệng tu giả giới như cũ chính là nhân giới phạm vi. Hắn nhịn không được hỏi, kia địa giới đâu, có phải hay không chính là tiên giới? Là, chân chính lại nói tiếp, tam giới chung địa giới, chính là tiên giới, xem như cái thứ hai vị diện trình tự, tiên giới sở bao gồm cũng rộng rãi, nhân yêu ma từ chủng tộc cùng tồn tại, tiên giới thiên địa pháp tắc xa xa mạnh hơn tu giả giới, địa lý hoàn cảnh từ phương diện cũng hảo tu giả giới bất đồng. Lão nhân giảng thuật rất nhiều về tiên giới đồ vật, Dương Nghị Vân đều nhất nhất ghi nhớ, đối hắn ngày sau đi tiên giới có chỗ lợi. Chờ lão nhân về cơ bản giảng thuật tiên giới hoặc là nói tam giới chung địa giới lúc sau, Dương Nghị Vân hỏi, lão nhân nếu địa giới trình tự chính là tiên giới, như vậy. Tam giới chung sở chỉ thiên giới lại là cái dạng gì? Lần này trời cao tà trầm mặc trong chốc lát mới nói, tam giới thiên địa người, lấy thiên giới cầm đầu. Không hề nghi ngờ thiên giới mới là cao giai nhất tầng thế giới vị diện. Nhưng là tiên giới sinh linh rất nhiều cũng không biết, chân chính thiên giới kỳ thật không phải tiên giới, ở tiên giới phía trên có càng cao trình tự thế giới, nơi nào hẳn là mới là chân chính thiên giới. Rất nhiều tu luyện sinh linh đều cho rằng tiên giới chính là tu luyện đỉnh, đều cho rằng thành tiên lúc sau, đó là trường sinh bất lão, chính là vĩnh sinh, kỳ thật trên đời này kia có chân chính bất hủ trường sinh tiên. Chẳng qua là sống năm tháng lâu một chút mà thôi, càng không có trải qua thế giới đại kiếp nạn, mới có thể cho rằng tiên giới chính là tu luyện đỉnh. Nếu nói trên đời này thực sự có bất hủ, kia tất nhiên chính là chân chính thiên giới, tồn tại tiên giới phía trên tối cao thế giới. Lão nhân người biết một ít, Dương Nghị Vân nghe sư phụ trời cao tà khẩu khí, chính là như thế. Vi sư đích xác thăm dò tới rồi một chút, vi sư chân chính tu luyện năm tháng kỳ thật thật lâu, có thể ngược dòng đến trước thời đại. Tán tiên 12 kiếp vi sư vượt qua lúc sau, có một đoạn thời gian cũng cho rằng đã nhảy ra thiên đạo quy tắc, không bao giờ dùng lo lắng bị thiên kiếp đánh chết, sống vài gia vạn năm lúc sau, không có tu luyện, cả ngày liền nhận chính là tu luyện cuối, có thể không cần lo lắng thiên kiếp thiên tai, vĩnh viễn tiêu dao sung sướng đi xuống. Sau đó, thẳng đến sau lại vi sư đụng phải tiên giới một cái khác đầu sỏ,
cùng đi tiên giới nào đó cấm địa. Cũng là kia một lần lúc sau vi sư đã biết tiên giới đều không phải là cuối, ở tiên giới phía trên tuyệt đối còn có một cái cao giai thế giới tồn tại. Bởi vì ở nơi đó, chúng ta thấy được thượng một cái kỷ nguyên tàn lưu. Cũng là kia một lần vi sư ngã xuống, lại may mắn chính là được đến Càn Khôn Hồ, ôm lấy nguyên thần, cuối cùng đụng phải tiểu tử ngươi. Mà Càn Khôn Hồ thần bí vi sư tin tưởng tuyệt đối sẽ không xuất từ tiên giới, là tiên giới phía trên thần tiên nơi xuất xứ, cho nên vi sư nói, tam giới trung chân chính tiên giới hẳn là chính là thần giới nơi, cổ chi nghe đồn tuyệt đối không phải không có một câu, thần giới mới là tu luyện điên, bất hủ thần chi vĩnh hằng trường sinh tồn tại. Thần đạo, một cái xa xăm truyền thuyết, một cái rất nhiều người cũng không biết truyền thuyết, nhưng cũng tuyệt đối tồn tại, Càn Khôn Hồ tất nhiên đến từ thần giới. Mà tiểu tử ngươi tu luyện Càn Khôn công pháp, xuất từ Càn Khôn Hồ, chẳng phải là thần đạo. Tuy rằng vi sư chưa thấy qua Càn Khôn Hồ chung có người nào hoặc là linh tồn tại, nhưng lâu như vậy tới nay, vi sư nguyên thần ở Càn Khôn Hồ cũng không phải không có thu hoạch, càng không nhàn rỗi, nghiên cứu quá Càn Khôn Hồ thế giới, vận mệnh chú định ở Càn Khôn Hồ sau lưng nhất định có người ở chú ý. Ngày sau Càn Khôn Hồ ngươi nhiều chú ý, chắc chắn có thu hoạch. Vi sư không dám cũng không thể cùng Càn Khôn Hồ truyền thừa so sánh với, nhưng lại như cũ sẽ duy trì ngươi, chờ ngươi trưởng thành, lần này vi sư đúc lại tiên thể lúc sau, đi trước tiên giới, có chút chướng, cũng là thời điểm lại tính tính. Trời cao tà lời nói đến cuối cùng đằng đằng sát khí. Về lão nhân sự, Dương Nghị Vân cũng không ở truy vấn, bởi vì hắn biết hỏi cũng hỏi không, lão nhân sẽ không nói, hắn trước mắt cũng giúp không được gấp cái gì. Hảo, đệ tử đều nhớ kỹ. Hảo, người cùng con khỉ tại đây chữa thương, Chí Tôn Cung cũng đừng đi vào, vi sư đi vào đúc lại tiên thể hội có cường đại lan đến, trước mắt người còn thừa nhận không được, vi sư sẽ làm lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm cho các ngươi hộ pháp, không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy. Trời cao tà dặn dò nói. Nói lên lục giáp kiếm, Dương Nghị Vân rất hâm mộ, cũng nghe tới rồi thanh hồng vỏ kiếm tên này, nghe lão nhân muốn lưu lại lục giáp kiếm tới cấp chính mình cùng con khỉ hộ pháp, tức khắc Dương Nghị Vân trong lòng một trận kích động. Cho rằng lão nhân đem lục giáp kiếm muốn tặng cho chính mình. Trong lòng đại hỉ nói, lão nhân ngài lão muốn đem lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm tặng cho ta. Nhìn đến quá lục giáp kiếm chém giết kim tiên diêm bước hoàn uy lực, Dương Nghị Vân trong lòng lão hâm mộ. Ha ha, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, lục giáp kiếm chính là nói kiếm, mặc kệ là kiếm vẫn là thanh hồng vỏ kiếm, đều là có đạo hạnh linh vật, cả đời chỉ biết phụng dưỡng một chủ, không chọn gì. Vi sư lưu lại lục giáp kiếm chỉ cho ngươi cùng con khỉ hộ pháp, bởi vì vi sư tiến vào Chí Tôn Cung đúc lại tiên thể, thời gian không xác định, này tán tiên đảo chưa chừng còn có cường đại tán tiên tồn tại, vi sư không yên tâm. Đến nỗi lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm, ngươi cũng đừng nhớ thương, vi sư sinh thời dùng quá tam kiện pháp khí, hai kiện đều ở năm đó hủy hoại, chỉ có lục giáp kiếm năm đó là bởi vì dung hợp thanh hồng vỏ kiếm yêu cầu thời gian phù hợp, cho nên vi sư mới đưa chi lưu tại Chí Tôn Cung. Cũng coi như là tránh thoát một giới. Chờ vi sư rời đi thời điểm, muốn mang đi, đừng hâm mộ vi sư lục giáp, ngươi chuôi này đồ long kiếm, cũng không phải phàm vật, đến nỗi có phải hay không nói kiếm, chờ vi sư rời đi là lúc, truyền cho ngươi một pháp, liền có thể biết có phải hay không nói kiếm. Nếu ngươi đồ long kiếm là nói kiếm, về sau liền cấp đồ long kiếm đi tìm vỏ kiếm, có vỏ kiếm nói kiếm, mới là hoàn chỉnh, phát huy ra tới uy lực mới có thể cường đại. Giờ phút này trời cao tà khó được đối Dương Nghị Vân có kiên nhẫn. Dương mỗ nhân hơi hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không dây dưa lão nhân, mà là đối nói kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm có hứng thú, nhếch miệng cười nói, lão nhân ngươi nói cho ta nghe một chút đi lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm bái, ta tổng cảm giác bọn họ không phải kiếm cùng vỏ kiếm, mà là người giống nhau. Chờ ngươi thương thế khôi phục sau chính mình đi hỏi, hiện tại vi sư muốn đi vào Chí Tôn Cung. Lão nhân dứt lời lúc sau. Dương Nghị Vân cảm nhận được cả người chấn động, hắn chủ ý thức trở về, mà trên cánh tay trái Càn Khôn Hồ đồ án lại bắt đầu phát ra cực nóng cùng kim quang. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên, hắn biết lão nhân muốn từ Càn Khôn Hồ ra tới. Cứ việc lão nhân nói chuyện tin tưởng 10 phần, nhưng Dương Nghị Vân như cũ lo lắng, lão nhân từ Càn Khôn Hồ ra tới sau, có thể hay không có cái gì nguy hiểm biến cố. Lo lắng về lo lắng, kỳ thật đã làm. Cũng hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện lão nhân hết thảy thuận lợi. Trên cánh tay trái cực nóng cùng quang mang càng ngày càng cường liệt, hắn biết lão nhân muốn bắt đầu rồi. Ầm vang. Một tiếng nặng nề ở trong cơ thể vang lên, chuẩn xác mà nói là bên trái trên cánh tay Càn Khôn Hồ vị trí phát ra.
Ngay sau đó kim quang vạn trượng từ hắn cánh tay trái bùng nổ mà ra. Kim quang chói mắt, Dương Nghị Vân theo bản năng nhắm mắt, đương hắn lại lần nữa mở hai mắt hết sức, lại là phát hiện cánh tay trái kim quang vạn trượng hình thành một cái môn hộ, mà ở môn hộ chung một bóng người đi ra. Một thân bạch y tiên phong đạo cốt. Đúng là lúc trước hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến càn khôn hồ sau, ngất xỉu đi là lúc, ở trong mộng nhìn thấy người. Sư phụ trời cao tà. Cùng lúc trước trong mộng chứng kiến giống nhau như đúc, phiêu giật hút bụi, như ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Mỗi người trong lòng đều có một cái tiên nhân mộng, lão nhân giờ phút này hình tượng phù hợp hắn tam quan tiêu chuẩn. Hắn chính là Dương Nghị Vân trong lòng tiên. Chết lão, sư phụ. Theo bản năng Dương Nghị Vân muốn kêu kêu một tiếng lão nhân, nhưng sắp đến bên miệng không đuổi ra tới, đối mặt như vậy một cái không nhiễm một hạt bụi tiên nhân, Dương Nghị Vân cảm giác kêu to chết lão nhân, chính là một loại khinh nhờn, vẫn là kêu sư phụ tôn trọng. Tiểu tử thúi ngươi thả tự giải quyết cho tốt, vi sư đi. Nhìn như hồng trần không dính trời cao tà, đối với Dương Nghị Vân một câu ra tới, liền phá biết Dương Nghị Vân cảm nhận chung tượng hình. Hỗn trướng, tiểu tử thúi. Ngu xuẩn từ từ là lão nhân mắng hắn thiền ngoài miệng, lại vào giờ phút này nghiêm trọng cùng hắn phiêu giật tiên nhân tượng hình không hợp. Không chờ Dương Nghị Vân nói chuyện, ngay sau đó lại thấy lão nhân vèo một chút hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Chí Tôn Cung mà đi. Lão! Dương Nghị Vân đi kêu, nháy mắt lão nhân đã biến mất không thấy. Chí Tôn Cung có đại trận tồn tại, nhưng không có chút nào dị động. Quả nhiên là lão nhân chính mình đạo tràng A Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng. Ánh mắt trước sau đặt ở Chí Tôn Cung phương hướng, hắn cũng không biết lão nhân tiến vào sau, như thế nào đúc lại tiên thể, có cái gì khó khăn, hoặc là nói có thể hay không thành công. Chung quy là sư phụ, hắn há có thể không lo lắng. Tuy rằng hắn giúp không được gì, lão nhân cũng nói qua, chỉ có thể dựa chính hắn, nhưng cũng không ngại ngại hắn lo lắng cho mình sư phụ. Nguyên bản cho rằng cấp lão nhân đúc lại tiên thể, sẽ là một kiện khó như lên trời việc, hiện tại xem ra cũng không có gì chuyện này. Thậm chí có thể nói phi thường bình đạm. Hắn gần là đem lão nhân đưa tới Chí Tôn cửa cung, rồi sau đó chính hắn đi vào. Lúc này Dương Nghị Vân cảm giác hắn giống như là cái cổ đại áp tiêu tiêu sư, chỉ là phụ trách đem lão nhân đưa đến chỉ định địa điểm sau, hoàn thành sứ mệnh. Không hề tồn tại cảm a. Hoặc là không có tiến vào Chí Tôn cung hỗ trợ, tổng cảm giác có điểm đối lão nhân thua thiệt, cũng cảm giác lão nhân đúc lại tiên thể không quá chân thật, không hề động tĩnh, bình đạm như nước. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, ngay sau đó Chí Tôn cung dị biến nổi lên. Ầm ầm ầm, thịch thịch thịch, răng rắc, hô hô, toàn bộ thiên địa ở thời điểm này đại biến dựng lên. Từ Chí Tôn trong cung nhớ tới các loại đinh tai nhức óc tiếng động. Sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, thậm chí có tiếng chuông rung chuyển. Chí Tôn cung phía trên lôi đình hội tụ thành hình, mây mù che trời. Thiên địa dị tượng ở Chí Tôn sơn đỉnh bùng nổ. Mỗi một khắc một đạo kim quang từ Chí Tôn trong cung bay ra. Gâu gâu. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, vượng tử. Gâu gâu gâu. Kim quang từ xa tới gần, ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy rõ, quả nhiên là vượng tử. Vượng tử còn sống, ở Chí Tôn trong cung hẳn là bị lão nhân ném ra tới. Cứ việc vài trăm năm không gặp, chính là vượng tử như cũ trước tiên nhận ra tới hắn. Gâu gâu kêu vô cùng kích động, cũng có một tia chua xót. Một chút phi phác mà đến ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực, từng tiếng nghẹn ngào mà kêu. Dương Nghị Vân cũng là thổn thức, hắn nhàn nhạt nghe nói liền vô cùng phẫn nộ, vượng tử nhiều năm như vậy trải qua hẳn là linh thú chung nhất khổ một cái. May mắn chính là hắn còn sống. Gâu gâu gâu, ô ô. Bên cạnh người Lục Nhĩ Mi Hầu đôi mắt vẫn luôn đặt ở Dương Nghị Vân trên người liền không rời đi quá, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, thả không phải phía trước Dương Nghị Vân trên người phát sinh hết thảy. Lúc này nhìn đến Chí Tôn cung ra tới một cái linh cẩu nhào vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực khóc thút thít, Lục Nhĩ cũng là hư than. Dương Nghị Vân tốt xấu đối yêu tộc thực hảo, bất hòa mặt khác nhân tộc giống nhau. Phía trước Dương Nghị Vân nói muốn cùng hắn làm huynh đệ, Lục Nhĩ không cho là đúng, nhưng lúc này, Lục Nhĩ tin tưởng Dương Nghị Vân nói chính là thật sự. Dương Nghị Vân nghe vượng tử kể ra cực khổ, không ngừng an ủi, một người một cẩu giao lưu không chút nào cố sức. Hiện tại vượng tử là tiến hóa đã đến cao giai linh thú, phong vân thần khuyển huyết mạch làm vượng tử huyết mạch phản tổ nhiều lần, hiện giờ sau lưng mọc ra một đôi cánh chim. Tuy rằng so ra kém điều nhi cùng tiểu phượng hoàng này đó, nhưng cũng tính không tồi, cảm thụ vượng tử tu vi thực lực có thể đạt tới đại thừa cấp bậc,
điểm này khả năng cùng nó giám đốc có quan hệ. Nghe Vượng Tử giảng thuật, Dương Nghị Vân mới biết được, đích xác năm đó nó đi theo Triệu Nam đám người từ Sơn Hải giới tới rồi tu chân giới, ở đại chiến chung vì bảo hộ Triệu Nam mấy cái, bị Thái Huyền môn người đánh vào huyền nhai, lại là ở hơi thở thoi thóp thời điểm đụng phải chín phong chân nhân đệ tử, phát hiện nó có phong vân thần khuyển huyết mạch, hơn nữa có cực cao linh tính sau, đem nó mang về Tán Tiên Đảo, đưa tặng cho chín phong chân nhân. Mặt sau sự, cơ bản cùng Dương Nghị Vân nghe được giống nhau, nói tóm lại Vượng Tử đích xác bị rất nhiều như vậy, nhưng lại vì có thể ở nhìn thấy chủ nhân Triệu Nam, nó kiên trì xuống dưới. Rốt cuộc ở phía trước một đoạn khi thêm ăn vụng chín phong chân nhân đan dược, huyết mạch lần thứ hai tiến hóa bùng nổ lúc sau trốn vào Chí Tôn Cung lúc này mới còn sống. Bất quá có thể tiến vào Chí Tôn Cung, dựa theo Vượng Tử ý tứ, là Chí Tôn trong cung có cái hồng y tiểu tỷ tỷ cứu nó, chuẩn xác nói là ở bị chín phong chân nhân phái ra người siêu tầm hết sức, bị Chí Tôn trong cung hồng y tiểu tỷ tỷ chủ động bỏ vào Chí Tôn Cung, nếu không Chí Tôn Cung có đại trận bảo hộ, căn bản vào không được. Vân Tử lui về phía sau, có cường đại năng lượng muốn ở Chí Tôn Cung bạo phát. Liền ở Dương Nghị Vân cùng Vượng Tử giao lưu hết sức, phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu ra tiếng. Dương Nghị Vân nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy ngắn ngủn vài phút thời gian nội, ở Chí Tôn Cung trên không không ngừng hội tụ mà thành một cái thật lớn vô biên lôi đỉnh chi vân, bên trong sấm sét ầm ầm, tương tự một cái thật lớn khởi cầu, tùy thời sẽ nổ mạnh giống nhau. Hắn biết này nhất định là lão nhân làm ra động tĩnh. Lão không kịp nhiều lời, đối Lục Nhĩ gật gật đầu mang theo Vượng Tử nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mãi cho đến Chí Tôn Cung Bạch Ngọc Quảng Trường nhất bên cạnh mới dừng lại. Khoảng cách Chí Tôn Cung Đại Môn rời xa gần ngàn mét. Vèo. Ong. Bọn họ mới vừa dừng lại, lục giáp kiếm lại cũng theo sát mà đến, huyền phù tới rồi bọn họ bên người, quả nhiên là một bộ bảo hộ bọn họ bộ dáng. Mà giờ phút này một tiếng đinh tai nhức óc tiếng động từ Chí Tôn trong cung vang lên, oanh. Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ đồng thời nhìn lại. Lại thấy gặp được lôi đình chi lực ước chừng có mười mấy mét chi thô tráng, bỗng nhiên từ ngưng tụ trung phóng lên cao, phía trên cửu tiêu. Ầm vang. Ở Chí Tôn Cung trên không bao phủ lôi đình mây mù sông lên tận trời mà đi nháy mắt, cứ thế Tôn Cung vì trung tâm một đạo mắt thường thấy được dòng khí dao động nhộn nhạo mở ra. Nơi đi qua hết thảy hóa dập nát, thật lớn Chí Tôn Cung quảng trường bạch ngọc đúc liền mặt đất, cùng với quảng trường một ít điêu khắc kiến trúc, tại đây vừa vỡ nhộn nhạo trung hóa thành cho tẫn. Mắt thấy một vòng như nước sóng giống nhau dòng khí thẳng đến bọn họ nhanh chóng mà đến, Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ đều là sắc mặt đại biến. Hai người đều cảm nhận được cường đại uy lực. Hợp lực phòng ngự, Lục Nhĩ mi hầu giống to. Mà Dương Nghị Vân vội vàng gật đầu, trong lòng lại là mắng chết lão nhân, không hề nghi ngờ lớn như vậy động tĩnh từ Chí Tôn Cung truyền đến, là lão nhân kiệt tác, cũng không biết chết lão nhân đúc lại tiên thể, là cái dạng gì. Nhưng là chỉ cần này động tĩnh liền đủ khủng bố. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ lão nhân đúc lại tiên thể Thái Bình Đạp, hiện tại xem ra là hắn tưởng sai rồi. Liền ở hắn cùng Lục Nhĩ vừa mới chuẩn bị phòng ngự thời điểm, ngay sau đó lại thấy lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm vầng sáng lập lòe dựng lên. Lục giáp ra khỏi vỏ, ong một tiếng, huyền phù ở bọn họ đỉnh đầu, mà thanh hồng vỏ kiếm cũng ngay sau đó lại lần nữa hóa hình, biến thành một nam một nữ, một tả một hữu đứng ở bọn họ bên người, thanh hồng quang vượng lóng lánh. Cùng trên đỉnh đầu trống không lục giáp kiếm tương hô ứng, tức khắc một cái hồng bạch thanh tam sắc kết giới bao phủ ở bọn họ. Oanh! Giây lát một khắc dòng khí chợt lóe mà qua. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy kết giới rung chuyển một chút, nhưng hắn cùng Lục Nhĩ hơn nữa Vượng Tử chút nào không có việc gì. Mà lướt qua đi dòng khí rung chuyển lại là dẹp yên bọn họ phía sau quảng trường bên cạnh sơn là cỏ cây, ngay lập tức công phu hóa thành cho tàn. Ầm vang! Giờ phút này phía chân trời phía trên lôi đình đại tác phẩm, chỉ thấy phía trước đạo lôi đình kia đem thiên phá tan một cái đại lỗ thùng. Mà theo sát sau đó, một đạo đủ mọi màu sắc cột sáng, lại là từ phía chân trời đại trong động sông thẳng mà xuống, tiến vào Chí Tôn trong cung. Bên người Lục Nhĩ nhìn Chí Tôn cung thất thanh nói, là đoạt lấy tiên giới tiên lực A, Vân Tử người kia là ai? Con khỉ kỳ thật từ phía trước rất sớm liền muốn hỏi, cũng ở trong lòng suy đoán quá. Chẳng qua hắn không phải một cái lắm miệng lòng hiếu kỳ trọng con khỉ. Phía trước Lục Nhĩ liền ở nhìn đến Dương Nghị Vân một người ở lầm bầm lầu bầu, như là si ngốc giống nhau, tự đối tự lời nói. Chẳng qua khi đó, Lục Nhĩ bị Dương Nghị Vân triệu hồi ra tới kiếm, chém giết diêm bước hoan cấp khiếp sợ tới rồi tột đỉnh nông nỗi, không nhớ tới hỏi.
sau lại liền nhìn đến Từ Dương Nghị Vân trên cánh tay trái xuất hiện một cái môn hộ, đi ra một người tiên phong đạo cốt lão giả, nháy mắt tiến vào Chí Tôn Cung. Ở Dương Nghị Vân trên người phát sinh sự quá mức chấn động, lúc này Lục Nhĩ rốt cuộc nhìn không được hỏi ra tới. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một cái thực rõ ràng là nguyên thần người, cư nhiên có thể đánh sâu vào khai thiên môn, trực tiếp từ tiên giới đoạt lấy tiên giới tiên lực xuống dưới. Ở Lục Nhĩ hầu sinh chung, hắn không phải không có gặp qua cường giả, nhưng khi có thể có được nói kiếm cường giả hiếm thấy, có thể dựa vào nguyên thần chi lực từ tiên giới đoạt lấy tiên lực giả càng hiếm thấy. Hắn là cái gì cấp bậc tồn tại nguyên thần? Là tiên quân, tiên đế, cũng hoặc là tiên giới đứng đầu tiên tôn đại năng. Ở Lục Nhĩ trong lòng có các loại suy đoán. Dương Nghị Vân nghe được Lục Nhĩ hỏi chuyện, hắn cũng ở chấn động chung phục hồi tinh thần lại, bất quá cũng đã nhìn chằm chằm phía chân trời phía trên kia hội tụ thành cột nước giống nhau bảy màu chi sắc, lẩm bẩm nói, hắn là sư phụ ta. Dương Nghị Vân cũng không chuẩn bị đối Lục Nhĩ mi hầu giấu giếm cái gì. Bởi vì phía trước phát sinh hết thảy, Lục Nhĩ tất cả đều thấy được, lão nhân mượn hắn chi thân, triệu hoán lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm chém giết kim tiên Diêm Bước Hoan, chảm tam đại tán tiên lão tổ thủ đoạn, cùng khí tức biến hóa, tuyệt đối không phải hắn một cái phi thăng cảnh có thể làm đến. Cho nên liền tính là muốn gạt cũng giấu không được. Hơn nữa Dương Nghị Vân lão nhân nguyên thần ra tới sau, Lục Nhĩ cũng thấy được. Đối với Lục Nhĩ mi hầu cái này giảng tình nghĩa trọng hứa hẹn con khỉ, Dương Nghị Vân không tưởng giấu giếm, phía trước hắn liền nhận định muốn cùng Lục Nhĩ làm huynh đệ, hơn nữa lão nhân hiện tại đã rời đi hắn thân thể hoặc là nói càn khôn hồ, cũng không cần thiết gạt. Dứt khoát liền nói cho Lục Nhĩ lão nhân là chính mình sư tôn. Dừng một chút Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm phía chân trời tiếp tục nói, sư phụ ta kêu trời cao tà, chính là 12 kiếp tán tiên chí tôn, bởi vì nào đó nguyên nhân dẫn tới hắn lão nhân ra tiên thể hủy diệt, chỉ để lại nguyên thần. Sư phụ cùng ta thật sự quê quán của ta nhận thức, cũng là khi đó ta đi lên tu chân chi lộ, đi bước một từ một cái tiểu thế giới, hoàn toàn là phàm nhân tiểu thế giới đi tới hiện tại. Chí Tôn Cung chính là sư phụ sinh thời một chỗ đạo tràng, hắn nói qua ngày sau chờ ta có thực lực, muốn mang theo hắn tới tán tiên đảo Chí Tôn Cung, ở chỗ này hắn có thể đúc lại tiên thể, cho nên liền có hôm nay việc. Lại nói tiếp, lần này lang bạt Chí Tôn Sơn cũng ít nhiều Lục Nhĩ đại ca, nếu không chỉ cần là ta chính mình. Đối mặt một đợt tiếp theo một đợt tán tiên còn không biết sẽ là cái gì kết quả. Lục Nhĩ nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, sắc mặt đang không ngừng biến hóa, hắn nghe được Dương Nghị Vân nói hắn sư phụ kêu trời cao tà thời điểm, cả người đều ở đại chấn. 12 kiếp tán tiên chí tôn trời cao tà, được xưng thiên tà chí tôn, luận tên tuổi cùng thực lực cùng tiên giới tam đại đầu sỏ tiên tôn tề danh, thậm chí còn có nghe đồn trời cao tà thực lực còn mạnh hơn quá tiên tôn một tia. Bởi vì trời cao tà chính là trước thời đại cái thứ nhất hoàn chỉnh vượt qua 12 kiếp tán tiên thiên kiếp người, chính là tán tiên đệ nhất nhân. Đại danh đỉnh đỉnh hưởng dự tiên giới, không người không biết không người không hiểu. Tuy rằng Lục Nhĩ chưa bao giờ gặp qua trời cao tà, nhưng trời cao tà đại danh sớm tại 10 vạn năm trước hắn liền nghe nói qua. Lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên là thiên tà chí tôn đệ tử, hơn nữa vừa mới hắn còn gặp được trời cao tà nguyên thần. Trách không được trách không được. Cũng chỉ có thiên tà chí tôn bực này nhân vật mới có thể tại hạ giới phá tan hư không mở ra tiên môn, đoạt lấy tiên giới như thế thật lớn tiên lực xuống dưới, dùng để cho chính mình đúc lại tiên thể, không hổ là chí tôn. Lục Nhĩ mi hầu vô cùng cảm thán. Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc nói, chết lão nhân ở tiên giới danh khí rất lớn. Nghe được Dương Nghị Vân tùy ý kêu chết lão nhân, Lục Nhĩ mi hầu cười khổ, trong thiên hạ dám tùy ý kêu trời cao tà vì chết lão nhân sợ là cũng chỉ có Dương Nghị Vân. Đâu chỉ danh khí đại, sớm tại mười mấy vạn năm trước, thiên tà chí tôn tên tuổi liền ở tiên giới là thần thoại, nói như thế, tiên giới bên ngoài thượng có tam đại tiên tôn, đó là đứng ở tiên giới nhất kim tự tháp tiêm đại năng, mà sư phụ ngươi thiên tà chí tôn với tam đại tiên tôn tề danh, thậm chí có đồn đãi ẩn ẩn thắng qua tiên tôn một bậc. Lục Nhĩ mi hầu đối Dương Nghị Vân nói. Dương Nghị Vân nghe, lại cũng là trong lòng có cổ tự hào cảm, nhỏ giọng nói thầm nói, xem ra ta còn là nói thầm chết lão nhân thực lực tu vi. Hai người đang nói chuyện chung, khí lãng dự ba sau khi đi qua, lục giáp kiếm cùng thanh hồng vỏ kiếm bảo hộ bọn họ kiếm khí kết giới triệt rớt. Giờ phút này Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ lại là một đôi mắt, hai người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lại là cảm nhận được trong không khí cường đại thiên địa linh khí ở hướng về Chí Tôn Cung hội tụ mà đi. Dương Nghị Vân nhếch miệng nói, chết lão nhân đây là muốn nghịch thiên mà đi à, đoạt lấy tiên giới tiên lực chẳng lẽ còn không đủ,
còn muốn đoạt lấy tán tiên đảo thiên địa linh khí, đây là ở kéo thù hận a. Dương Nghị Vân phát hiện ra phía chân trời tiếng động một đạo thùng nước thô tráng tiên lực ở ngoài, bốn phía trong không khí cũng cuồn cuộn không ngừng thiên địa linh khí cũng hướng về Chí Tôn Cung hội tụ dựng lên. Thần thức thả ra đi cảm thụ một chút, lại là phát hiện phạm vi cây số vạn mét trong vòng bốn phương tám hướng thiên địa linh khí đều hội tụ hướng về phía Chí Tôn Cung, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng chung. Giống như xà nuốt kình giống nhau điên cuồng thiên địa linh khí dũng hướng Chí Tôn trong cung. Chờ thiên địa linh khí bốn phương tám hướng hội tụ mà đến sau, ở Chí Tôn Cung quảng trường thời điểm đã bắt đầu thực chất hóa lên. Ngắn ngủn vài phần thời gian, linh khí nồng đậm trình độ đạt tới sương mù hóa trạng thái. Dương Nghị Vân biết lão nhân như thế điên cuồng đoạt lấy tiên giới cùng tán tiên đảo thiên địa linh khí, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ, chưa chừng sẽ có cường giả mà đến. Hiện tại hắn xem như đã biết, chết lão nhân lưu lại lục giáp kiếm dụng ý. Đều không phải là cho hắn cùng lục nhĩ hộ pháp là chủ, mà là càng nhiều trọng điểm là bảo hộ bọn họ. Lớn như vậy động tính, kinh động toàn bộ tán tiên đảo là tất nhiên, thậm chí còn chưa chừng còn sẽ kinh động tiên giới tiên nhân. Có thể tưởng tượng hấp dẫn tới người, vào không được Chí Tôn Cung sẽ đem ánh mắt đặt ở hắn cùng lục nhĩ trên người. Không sao, có lục giáp nói kiếm tồn tại, chính là tiên nhân hạ giới cũng quấy rầy không được sư phụ ngươi đúc lại tiên thể, chống thời gian chạy nhanh chữa thương đi. Nhưng đừng lãng phí như thế nồng đậm thiên địa linh khí, tán tiên nói thiên địa linh khí so với tu chân giới cao nửa giai, đối tu luyện có đại tràn ra. Lục nhĩ mi hầu nhưng thật ra thấy được rõ ràng, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương, phía trước bị Diêm Bước Hoan một chưởng làm hắn bị thương không nhỏ. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, chuẩn bị khoanh chân mà ngồi nhanh lên khôi phục thương thế, không chừng chờ một lát, sẽ có phiền toái tìm bọn họ. Lúc này hắn nhìn về phía Vượng Tử. Chuẩn bị làm Vượng Tử tiến vào càn khôn hồ không gian đi, vừa quay đầu lại đi phát hiện Vượng Tử cúi đầu ở nữ tử áo đỏ trước mặt, tựa hồ ở đối nữ tử áo đỏ biểu đạt lòng biết ơn. Hồng y nữ tự nhiên chính là vỏ kiếm chi nhất, cũng là đem Vượng Tử kéo vào Chí Tôn Cung người, là Vượng Tử ân nhân cứu mạng. Tuy rằng là vỏ kiếm, nhưng lại là linh vật, Dương Nghị Vân nhìn về phía Thanh Hồng vỏ kiếm nói, nhị vị ta yêu cầu chữa thương, làm phiền bảo hộ Chí Tôn Cung. Sư phụ ta đúc lại tiên thể lớn như vậy động tĩnh tất nhiên sẽ hấp dẫn tới tu sĩ, không thể bị quấy rầy. Nói xong đối Vượng Tử nói, Vượng Tử tiên tiến nhập càn khôn hồ. Vung tay lên đem Vượng Tử thu vào càn khôn hồ không gian, hắn cũng tặng khẩu khí, cuối cùng là đối Triệu Nam có cái công đạo. Ong! Lục giáp kiếm cùng Thanh Hồng vỏ kiếm phát ra run minh. Lại là không có cùng hắn đối thoại. Bất quá ngay sau đó lại thấy nữ tử áo đỏ tiến lên một bước đối với hắn cung kính gật đầu, như cũ không mở miệng, nhưng lại ở vươn một lóng tay đầu ở hắn giữa mày một chút. Tức khắc hắn trong óc chung xuất hiện một ít tin tức, thế mới biết Thanh Hồng vỏ kiếm lai lịch, mà giờ phút này cũng phát hiện hắn cùng lục giáp kiếm với Thanh Hồng vỏ kiếm chi gian có nào đó cảm ứng. Ong! Lục giáp kiếm run minh, Dương Nghị Vân lại là có thể minh bạch ý tứ, đây là cùng khác loại sinh linh giao lưu. Lục giáp Thanh Hồng biểu đạt ra ý tứ, sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy lão nhân. Dương Nghị Vân cũng rốt cuộc yên tâm, đồng thời đã biết Thanh Hồng vỏ kiếm lai lịch. Trong đầu có nữ tử áo đỏ hoặc là nói vỏ kiếm truyền lại tin tức sau, Dương Nghị Vân minh bạch bọn họ không thể nói chuyện nguyên nhân, cũng biết nguyên lai Thanh Hồng thiếu niên thiếu nữ, là một đôi nhân loại tình lữ, cũng là một đôi đúc kiếm thế gia xuất thân đệ tử, có một đoạn cực khổ tình yêu, cuối cùng song song tuẫn tình, đụng phải lão nhân sau. Là lão nhân trợ giúp bọn họ lưu lại nguyên thần không tiêu tan, cuối cùng cơ duyên dưới hóa thành Thanh Hồng vỏ kiếm. Vĩnh viễn ở bên nhau, hai người nhập một đó là vỏ kiếm, đó là nhất thể, vĩnh thế không chia lìa. Đến nỗi không thể nói chuyện, khi đó bởi vì này một đôi tình lữ sinh thời, trời sinh chính là người câm, căn bản là không mở miệng nói chuyện qua, liền tính là bước vào tu đạo chi lộ, cũng không thích ứng nói chuyện, có lẽ bọn họ cho rằng không nói lời nào mới là một loại đại đạo đi. Dương Nghị Vân không biết lục giáp nói kiếm đến tột cùng có bao nhiêu cường, nhưng có thể chạm kim tiên, trong mắt hắn đã thực thái quá, lúc này lại cũng không lo lắng, đột phát trạng huống, đồng dạng ngồi xuống khôi phục thương thế. Bị Diêm Bước Hoan ngực một kích, kỳ thật rất trọng. Đến nỗi lão nhân ở Chí Tôn Cung tình huống Dương Nghị Vân nhìn không tới hắn, nhưng nghĩ đến là thuận lợi, bởi vì phía chân trời phía trên tiên lực cuồn cuộn không ngừng mà xuống, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nồng hậu liên tục. Này liền thuyết minh lão nhân đúc lại tiên thể là thuận lợi. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể chờ. Đối với lục giáp kiếm cùng Thanh Hồng vỏ kiếm gật đầu ý bảo,
Dương Nghị Vân khoanh chân mà ngồi bắt đầu khôi phục thương thế. Chí tôn gió núi Vân biến sắc, toàn bộ tán tiên đảo lại là chấn động lên. Một đám cường giả tán tiên đều là cảm nhận được thiên địa linh khí dị động, sôi nổi xuất quan. Lại là phát hiện linh khí tất cả đều hội tụ hướng về phía Chí Tôn Sơn, mà ở Chí Tôn Sơn phía chân trời phía trên có năm màu chi sắc xỏ xuyên qua thiên địa. Rất nhiều tán tiên phản ứng đầu tiên là Chí Tôn Sơn có bảo vật xuất thế. Hoặc là nói Chí Tôn Cung khai, xuất hiện thiên địa dị tượng. Mọi người đều biết Chí Tôn Cung là địa phương nào, trong lúc nhất thời tất cả đều hướng về Chí Tôn Sơn bay vọt mà đi. Rơi dụng ở tán tiên đảo hoang dã giao giới nơi nào đó núi lớn chung, sáu gã sáu chuyển đỉnh tán tiên, hội tụ ở bên nhau. Chí Tôn Cung xuất hiện dị thường, ta chờ mau mau đi xem xét. Chẳng lẽ là kia ba cái lão bất tử phá khai rồi Chí Tôn Cung? Không có khả năng, Chí Tôn Cung là địa phương nào, chín phong chờ ba cái lão bất tử còn không có cái kia thực lực, tất nhiên là mặt khác biến cố. Tông môn quần thể đều là một đám ngụy quân tử, không thể tin, chưa chừng cùng bọn họ có quan hệ. Thiên địa linh khí bị đoạt lấy cuốn tịch toàn bộ tán tiên đảo, việc này không giống tầm thường, nhiều lời vô ích ta trở đi trước. Đi! Lục ca sáu chuyển đỉnh tán tiên, đúng là tán tu quần thể chung sáu đại lão tổ cấp bậc nhân vật. Một đám phi thiên mà đi. Tán tiên đảo hoang dã chỗ sâu trong, có cường đại yêu khí tận trời mà đi, thanh hồng lam lục tứ đại yêu khí, nháy mắt cũng bay về phía Chí Tôn Sơn. Toàn bộ tán tiên đảo loạn cả lên, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất hơi thở hóa thành đủ mọi màu sắc hồng lưu bay đi Chí Tôn Sơn. Có nhân tộc, có yêu tộc. Ở tán tiên đảo này đây nhân tộc tán tiên là chủ, nhưng tán tiên đảo dù sao cũng là tiên giới rơi xuống một góc, bản thân chính là một phương thế giới, sinh linh vạn vật đồng dạng tồn tại, cho nên xuất hiện yêu tộc không kỳ quái. Hơn nữa tán tiên đảo từ trước tới nay liền chia làm hai bộ phận, một vì nhân tộc chiếm cứ địa bàn, xưng là tán tiên thành. Trên thực tế diện tích phi thường đại, chiếm cứ tán tiên đảo hơn phân nửa, chẳng qua tên gọi tán tiên thành. Dư lại hơn một nửa chính là hoang dã, có cường đại yêu thú tồn tại, cũng có tu luyện tu thành yêu tộc sinh tồn, trên cơ bản giữa hai bên nước giếng không phạm nước sông, còn xem như hài hòa. Nhưng là lần này Chí Tôn Sơn trong thiên địa xỏ xuyên qua rực rỡ chi sắc, thực rõ ràng chính là thiên địa dị tượng, cùng thiên địa chí bảo xảy ra chuyện phi thường tương tự, hoang dã yêu tộc cũng ngồi không yên. Sôi nổi đi trước muốn dâng lên một ly canh. Chí Tôn Sơn đỉnh Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu toàn ở chữa thương, Lục Giáp Kiếm hộ pháp ở một bên. Ở chẳng phân biệt ngày đêm tán tiên đảo, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, mỗi một khắc từng đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Chí Tôn Cung quảng trường. Lục Nhĩ cùng Dương Nghị Vân trước sau mở hai mắt, thấy được không dưới 300 danh tán tiên, có tam chuyển, có bốn chuyển, năm chuyển, sáu chuyển tu vi đều có. Chẳng qua sáu chuyển tán tiên cũng chính là không đến 20 người, hơn nữa đều không phải sáu chuyển đỉnh, phần lớn đều là sáu chuyển sơ cấp trung kỳ, hậu kỳ chỉ có 2 người. Những người này không hề nghi ngờ chính là giải rác ở Chí Tôn Sơn, 108 tiểu ngọn núi, 72 trung ngọn núi cùng 36 núi lớn phong tu luyện tán tiên. Phía trước Dương Nghị Vân chém giết mấy chục danh tán tiên, đại chiến 10 đại cao giai tán tiên, động tĩnh như vậy đại, này đó tán tiên tự nhiên là biết đến. Cũng đều tránh ở âm thầm thấy được, chẳng qua Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu quá mức hung hãn, cuối cùng thượng Chí Tôn Sơn đỉnh sau, những người này không dám theo kịp. Chờ đến thiên địa dị tượng sau khi xuất hiện, bọn họ rốt cuộc nhìn không được thượng Chí Tôn Sơn đỉnh, muốn tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem có phải hay không có thiên địa chi bảo xuất thế, cũng hoặc là Chí Tôn Cung bị mở ra, đại gia cũng hảo phân một ly canh. Nhưng mà đi lên lúc sau mới phát hiện, tam đại tán tiên lão tổ, 10 đại cao giai tán tiên tất cả đều biến mất không thấy. Chí Tôn Cung quảng trường chỉ có Dương Nghị Vân cùng kia con khỉ, còn có một thanh huyền phù bạch quang chi gian, một cái lập lòe thanh hồng quang vựng vỏ kiếm, xử trí ở ngoài lại không một người. Thấy như vậy một màn, rất nhiều tán tiên đều là nội tâm sông cuộn biển gầm, phía trước Dương Nghị Vân cùng con khỉ với 10 đại tán tiên chém giết, thậm chí bọn họ nghe được quá tam đại tán tiên lão tổ rít gào, tuy rằng không đi lên quan chiến, nhưng cũng biết hai bên đối thượng quá. Lúc này chỉ nhìn ngồi ở quảng trường một góc chữa thương Dương Nghị Vân cùng con khỉ, lại không có nhìn đến tam đại tán tiên lão tổ đám người, vậy chỉ có một khả năng. Mặc kệ là 10 đại tán tiên cũng hoặc là tam đại lão tổ đều bị Dương Nghị Vân cùng con khỉ chém giết. Nghĩ đến đây thời điểm, một đám Chí Tôn Sơn tán tiên nội tâm đều phức tạp lên. Trong lúc nhất thời đều là không dám tới gần. Đang xem nơi xa Chí Tôn Cung,
Giờ phút này bốn phương tám hướng thiên địa lực lượng cơ hồ thực chất hóa hội tụ ở Chí Tôn Cung, phía chân trời phía trên một cái thùng nước thô ngũ sắc dòng khí như thác nước giống nhau chảy ngược mà xuống, tiến vào Chí Tôn Cung. Toàn bộ Chí Tôn Cung cơ hồ bị thiên đại nồng đậm thiên địa lực lượng bao phủ, thấy không rõ vốn dĩ diện mạo. Chẳng sợ giờ phút này bọn họ uống hơn 1.000 mét ở Chí Tôn Cung quảng trường bên cạnh, cũng là thấy được thực chất hóa thiên địa linh khí. Một đám tán tiên hít hà một hơi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình lại nhất định Chí Tôn Cung có quan hệ. Lúc này một đám tán tiên tâm tư đều sinh động lên, Chí Tôn Cung đối tán tiên đảo tu sĩ tới nói, chính là nhất đẳng nhất thần bí thánh thần nơi, mỗi một cái tán tiên nằm mơ đều tưởng tiến vào Chí Tôn Cung đi. Chính là từ có Chí Tôn Cung tới nay, không ai có thể đi vào đi, bởi vì Chí Tôn Cung đại trận quá cường đại. Nhưng mà hiện tại đâu? Nhìn qua Chí Tôn Cung tựa hồ mở ra. Chí Tôn Cung là thiên tà Chí Tôn đạo tràng, là duy nhất một cái vượt qua 12 kiếp tán tiên nhân vật, thân là tán tiên ai không nghĩ vượt qua sở hữu tán tiên kiếp. Cho nên Chí Tôn trong cung là mỗi một cái tán tiên mộng tưởng đi vào địa phương, tưởng vào xem ở Chí Tôn Cung có hay không điền Chí Tôn lưu lại về vượt qua sở hữu tán tiên kiếp bí pháp. Trên thực tế lâu dài tới nay tán tiên đảo đều có nghe đồn, Chí Tôn trong cung có thiên tà Chí Tôn lưu lại về độ sở hữu tán tiên kiếp bí pháp. Giờ phút này gần 300 tán tiên nhìn Chí Tôn phương hướng đôi mắt là hồng. Nhưng mà trên quảng trường có Dương Nghị Vân cùng con khỉ tồn tại, cái này làm cho sở hữu tán tiên không dám dị động. Chí Tôn trong cung đối tiên giới đoạt lấy còn ở tiếp tục, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí đã lâu cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Lục Nhĩ Mi Hầu trợn mắt nhìn đến chính là này đó tán tiên lại nhắm lại hai mắt, tựa hồ này đó tán tiên nhất không nổi hắn hứng thú. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Lục Nhĩ, lại nhìn thoáng qua Lục Giáp Kiếm, cũng nhắm lại hai mắt. Có Lục Giáp Kiếm ở, Dương Nghị Vân tin tưởng, Lục Giáp Kiếm là sẽ không làm bất luận kẻ nào tiến vào Chí Tôn Cung đi quấy rầy lão nhân. Cứ việc Chí Tôn Cung đại trận sớm tại lão nhân hội tụ lôi đình đánh sâu vào phía chân trời thời điểm liền mở ra, nhưng Dương Nghị Vân chút nào không lo lắng. Nhìn có gần 300 tán tiên, bất quá Dương Nghị Vân biết Lục Giáp Kiếm hoàn toàn có thể ứng phó. Mỗi một khắc 200-300 danh tán tiên chung. Rốt cuộc có người kiềm chế không được nói, chư vị ta chờ bước vào tán tiên con đường này, chính là một cái bất quy lộ, chân chính 12 thứ tán tiên kiếp, thử hỏi lại có ai có thể độ kiếp đến cuối cùng. Chúng ta vượt qua 4 chuyển, 5 chuyển, 6 chuyển thậm chí là 7 chuyển, 8 chuyển, lại có ai có thể bảo đảm vượt qua mặt sau cửu chuyển, 10 chuyển. Mà thiên tà Chí Tôn nghe nói chính là một cái thời đại duy nhất một cái vượt qua toàn bộ tán tiên thiên kiếp người, này Chí Tôn cùng ý nghĩa cái gì, ta không cần phải nói. Hiện giờ Chí Tôn Cung đã mở ra, thiên địa dị tượng hiện ra, phú quý hiểm trung cầu, đại gia cùng nhau xông vào một lần, không chừng là có thể từ Chí Tôn Cung đạt được thiên tà Chí Tôn lưu lại độ kiếp bí pháp. Đại gia hướng A. Một người sáu chuyển hậu kỳ tán tiên, mang theo kích động tính ngôn luận vang lên, đồng thời hắn cái thứ nhất nhằm phía Chí Tôn Cung phương hướng. Có cái thứ nhất sẽ có cái thứ hai, hơn nữa. Chí Tôn trong cung có độ kiếp bí pháp truyền lưu, đối bất luận cái gì một đám tán tiên đều là chí mạng. Không ai có thể chống cự được như thế dụ hoặc. Trong nháy mắt tiến lên 50 nhiều người. Mà dư lại tán tiên lại là ở quan vọng, một đám đều là nhân tinh, tự nhiên có thông minh cũng có lăng đầu thanh, càng có đa mưu túc trí hạng người. Lúc này đây xem như một lần thử. Ban đầu kích động 6 chuyển hậu kỳ tán tiên, lại còn ở bất chi bất giác lui về phía sau trở về, dư lại 56 người một cổ nháo nhằm phía Chí Tôn Cung. Mắt thấy 56 người vào tới Chí Tôn Cung đại môn 10 mét chi ra sau, dị biến mà động. Ong! Oanh! Nơi xa hơn 200 danh tán tiên trừng lớn trong mắt, một đám trên mặt hiện lên hoảng sợ. Ở bọn họ nghiêm trọng, chỉ nhìn đến ba đạo thanh hồng bạch quang mang ở 50 nhiều danh tán tiên trung lập lòe một chút, ngay sau đó 56 danh tán tiên liền ở kêu thảm thiết trung hóa thành cho tàn. Chờ đến 50 nhiều danh tán tiên tất cả đều biến mất lúc sau. Giữa sân mọi người mới nhìn đến, lập lòe dựng lên thanh hồng bạch quang, chính là một thanh kiếm hai người. Màu trắng cổ kiếm giống như là một cái vương hầu, tả hữu hai sườn là một đôi thân xuyên thanh hồng y phục thiếu niên thiếu nữ tùy tùng. Áp bách đến lệnh người hít thở không thông kiếm ý phát ra ở thiên địa, làm dư lại hơn 200 danh tán tiên phát run. Đặc biệt là ngay từ đầu kích động tán tiên càng là có loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ tim đập nhanh. Cơ hồ sở hữu tán tiên đáy lòng đều toát ra một cái dấu chấm hỏi, đó là cái gì kiếm? Còn cần người đi hầu hạ? Này đó tán tiên cấp bậc còn nhận không ra, cũng chưa từng nghe qua cái gì là nói kiếm.
dù sao chỉ có thấy 50 nhiều danh tới gần chí tôn cung tán tiên tan thành mây khói. Một cổ sợ hãi ở toàn trường xuất hiện. Cái này không có người còn dám tiến lên. 56 danh tán tiên nhất kiếm bị nháy mắt hạ gục, hơn nữa bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Giờ phút này hơn 200 danh tán tiên động tác nhất trí đem ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân cùng con khỉ trên người, ở này đó tán tiên xem ra, tất nhiên là Dương Nghị Vân cùng con khỉ trong đó một cái đuổi kiếm thủ đoạn. Bọn họ tất cả đều là không thể tưởng được, Lục Giáp nói kiếm căn bản là không cần sử dụng ngự kiếm, cũng có thể tự chủ giết địch. Tóm lại hơn 200 danh tán tiên sợ. Trong sân không khí cổ quái lên, lâm vào yên tĩnh. Vèo vèo vèo. Lúc này Lục Đạo hơi thở cường đại trước người xuất hiện. Hơn 200 danh tán tiên chung, tức khắc có người bình thường đối với 6 người hành lễ. Tham kiến lão tổ. Này 6 người đúng là tới rồi tán tu lão tổ. Ở tán tiên đảo tán tu quần thể điệu thấp, nhưng lại thực lực cường đại, hoặc là nói nhân số không nhiều lắm, nhưng cao thủ không ít. Liên tỷ như 6 chuyển đỉnh cấp bậc lão tổ, tán tu quần thể một phương có 6 cái, mà tông môn quần thể một phương mới 3 người, phía trước đã bị giết. 6 đại tán tiên lão tổ vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ có người đăng báo nơi này phát sinh sự. Hơn 200 danh tán tiên chung có không ít nói tán tu quần thể, ở Chí Tôn Sơn tu luyện tán tiên chung không có khả năng tất cả đều là tông môn quần thể. Dương Nghị Vân cùng con khỉ đều phát hiện 6 đại tán tiên đã đến, bất quá lại là không để ý tới. Hai người tiếp tục chữa thương, có Lục Giáp kiếm tồn tại, cho dù là tiên nhân cũng là có thể ứng phó. 6 đại tán tu tán tiên hiểu biết tình huống sau, nhìn xem huyền phù ở Chí Tôn cung trước Lục Giáp kiếm, đang xem ngồi ở góc Dương Nghị Vân cùng con khỉ, 6 người tâm tư sinh động lên. Giữa sân trừ bỏ Dương Nghị Vân cùng con khỉ ở không có những người khác tồn tại, là kiếm liền phải có người sử dụng, chẳng lẽ chính là bọn họ chung mỗ một cái. Nếu là, vậy bắt giặc bắt vua trước. Bắt lấy Dương Nghị Vân cùng con khỉ, lại lợi hại kiếm, đã không có người sử dụng cũng đoạt không đến nào đi. Đương nhiên tri thức 6 đại tán tiên trong lòng suy đoán, chính thật là cái tình huống như thế nào, còn không biết, nghe mặt khác tán tiên giảng thuật, chuôi này bạch kiếm có thể nhất kiếm nháy mắt hạ gục 50 nhiều danh tán tiên, bản thân chính là vượt quá tìm siêu uy lực. Hiện tại đâu? Thật đúng là không biết sâu cạn. Bên kia bạch kiếm tả hữu hai sườn còn có một đôi nam nữ tồn tại. Huyền phù ở Chí Tôn cung trước đại môn, rõ ràng chính là môn thần cái giá, phát ra cường đại kiếm ý, làm 6 đại tán tiên đều tim đập nhanh. Bất quá bọn họ 6 người cứ việc đều là 6 chuyển đỉnh tồn tại, nhưng lại cũng cùng mặt khác tán tiên giống nhau, đối với Chí Tôn cung chính là tràn ngập hướng tới, thân là tán tiên không ai có thể loại kém tiến vào Chí Tôn cung đi dụ hoặc. Lúc này không biết bên kia kiếm trước người lai lịch, lại là đem ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân cùng con khỉ trên người. Mặc kệ thế nào đi trước thử đang nói. Phía trước nghe qua Dương Nghị Vân cùng con khỉ cùng Chí Tôn Sơn tông môn quần thể tán tiên phía trước chém giết, lại cũng là trong lòng khiếp sợ. Đương nhiên bọn họ không có chính mắt lời nói, ở bọn họ mấy cái nghĩ đến, đồn đãi cùng chân tướng chi gian, chung quy là có khác biệt. Thương nghị một phen sau, 6 cái tán tiên chuẩn bị tiến lên đi thăm dò một chút Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. 3 cái lưu tại chỗ. 3 cái hướng về Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến. Đương 3 cái 6 chuyển tán tiên đi tới là lúc, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, trên người hắn thương thế không có Lục Nhĩ như vậy nghiêm trọng, ở lão nhân đoạt lấy mà đến khổng lồ linh khí tẩm bổ hạ, lại là khôi phục thất thất bát bát. Giây lát liền nhìn đến trong đó 3 cái 6 chuyển đỉnh tán tiên tới rồi hắn cùng Lục Nhĩ trước người, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, trong lòng nhiều ít có thể đoán được một ít bọn họ lại đây mục đích. Nói đến cùng còn không phải tưởng tiến vào lão nhân đạo tràng. Không nói đến lão nhân ở Chí Tôn trong cung đang ở đúc lại tiên thể, hắn không thể làm bất luận kẻ nào đi quấy rầy, liền tính là Lục Giáp kiếm cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần. Cứ việc lão nhân làm ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tiến đến mấy trăm tán tiên, nhưng Dương Nghị Vân giờ phút này không hề có lo lắng. Trừ bỏ 6 cái 6 chuyển đỉnh tán tiên, dư giả tán tiên hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn có thể ứng phó. Còn có Lục Giáp kiếm tồn tại chính là lớn nhất tự tin. Dương Nghị Vân biết có lẽ căn bản không dùng được hắn cùng Lục Nhĩ ra tay đi. Tại hạ tán tiên đảo tán tu Mai Thuyền, nhị vị đạo hữu có lễ. Đi tới 3 người chung một người nhìn qua tuổi chừng 60 lão giả ôm quyền. Trên thực tế người tu đạo bộ dạng chính là cái ngụy trang, nhìn qua tuổi chừng 60 lão giả, không chừng đã tu luyện nhiều ít năm. Mặt khác 2 người một nam một nữ nhìn qua như là một đôi trung niên vợ chồng. Diện mạo thường thường,
nhưng hai tròng mắt chung lại có tinh quang lập lòe. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, hắn lại không phải mới vào tu chân tay mơ, này có thể nhìn không ra bọn họ là tới thử. Bực này trường hợp hắn thấy nhiều. Kế tiếp kịch bản phát triển, tất nhiên là Hắc Mặt Đỏ cùng nhau sướng. Hỏi không ra muốn, hoặc là nói cảm giác hắn dễ khi dễ, liền sẽ trở mặt. Bất quá thời điểm Dương Nghị Vân nhưng không để bụng cái gì. Nhưng hắn cũng không phải ngang ngược người, nếu đối phương giảng lễ nghi, hắn cũng đi theo đi xuống dưới chính là, nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ trong hồ lô mua cái gì dược. Tu chân giới vân môn tiên cảnh Dương Nghị Vân gặp qua đạo hữu. Dương Nghị Vân đứng dậy lúc sau cũng ôm quyền đáp lễ. Nhưng lúc này Lục Nhĩ Mi hầu như cũ ở nhắm mắt điều tức, động cũng chưa động một chút. Ba người trông được đi lên là một đôi vợ chồng trung niên nhân, hừ lạnh một tiếng, nhìn Lục Nhĩ Mi hầu nói, hừ, vị này yêu tộc đạo hữu thật lớn cái giá. Ý tứ là chúng ta cùng ngươi chào hỏi, ngươi không để ý tới người, quá ngạo khí đi. Dương Nghị Vân khóe miệng cong cong dựng lên, hắn liền biết đối phương là Hắc Mặt Đỏ cùng nhau thượng. Quả nhiên như thế. Bất quá các người muốn diễn kịch, tiểu gia ta bồi chính là. Lập tức nói, vị đạo hữu này nhưng hiểu lầm, ta đại ca phía trước cùng nơi này ba cái tự xưng là cái gì chó má lão tổ tán tiên chém giết, đã chịu tới bị thương nặng, lúc này yêu cầu chữa thương tu dưỡng, chậm trễ. Dương Nghị Vân cố ý nói ra những lời này, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Quả nhiên những lời này vừa ra tới. Liền phát hiện đối diện ba cái tán tiên trên mặt thần sắc dao động lên. Mai Thuyền cùng trung niên vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái sau, bất động thần sắc nói, nga, thì ra là thế, đạo hữu sở giảng, tất nhiên là tán tiên đảo tông môn một phương tam đại lão tổ chín phong chân nhân, thông thiên thượng nhân cùng vạn linh chân quân, lại là không biết bọn họ ba người chính là tiến vào chí tôn trong cung. Dương Nghị Vân trong lòng cười hắc hắc, trên mặt lại là nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu nhàn nhạt nói. Không có, kia ba cái lão bất tử đừng chúng ta huynh đệ cấp giết. Hư hư thật thật gian, Dương Nghị Vân mặt không đỏ tâm không nhảy đem công lao ngăn ở chính mình cùng Lục Nhĩ Mi hầu trên người. Ngay sau đó ba người đều là chấn động, chín phong chân nhân ba cái đó là cái bọn họ giống nhau tu vi tồn tại, há có thể nói sát là có thể sát. Nhưng, cũng nhìn không ra Dương Nghị Vân lời nói là thật là giả. Lúc này nữ nhân cười lạnh nói, chê cười bằng các ngươi có thể chém giết sáu chuyển đỉnh tán tiên. Dương Nghị Vân cười lạnh, tin hay không tùy thích, cũng mặc kệ các ngươi đánh rắm, không có việc gì liền tránh ra, chúng ta còn muốn chữa thương, phía trước đại chiến chính là bị thương thực trọng a. Dương mỗ nhân kỳ thật lúc này rất hư, giữa những hàng chữ đều ở dụ dỗ ba cái tán tiên đối hắn cùng Lục Nhĩ ra tay, cố ý nói bọn họ bị thương thực trọng, đến lúc đó ba người phải đối phó hắn cùng Lục Nhĩ, lục giáp kiếm tất nhiên sẽ nhất kiếm chém bọn họ. Làm càn, lão nương xem tiểu tử ngươi là tìm chết. Nữ nhân giận dữ. Tiểu tử nói cho ta, chuôi này kiếm là chuyện như thế nào, tha cho ngươi bất tử. Trung niên nam nhân cũng ra tiếng. Kêu Mai Thuyền lão giả lúc này lại cũng nheo lại đôi mắt, bọn họ ba cái lại đây chính là tới thử, muốn biết rõ ràng bên kia kiếm cùng chí tôn cung phát sinh sự, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này thực xảo quyệt. Nếu mềm không thể thực hiện được, vậy thử xem ngạnh. Hắc hắc, chuôi này kiếm a, thật đúng là không phải ta. Như vậy cường đại kiếm ta nhưng không thực lực khống chế, không bỏ sao. Các ngươi tốt nhất đừng đánh chuôi này kiếm cùng chí tôn cung chủ ý, nếu không chỉ có một kết cục chết. Dương mỗ nhân cười hì hì nói xong, lại bổ sung nói, nga, đúng rồi, các ngươi càng không cần rình rập ta, bằng không chết càng mau, hắc hắc. Dương Nghị Vân một câu mang theo nghiền ngẫm, làm ba cái tán tiên sắc mặt đều thanh. Tiểu tử này thật lớn khẩu khí. Tiểu tử ngươi cho rằng ta chờ là dọa đại. Vẫn là nói ngươi như vậy chúng ta là có thể buông tha ngươi, chê cười, nếu ngươi không nói chí tôn cung phát sinh sự, bổn tọa bắt lấy ngươi siêu hồn làm theo có thể biết được muốn biết hết thảy. Lại là trung niên tán tiên trầm giọng mở miệng, dứt lời lúc sau lại là một bước bước ra đã hướng về Dương Nghị Vân mà đến. Mà hắn bên người nữ nhân, còn lại là đi theo, cùng kêu Mai Thuyền lão giả cố ý vô tình hướng về Lục Nhĩ Mi hầu vừa động. Thấy như vậy một màn, Dương Nghị Vân cười lạnh lên. Hắn đứng ở không nhúc nhích. Lục Nhĩ Mi hầu như cũ ngồi ở tại chỗ nhắm mắt tu dưỡng chung. Căn bản cũng không có đánh trả ứng đối ý tứ. Cái này làm cho ba cái tán tiên trong lòng ngược lại là nghi hoặc cùng nhau. Tiểu tử này cùng con khỉ là thực sự có sở dựa vào, vẫn là tự đại đến đối mặt bọn họ tam đại sáu chuyển đỉnh tán tiên đều không bỏ ở trong mắt. Nơi xa mặt khác ba cái tán tiên cùng hơn 200 danh tán tiên đồng dạng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mấy người.
đương mọi người xem đến Dương Nghị Vân đối mặt trung niên tán tiên ra tay, lại là cùng con khỉ một cái đứng một cái ngồi, không hề động thủ bộ dáng sau, một đám đều trong lòng kỳ quái lên. Tiểu tử này không phải là bị Cổ Một Sơn dọa ngu đi. Có tán tiên nói. Cổ Một Sơn liền nói trung niên nam tử. Không thích hợp, xem kia tiểu tử biểu tình căn bản liền không có bất luận cái gì dao động. Không sao, liền tính thực sự có cổ quái, Mai Thuyền cùng Cổ Một Sơn vợ chồng cũng có thể ứng phó. Nơi xa hai mặt khác ba cái sáu chuyển đỉnh tán tiên nghị luận. Bao gồm mặt khác tán tiên nhìn lại, Dương Nghị Vân đều như là ở tìm chết. Cổ Một Sơn ra tay cũng chưa thấy hắn có điều động tác, nhìn qua giống như là bị dọa choáng váng giống nhau. Mắt thấy Cổ Một Sơn ra tay một trưởng hướng về Dương Nghị Vân thiên linh gang tấc hết sức, dị biến phát sinh. Lại thấy Cổ Một Sơn cả người chấn động thân thể dừng hình ảnh giống nhau, đối với Dương Nghị Vân một trưởng đánh ra, mắt thấy liền phải dừng ở Dương Nghị Vân chán, nhưng lại trước sau không có rơi xuống đi. Lại vừa thấy chi gian Mai Thuyền cùng Cổ Một Sơn thê tử đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Ba người còn vẫn duy trì động thái tư thế, nhưng lại ở cũng không nhúc nhích mảy may. Không thích hợp. Có vấn đề. Đã xảy ra cái gì? Đây là nơi xa mặt khác tam đại tán tiên cùng những người khác cảm giác được không thích hợp. Lại thấy Cổ Một Sơn vợ chồng cùng Mai Thuyền đều như là bị định thân giống nhau. Ngay sau đó lại là làm tất cả mọi người sợ ngây người trong mắt. Mà ở một khắc trước, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng trong lòng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ chính là, lão nhân nếu để lại lục giáp nói kiếm bảo hộ hắn cùng lục nhĩ mi hầu, nói kiếm có linh, liền sẽ bảo hộ bọn họ hai cái. Cho nên đương Cổ Một Sơn ra tay thời điểm, Dương Nghị Vân động cũng chưa động một chút, hắn tin tưởng lục giáp kiếm sẽ chém đối hắn xâm phạm ba cái tán tiên. Chính là từ Cổ Một Sơn ra tay bắt đầu, đến Cổ Một Sơn một trưởng tia chớp hướng về hắn chán mà đến. Kém một lóng tay đầu liền phải dừng ở hắn trên đầu, lục giáp kiếm cũng chưa phản ứng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân ở Cổ Một Sơn khí thế cường đại dưới, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc này phòng ngự đều không kịp. Dương Nghị Vân trong lòng sốt ruột, chuẩn bị kêu hoa sen đen thời điểm, lại là nhìn đến Cổ Một Sơn bỗng nhiên cả người chấn động. Ngay lập tức công phu Dương Nghị Vân chỉ nhìn đến trước mắt bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó liền phát hiện Cổ Một Sơn gần kém một lóng tay đầu khoảng cách tay như ngừng lại trên đầu mình. Lại tiếp theo liền thấy được Cổ Một Sơn sửng sốt không thể tin tưởng, lắp bắp nói, này, đây là cái gì kiếm? Quả thật Cổ Một Sơn cảm nhận được kiếm khí. Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện ở Cổ Một Sơn giữa mày chỗ có nhàn nhạt thụy màu trắng quả nguyên ở phát ra. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân biết là lục giáp kiếm rốt cuộc ra tay. Hắn trong lòng một nhạc. Nhìn Cổ Một Sơn cường tự chấn định, dùng thực trang bức miệng lưỡi nói, đã sớm nhắc nhở các ngươi, đối ta động thủ chết càng mau, như thế nào còn không tin đâu. Hiện tại hảo, hết thảy kết thúc, đến nỗi là cái gì kiếm khí, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng lại có thể nói cho ngươi, giết ngươi chính là nói kiếm, nói ngươi khả năng cũng sẽ không biết, an tâm đi thôi. Khóe mắt dư quang nhìn lại, Mai Thuyền cùng cái kia trung niên nữ nhân giờ phút này đến gần rồi lục nhĩ mi hầu. Nhưng lại cũng đồng dạng dừng hình ảnh thân thể. Ngay sau đó ba cái tán tiên trên người thanh hồng bạch tam ánh sáng màu vựng bùng nổ, ba người thân thể tiếp theo liền dần dần trong suốt, lại vẫn là tiêu tán với vô hình, hoặc là nói hôi phi yên diệt. Mà giữa sân cũng ở thời điểm này hiện thân lục giáp nói kiếm, tả hữu hai sườn là thanh hồng vỏ kiếm. Dương Nghị Vân nội tâm không ngừng chấn động hâm mộ, lục giáp kiếm xuất kích, hắn thực vốn là không có thấy rõ ràng. Chờ đến nhìn đến lục giáp nói kiếm thời điểm, địch nhân đã sớm hôi phi yên diệt. Ở Dương Nghị Vân xem ra, lục giáp nói kiếm uy lực chi cường đại, quả thực tới rồi mơ hồ nông nỗi. Giết người cực nhanh vô hình vô tung. Vừa nhấc đầu nhìn về phía nơi xa mặt khác ba cái sáu chuyển tán tiên cùng hơn 200 danh tán tiên đều là một bộ gặp quỷ giống nhau biểu tình. Dương Nghị Vân trong lòng mừng rỡ, cho các ngươi này đó hỗn đản, dám đánh tiểu gia chủ ý. Thật khi cho rằng có thể nháy mắt hạ gục chính thật kim tiên sáu kiếm đạo kiếm là bài trí không thành. Đích xác đối với nơi xa mặt khác tam đại tán tiên cùng hơn 200 danh tán tiên tới giảng, vừa rồi kia một màn, quả thực chính là gặp quỷ giống nhau. Đường đường tam đại sáu chuyển đỉnh tam đại tán tiên không hề phản ứng dưới, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Bọn họ này đó lão quái vật cái nào không phải tu luyện mấy ngàn năm nhân vật, đều là nhân tinh, đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Lớn lớn bé bé chém giết không biết trải qua quá nhiều ít. Chính là như thế quỷ dị đáng sợ trường hợp vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nương Mai Thuyền cùng Cổ Một Sơn vợ chồng ba người hoàn toàn hóa thành cho tàn lúc sau,
này những lớn nhỏ tán tiên mới nhìn đến giữa sân xuất hiện một thanh kiếm một nam một nữ. Nhưng bất chính là Chí Tôn cung trước Huyền Phù kiếm sao? Hiển nhiên Mai Thuyền ba người là chết ở thanh kiếm này hạ. Nhưng mà làm cho bọn họ sau lưng phát lạnh chính là, căn bản liền không có thấy rõ cổ kiếm là như thế nào ra tay chém giết Mai Thuyền ba người. Hơn nữa ở bọn họ trong mắt Dương Nghị Vân cùng con khỉ căn bản liền không có động qua tay. Nhưng cổ kiếm đi là chính mình động lên. Ngay sau đó lại thấy Bạch Ngọc cổ kiếm bạch quang chợt lóe lại lần nữa bay đến Chí Tôn cung trước đại môn, mà thân xuyên cô gái trẻ cùng thanh y nam nữ còn lại là theo sát sau đó, thanh hồng quang vựng chợt lóe hóa thành một cái vỏ kiếm, ngay sau đó cổ kiếm trực tiếp trở vào bao. T. Rất nhiều người hít hà một hơi. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, người còn có thể biến thành vỏ kiếm trường hợp, hoặc là nói, thanh hồng y sam tuổi trẻ nam nữ căn bản liền không phải người, mà là khí hồn. Chuyên môn dùng để chịu tải bạch ngọc cổ kiếm vỏ kiếm. Này rốt cuộc là cái dạng gì kiếm? Là cái gì cấp bậc cái gì trình tự kiếm? Quỷ dị, cường hãn, thần bí. Trong lúc nhất thời sở hữu tán tiên đều đừng chấn động. Đại gia cũng đều xem như thấy rõ, cổ kiếm ở bảo hộ Chí Tôn cung đại môn, cũng ở bảo hộ Dương Nghị Vân cùng con khỉ. Tuy rằng không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì lai lịch kiếm, nhưng có một cái chung nhận thức ở sở hữu tán tiên đáy lòng xông ra. Đó chính là Chí Tôn cung không thể bước vào, Dương Nghị Vân cùng con khỉ không thể động, nếu không cùng người có thể loại kém cổ kiếm chi uy. Vèo 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 vèo. Liền ở mọi người tán tiên chấn động ngây người thời điểm, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Chí Tôn trên quảng trường. Một đám yêu khí tận trời. Hoang dã yêu tộc. Giữa sân còn dư lại tam đại sáu chuyển đỉnh tán tiên chi nhất ánh mắt dừng ở bốn người trên người ra tiếng. Trồn đen, cuồng sư, bạc điêu, hồng đầu ngô. Nơi này là Chí Tôn Sơn chúng ta tộc địa giới, các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Dư lại tam đại tán tiên, chính là hai đại một tiểu, một cái đầu bạc lão ông, một thanh niên, một cái yêu dị nữ tử. Phân biệt là Đơn Hùng Tinh, Đoạn Niên Hoa, Thái Con Cá ba người. Giờ phút này Đơn Hùng Tinh cùng Đồ Ăn Con Cá nhìn đến bốn gã đại yêu hậu ra tiếng, trên mặt cũng có đề phòng chi sắc. Ha ha ha, chê cười. Các ngươi như thế nào không nói toàn bộ tán tiên đảo đều là các ngươi nhân tộc. Chí Tôn Sơn thiên địa dị tượng, có thiên tài địa bảo ra xuất thế, ai cướp được là của ai, các ngươi mấy cái quản quá rộng, gì các ngươi tán tu không phải có sáu cá nhân sao, mặt khác ba cái đâu. Nga, ta hiểu được có phải hay không đã tiến vào Chí Tôn cung, Trồn Đen, Bạc Điêu, Hồng Đầu Ngô, ta nói cho các ngươi nhanh lên không nghe ta, nhìn xem bị người nhanh chân đến trước, nhanh lên, chúng ta chạy nhanh đi vào. Nói chuyện chính là cuồng sư, hóa hình lúc sau như cũ là cái cuồng dã hào phóng đại hán, nói chuyện làm việc cũng đều bất quá đầu óc tính cách. Dứt lời lúc sau, vô cùng lo lắng liền phải hướng về Chí Tôn cung đi đến. Mà giờ phút này tán tu trung đại tam tán tiên trong mắt chuyển động không nói chuyện, bọn họ một phương vừa mới đã chết ba cái, hiện tại lại xuất hiện bốn cái hoang dã đại yêu, ước gì mấy cái không biết sống chết nhiệt xúc đi lên chịu chết. Bọn họ cùng này bốn cái hoang dã đại yêu tự nhiên đều là quen biết, lẫn nhau chi gian cũng đều không đối phó, chẳng qua thực lực không sai biệt nhiều, tình hình chung đều là nước sông không phạm nước giếng. Nơi xa Dương Nghị Vân cũng thấy được bốn cái yêu tộc, nghe được yêu tộc nói chuyện, hắn cười ngâm ngâm nhìn, nhìn tên kia thô cuồng đại hán hướng về Chí Tôn cung mà đi. Chí Tôn Sơn có thể tới yêu tộc cũng có chút ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước, bất quá ngẫm lại lão nhân làm ra lớn như vậy động tĩnh, hắn cũng liền bình thường trở lại. Sỏ xuyên qua phía chân trời tiên lực, phỏng chừng ở tán tiên đảo bất luận cái gì một góc đều có thể nhìn đến, hơn nữa tán tiên đảo bốn phương tám hướng thiên địa linh khí hội tụ hướng Chí Tôn Sơn, tưởng không đưa tới cao thủ đều khó. Mà xuất hiện ở đây trung tứ đại yêu tộc, thực hiển nhiên là cao thủ. Có thể cùng sáu chuyển đỉnh tán tiên không hề cố kỵ đối thoại, hẳn là chính là cùng cái cấp bậc tồn tại. Dương Nghị Vân cũng nghe tới rồi đầu bạc lão ông Đơn Hùng Tinh phía trước nói chuyện, cái gì Trồn Đen, cuồng sư, bạc điêu, hồng đầu ngô tứ đại yêu, đều là xuất từ tán tiên đảo hoang dã. Xem ý tứ cũng đều không phải người lương thiện. Mà cái kia kêu cuồng sư tráng hán, nhìn qua đảo thật như là một cái mãng hán, nói chuyện chung liền hướng về Chí Tôn cung đi đến, hơn nữa ánh mắt mạo lửa nóng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Huyền Phù ở Chí Tôn cung trước đại môn lục giáp kiếm, xem như vậy tựa hồ là muốn cướp đoạt. Điểm này làm Dương Nghị Vân sai, thật không biết cái này đại hán là thật khờ, vẫn là giả làm ra vẻ. Bất quá hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở, hiện tại tới gần qua đi, sẽ bị lục giáp kiếm cấp nhất kiếm chảm rớt. Nhân tộc ba cái tán tiên Đơn Hùng Tinh, Đoạn Niên Hoa,
tam con cá cũng không có phải nhắc nhở ý tứ, hiển nhiên cũng tồn tại âm nhân ý tưởng. Bất quá đối phương tùy là yêu tộc, nhưng lại ở bốn người chung có minh bạch người tồn tại. Chỉ thấy một thân hắc y yêu diễm nữ tử, cũng chính là phía trước đơn hùng tinh trong miệng ngân hồ nữ tử mở miệng nói, cuồng sư trở về, tiểu tâm có trá. Gọi là cuồng sư yêu tộc đại hán nghe được hắc y nữ tử trồn đen kêu gọi, dừng bước chân, nhưng cũng không đi trở về tới, mà là xoay đầu ồm ồm nói, có thể có cái gì trá. Đãi ta đi trước lấy chuôi này bảo kiếm tới, nhân tộc không bản lĩnh lấy kiếm, ta tới lấy. Lúc này yêu tộc một phương kêu bạc điêu lạnh lùng thanh niên đối với cuồng sư mở miệng nói, ngu xuẩn, trồn đen tỉ tỉ làm ngươi trở về liền trở về, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều, chuôi này kiếm hơi thở vượt quá tìm siêu, há có thể như vậy hảo lấy. Nếu có thể dễ dàng như vậy, này đó nhân tộc tán tiên thêm lên hơn 200 hào, đã sớm bắt lấy, còn có thể chờ để lại cho ta chúng ta không thành. Ách cuồng sư nghe bạc điêu nói chuyện ngây người, nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý. Cũng không có để ý bạc điêu mắng hắn xuẩn, mở miệng nói, kia. Ta liền nghe trồn đen tỉ tỉ. Nói xong lại là lui trở về. Trồn đen đại tỉ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Giờ phút này vẫn luôn không nói gì, đầy đầu màu đỏ tóc một người thiếu niên mở miệng hỏi trồn đen. Tên này thiếu niên nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi, lời nói không tật xấu, nhưng lại tổng cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hắn chính là hồng đầu ngô, bản thể chính là một đầu con rết. Đầu là màu đỏ, cho nên tu luyện hóa hình sau liền cho chính mình đặt tên hồng đầu ngô. Từ từ xem lại nói, nhìn qua nơi này có thực cổ quái, chờ chúng ta yêu tộc Nhi Lang đã đến ở làm tính toán, nơi này dù sao cũng là nhân tộc chí tôn cung, trong lời đồn thiên tà chí tôn đạo tràng. Nếu là thực sự có như vậy hảo đi vào, này đó tán tiên đã sớm đi vào, không đến mức tránh ở quảng trường bên cạnh, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy không khí có cường đại vô cùng chiến đấu tàn lưu sao? Thậm chí còn có nhân tộc mặt khác mấy đại tán tiên lão tổ hơi thở, chúng ta đều cùng mấy lão già kia nhận thức, bọn họ hơi thở sẽ không sai. Nhưng kỳ quái chính là trong không khí có tàn lưu nguyên thần hơi thở, hơn nữa có tử vong hương vị, đang xem quảng trường, tảng lớn bạch ngọc mặt đất hóa thành cho tàn, nhìn qua hoàn toàn chính là bị cường hãn lực lượng phá hủy mà làm, còn có bên kia. Các ngươi nhìn xem là ai? Trồn đen nói chuyện chung ánh mắt nhìn về phía quảng trường một góc. Đúng là Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nơi. Kia chẳng phải là cá nhân, gì ở người kia tộc phía sau là cái kia sát tinh a, như thế nào hắn cũng tại đây. Cuồng sư trước tiên nhìn lại, thấy được Dương Nghị Vân, lại vừa thấy được Dương Nghị Vân phía sau như cũ ở đà tọa tu dưỡng Lục Nhĩ Mi Hầu. Thật đúng là cái kia sát tinh, oan ra ngõ hẹp, lần này cũng không thể buông tha kia bát con khỉ. Bạc Điêu trừng khởi mắt ưng nói. Đúng vậy. Trồn đen tỉ tỉ lần này không thể buông tha chết con khỉ. Hồng đầu ngô cũng cắn răng nói. Trồn đen điểm điểm nói, đích xác không thể buông tha chết con khỉ. Mấy năm nay hắn tai họa chúng ta bốn người chướng mục cũng nên thanh toán. Chí tôn cung bên này trước mặc kệ, chúng ta xem nhân tộc hành sự, hãy đi trước gặp kia chỉ đáng giận bát hầu đang nói. Hoang dã tứ đại yêu, nói lên Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm một đám đều là cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, càng không được đem con khỉ nghiền xương thành cho. Hồi tưởng khởi cùng con khỉ chi gian ân oán, lời nói tự ước chừng hơn 400 năm trước nói lên. Khi đó bọn họ bốn người ở tán tiên đảo hoang dã, chính là tuyệt đối vương giả, xưng vương xưng bá, thống trị hoang dã lớn nhỏ yêu tu, sử dụng muôn vàn hoang dã chim bay cá nhảy, khai thác mỏ đào tiên thạch, vơ vét hoang dã thiên tài địa bảo tu luyện, cực kỳ khoái hoạt. Nhưng lại ở hơn 400 năm trước, hoang dã đột nhiên tới vẫn luôn con khỉ, chính là trong tầm mắt này chỉ đáng giận bát hầu. Khi đó này chỉ chết con khỉ thực lực còn không tính cường đại, vừa xuất hiện liền cướp đoạt bọn họ tứ đại yêu thủ hạ thiên tài địa bảo. Bắt đầu thời điểm tứ đại yêu còn không có đem vẫn luôn con khỉ để vào mắt, nhưng thời gian dài con khỉ lại là càng ngày càng quá mức, đưa bọn họ bốn cái đại yêu thủ hạ đều cướp sạch một cái biến. Phải biết rằng cướp sạch bọn họ cấp dưới lớn nhỏ yêu tu chính là cướp sạch bọn họ tứ đại yêu a, bởi vì bọn họ chính là dựa vào thủ hạ những cái đó yêu tu thượng cống tài nguyên ở chống đỡ tu luyện. Đối với tu luyện sinh linh tới nói, tương đương với là đoạn người tài lộ nhập giết người cha mẹ đại thù. Vì cái gì? Bởi vì ngươi con khỉ đoạn người tới ra tu luyện tài nguyên, chẳng phải là đoạn nhân ra tu luyện đại đạo. Lúc sau tứ đại yêu liền thay phiên ra tay. Nhưng là không nghĩ tới kia con khỉ bản lĩnh không nhỏ, rõ ràng thực lực không có bọn họ cường đại, nhưng lại mỗi lần đều có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu. Như thế cùng con khỉ phía trước dài đến hơn 400 năm chấp nhất cảnh giới bắt đầu rồi.
Từ bắt đầu con khỉ đánh không lại bọn họ chung bất luận cái gì một cái, đến sau lại bọn họ bất luận cái gì một cái kia con khỉ không có cách, ngược lại là bị con khỉ từng cái hoặc minh hoặc ám lẻn vào bọn họ động phủ đem nhiều năm tích lũy tu luyện tài nguyên cướp sạch không còn, tứ đại yêu động phủ không có một cái buông tha. Cuối cùng tứ đại muốn liên hợp lại đối phó con khỉ, hơn nữa phát động sở hữu lực lượng toàn bộ hoang dã đuổi giết con khỉ. Kết quả đâu, ở hơn trăm năm con khỉ hoàn toàn biến mất không thấy, không ở xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở Chí Tôn Sơn thấy được này con khỉ. Cho nên nói là oan gia ngõ hẹp, lần này tứ đại yêu nghĩ tuyệt đối không thể buông tha con khỉ, đoạt người tài vật, quả thực là thâm cừu đại hận, sinh tử chi thù, phải biết rằng bọn họ tứ đại yêu tích lũy tiên thạch đều bị con khỉ cướp sạch. Cùng con khỉ trong chiến đấu đơn đối đơn, thậm chí là sau lại hai đối một, ba đối một con khỉ đều có thể ứng đối, hơn nữa mỗi lần không địch lại thời điểm, tổng có thể toàn thân mà lui. Chỉ có bọn họ bốn cái liên hợp ở bên nhau thời điểm, con khỉ tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trối chết. Ở tứ đại yêu xem ra, này chỉ đáng giận con khỉ quả thực chính là cái biến thái, ngắn ngủn 300-400 năm thời gian chung, chết con khỉ cơ hồ thực lực mỗi ngày hàng năm ở nhanh chóng tăng trưởng. Trồn đen híp mắt nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu, đối thứ ba đại yêu đạo, đi thôi, qua đi, chết con khỉ tựa hồ bị thương nặng, ở chữa thương chung, lần này thật là trời cao ở trợ giúp chúng ta báo thù. Thừa hắn bệnh muốn hắn mệnh, cướp sạch chúng ta toàn bộ thiên tài địa bảo, lão nương muốn cho này chỉ đáng giận con khỉ dùng mệnh tới hoàn lại. Đi! Tứ đại yêu tức khắc hướng về Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai người đi đến, đương nhiên chuẩn xác mà nói là hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu một cái đi, đến nỗi Dương Nghị Vân ở bọn họ tứ đại yêu trong mắt chính là cá nhân tộc người tu chân, nho nhỏ phi thăng cảnh, bọn họ căn bản liền không đặt ở trong mắt. Dương Nghị Vân cũng thấy được tứ đại yêu hướng về hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới, hơn nữa nhìn qua bốn cái đại yêu, trong ánh mắt đều ở thiêu đốt phẫn nộ lửa lớn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu trên người, cái này làm cho Dương Nghị Vân phi thường buồn bực. Chẳng lẽ Lục Nhĩ đại ca cùng này bốn cái đại yêu có thủ oán? Không nên đều là yêu tộc hẳn là bằng hữu mới đúng, như thế nào bốn cái đại yêu đi ở dùng thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Nhĩ đại ca đâu? Giờ phút này nhân tộc tam đại tán tu lão tổ Đơn Hùng Tinh, Đoạn Niên Hoa cùng Thái Con Cá cũng phát hiện tứ đại yêu thẳng lăng lăng đi hướng Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ, ba người đối diện, tựa hồ có trò hay nhìn. Này ba cái lão gia hỏa chính là biết tưởng động Dương Nghị Vân cùng kia con khỉ, chuôi này cổ kiếm sẽ muốn mệnh, dù sao là hoang dã yêu tộc, mặc kệ nó, không nhắc nhở bọn họ, tốt nhất hai bên chó cắn chó. Chết con khỉ oan ra ngõ hẹp a. Lần này xem ngươi trốn hướng nơi nào. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lão nương hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tứ đại yêu thực mau tới rồi Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt một đám âm trầm mắng. Dương Nghị Vân vốn đang muốn hỏi thượng vừa hỏi bốn cái đại yêu, chính là cư nhiên phát hiện bốn cái đại yêu từ đầu đến cuối đều làm lơ giả hắn, cái này làm cho hắn trong lòng lão buồn bực. Mẹ nó khinh thường tiểu gia a. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu mở hai mắt, nhàn nhạt nhìn tứ đại yêu. Dương Nghị Vân nhìn không được mở miệng hỏi, Lục Nhĩ đại ca ngươi cùng bọn họ có thủ oán? Lục Nhĩ gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Dương Nghị Vân hỏi lại, cái gì thù a? Ta xem bọn họ đều phải ăn ngươi mới hả giận bộ dáng. Lần này Lục Nhĩ mở miệng, ta cướp sạch quá bọn họ bốn cái động phủ. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt trả lời, Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước Ong Tiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời từ Lam Tâm Hoa Viên nơi nào sống lại ra tới, hai người tu vi thực lực giống nhau, nhưng mấy trăm năm sau, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn so Ong Tiên cường đại hơn nhiều. Nguyên lai là cướp sạch bốn cái đại yêu động phủ. Kia chính là nhìn qua cùng nhân tộc sáu chuyển đỉnh tán tiên giống nhau tồn tại a. Nhìn dáng vẻ vị này đại ca cướp sạch bọn họ bốn cái thời gian cũng không ngắn. Ở trước kia Dương Nghị Vân tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt đối không có hiện tại thực lực. Nhưng, không có hiện tại thực lực phía trước, liền dám đi cướp bóc bằng nhau với sáu chuyển đỉnh tán tiên thực lực đại yêu, hơn nữa một cướp bóc vẫn là bốn cái. Này phân lá gan. Dương Nghị Vân chỉ có thể nói một câu, gan thật phì. Cũng là đánh tâm nhãn bội phục Lục Nhĩ. Cũng rốt cuộc biết Lục Nhĩ thực lực nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân. Nói giỡn. Cướp bóc tứ đại tương đương với tán tiên lão tổ cấp bậc đại yêu thiên tài địa bảo đi tăng lên chính mình tu vi thực lực, có thể không đề cập tới thăng mau sao. Hắn đã sớm nghe nói qua ở tán tiên đảo hoang dã địa vực có tiên thạch mạch khoáng, tứ đại yêu thực rõ ràng là lão tổ cấp bậc nhân vật,
bọn họ trong động phủ tất nhiên sẽ có tiên thạch tồn tại, sẽ có đại lượng thiên tài địa bảo tồn tại. Lục Nhĩ Mi Hầu đi đánh cướp tứ đại yêu, cũng thật là cái trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi hảo biện pháp. Nhưng duy nhất một chút chính là gan quá phì. Nhưng Dương Nghị Vân đang ngẫm lại Lục Nhĩ Mi Hầu tính cách, tựa hồ cũng là đương nhiên. Này con khỉ trừ bỏ giảng nghĩa khí trọng hứa hẹn ở ngoài, cũng là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Cho nên cướp bóc tứ đại yêu, cũng liền nói quá khứ. Hơn nữa ở Dương Nghị Vân xem ra, ở toàn bộ tán tiên đảo sợ là cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu dám làm như thế. Bởi vì hắn kiếp trước chính là tiên giới tiên vương cấp bậc, cho dù là trùng tu sống lại, cũng như cũng là tiên vương cảnh giới, chẳng qua tu vi muốn từ cấp thấp bắt đầu tu luyện dựng lên, có cường đại tiên vương cảnh giới ở, chỉ cần có thiên tài địa bảo là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Hơn nữa có tiên vương cảnh giới ở, sẽ có tiên vương chi tâm ở, thay đổi một chút góc độ, một cái tiên vương tâm thái người, Nga không đối là hầu, còn sẽ để ý bốn cái tương đương với sáu chuyển tán tiên yêu tu sao? Đáp án là rõ ràng, tự nhiên không để bụng. Dương Nghị Vân cùng con khỉ đối thoại, đối diện tứ đại yêu tự nhiên cũng nghe tới rồi, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu thực quang côn nói ra cướp sạch bọn họ nói, tứ đại yêu cảm giác đã chịu thật lớn vũ nhục. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu không đem ngươi cái này bắt hầu băm, ta trở thề không vì yêu, oa nha nha, lão tử nhìn không được. Tính cách táo bạo cuồng sư kêu to lên, liền phải đối Lục Nhĩ Mi Hầu động thủ. Bất quá lúc này lại là phía chân trời phía trên đầu tiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa ầm vang thanh, cái này làm cho cuồng sư theo bản năng ngừng lại. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cùng con khỉ, tất cả mọi người bị phía chân trời phía trên truyền đến này một tiếng ầm vang cấp kinh tới rồi. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mà đi. Giờ phút này chí tôn trong cung đối với tiên lực đoạt lấy còn ở tiếp tục. Nhưng ở phía chân trời phía trên cái kia phá vỡ ngũ sắc đại động chỗ, lại là rung chuyển lên, thoạt nhìn muốn sắp đóng cửa bộ dáng. Đoạt lấy tiên lực cột sáng cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ tùy thời đều có thể gián đoạn giống nhau. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn, trong lòng căng thẳng, hắn biết lão nhân ở chí tôn cung đoạt lấy tiên giới tiên lực là ở đúc lại tiên thể, lúc này nếu là tiên lực gián đoạn, chẳng phải là quấy rầy lão nhân đúc lại tiên thể. Thực hiển nhiên là tiên giới bên kia xảy ra vấn đề. Nhưng Dương Nghị Vân ngẫm lại đây cũng là tất nhiên kết quả, lão nhân làm ra lớn như vậy động tĩnh, trực tiếp tại hạ giới phá khai rồi tiên môn đoạt lấy tiên giới tiên lực, bản thân chính là một loại nghịch thiên hành vi, nếu là tiên giới kia đầu không động tĩnh mới là việc lạ. Liên tính là hấp thu tán tiên đảo thiên địa linh khí, cũng là hấp dẫn tới rất nhiều tán tiên, huống chi là tiên giới. Này đó tiên giới có can thiệp, Dương Nghị Vân thực lo lắng lão nhân. Mắt thấy sỏ xuyên qua thiên địa tiên lực ở vặn vẹo. Phía chân trời phía trên năm màu môn hộ bắt đầu co rút lại lên, Dương Nghị Vân tâm đều đi theo chiều chiều. Bất quá, đúng lúc này chỉ nghe thấy chí tôn trong cung vang lên một tiếng hừ lạnh. Hừ, thanh như tiếng sấm giống nhau, Dương Nghị Vân lại là nghe được ra tới, đây là lão nhân thanh âm. Ngay sau đó Dương Nghị Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lại là một tiếng kiếm minh vang lên. Ong, chỉ thấy lục giáp kiếm ra khỏi vỏ, thanh hồng vỏ kiếm. Cũng hóa thành đỏ lên một thanh lưỡng đạo quang mang cùng với ở lục giáp kiếm tả hữu phóng lên cao, thẳng thượng tận trời mà đi. Oanh! Răng rắc! Trong giây lát chỉ thấy lục giáp kiếm bay đến phía chân trời ngũ sắc đại động bộc phát ra vạn trượng quang mang. Toàn bộ phía chân trời đều ở vang vọng tiếng sấm tiếng gầm rú. Thực hiển nhiên là lão nhân làm lục giáp kiếm đi giải quyết tiên giới môn hộ đóng cửa vấn đề. Thùng nước thô tráng tiên lực vầng sáng lại lần nữa ổn định xuống dưới, đoạt lấy tiếp tục. Chẳng qua lục giáp kiếm lại là dừng lại ở tiên giới môn hộ địa phương, không ngừng ở bùng nổ vạn trượng quang mang. Tất nhiên là đứng vững tiên giới lực lượng. Thoạt nhìn một chốc hạ không tới, lục giáp kiếm phải cho lão nhân tranh thủ thời gian. Lúc này, bên kia nhân tộc ba cái tán tu lão tổ mắt sáng rực lên. Bọn họ cũng coi như là xem minh bạch, tiên giới môn hộ xảy ra vấn đề, chuôi này quỷ dị cổ kiếm bị bám trụ. Cổ kiếm bị bám trụ. Như vậy Dương Nghị Vân kia tiểu tử cùng con khỉ lại là đã không có che chở đi. Cái này xem các ngươi chết như thế nào. Phía trước một chỗ chẳng khiến cho bọn họ tổn thất ba đồng bạn, nhưng lại bách với chuôi này cổ kiếm chi uy không dám động, lúc này quỷ dị kiếm thoát không khai thân, Dương Nghị Vân cùng con khỉ liền ở tam đại tán tu lão tổ trong mắt không uy hát yêu ta. Đơn huynh, chúng ta có phải hay không qua đi giết kia tiểu tử? Đoạn Niên Hoa nói. Ha ha, tạm thời không cần. Tứ đại yêu tộc thoạt nhìn,
sẽ không bỏ qua Dương Nghị Vân cùng kia con khỉ, nếu hiện tại chuôi này cổ kiếm bay lên phía chân trời, Chí Tôn Cung đại môn không có chướng ngại vật, ta chờ sao không tiến vào Chí Tôn Cung đi xem đâu. Đơn Hùng Tinh cười tủm tỉm nói. Thái con cá lại vẫn là có chút lo lắng mở miệng nói, này. Sợ là không ổn đi, vừa mới cái kia thanh âm chính là từ Chí Tôn trong cung truyền đến, có thể có thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ tiên giới đoạt lấy như thế cuồn cuộn tiên lực xuống dưới, người nọ. Tất nhiên không phải bình thường hạng người, sợ cũng không phải ta chờ có thể lây dính đi. Không sao, xem tiên lực cùng toàn bộ tán tiên đảo lực lượng đều bị đoạt lấy tiến vào Chí Tôn cung, nghĩ đến bên trong người tất nhiên là ở tu luyện cũng hoặc là làm cái gì đại sự, hắn sẽ không có thời gian để ý tới ta chờ. Chúng ta đi vào lúc sau không trêu chọc hắn, chỉ tìm kiếm ngang nhau hữu dụng chi vật là được. Đơn Hùng Tinh phân tích nói. Nghe ngươi như vậy vừa nói, còn thật có khả năng, không tồi, chúng ta tiên tiến nhập Chí Tôn cung có thể, Dương Nghị Vân cùng kia con khỉ, hiển nhiên sẽ bị tứ đại yêu cấp xử lý, cũng tỉnh chúng ta sự. Thiên đại thù hận cũng so ra kém Chí Tôn cung có thiên tà Chí Tôn độ kiếp bí pháp quan trọng, này Chí Tôn cung tồn tại không biết nhiều ít năm, trước nay cũng không có mở ra quá. Hiện giờ đại trận phá, này đối ta chờ là đại cơ duyên, mau mau vào đi thôi. Đoạn Niên Hoa đang nói chuyện thời điểm, lại vẫn là ánh mắt ở tỏa ánh sáng. Đối bọn họ này đó tán tiên tới nói, Chí Tôn cung dụ hoặc so bất luận cái gì sự đều đại. Trước mắt cơ hội khó được, nếu là chảo không được, bọn họ sẽ hối hận chết. Đi! Dứt lời ba người vèo 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 nhích người nhằm phía Chí Tôn cung đại môn. Mà bên kia Dương Nghị Vân đã sớm nghĩ tới ba cái lão bất tử sẽ tiến vào Chí Tôn cung đi, nhà mình lão nhân còn ở bên trong đúc lại thiên thể, tình huống không rõ, Lục Giáp kiếm cũng đi phía chân trời ứng phó tiên giới lực lượng, hắn cái này làm đồ đệ, bực này thời điểm cho dù là chết, cũng không thể làm người quấy rầy lão nhân đúc lại thiên thể, cũng thời điểm vì lão nhân làm điểm sự. Soát. Dương Nghị Vân ở Đơn Hùng Tinh tam đại tán tiên nhích người thời điểm lắc mình, đồng thời đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ đại ca nơi này trước giao cho ngươi. Lục Nhĩ thực lực tu vi, Dương Nghị Vân rõ ràng, chém giết tứ đại yêu khó khăn rất lớn, nhưng bám trụ tứ đại yêu một đoạn thời gian không thành vấn đề. Ngươi thả đi, nơi này không cần lo lắng. Lục Nhĩ trước sau nhìn chằm chằm mười mấy mét ở ngoài tứ đại yêu, đối mặt tứ đại yêu bốn cái lão đối thủ, hắn biết rõ thực lực của bọn họ. Mà tứ đại yêu từ lúc bắt đầu liền không có đem nhìn qua chỉ có phi thăng cảnh Dương Nghị Vân trở thành một mâm đồ ăn. Dương Nghị Vân rời đi cũng không có ngăn cản. Huống hồ tứ đại yêu cũng không phải ngốc tử, đồng dạng nhìn ra tam đại tán tiên muốn đánh đến Tôn cung chủ ý, đối với Chí Tôn cung bọn họ bốn cái cũng tưởng đi vào, có này nhân tộc tiểu tử đi trước bám trụ người khác tam đại tán tiên đi vào, bọn họ bốn cái cũng vui nhìn đến. Trước mắt trước giải quyết cùng này chỉ chết con khỉ chi gian ân oán lại nói. Sát! Giống giống! Trồn đen ra lệnh một tiếng tứ đại yêu nhằm phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Ầm ầm ầm, nháy mắt Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tứ đại yêu chiến ở cùng nhau, đánh nhau bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng động. Đến nỗi Dương Nghị Vân ở lắc mình thời điểm cũng đã câu thông tới rồi hoa sen đen, đối mặt ba cái sáu chuyển đỉnh tán tiên lão tổ, không có hoa sen đen lực lượng hỗ trợ, hắn không đối phó được. Mà có hoa sen đen lực lượng, hắn thậm chí đều có tin tưởng chém giết tam đại tán tiên, điểm này phía trước ở chín phong chờ ba cái tán tiên trên người đã được đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Bát hoang về một, chảm. Một đạo kiếm quang ở Đơn Hùng Tinh tam đại tán tiên trước mặt chém ra, cắt đứt bọn họ nhằm phía Chí Tôn cung đường đi. Không tốt, mau tránh tránh, tiểu tử này thực lực không phải đơn giản phi thăng cảnh. Dương Nghị Vân nhất kiếm chém ra đi, Đơn Hùng Tinh ba cái sắc mặt đương trường liền thay đổi, cường đại kiếm khí lực lượng, cư nhiên làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Từ lúc bắt đầu, mặc kệ là Đơn Hùng Tinh ba cái, cũng hoặc là tứ đại yêu. Cũng chưa giải thích trên mặt nhìn qua tu vi ở phi thăng cảnh Dương Nghị Vân quá nhiều để ở trong lòng. Lúc này chờ Dương Nghị Vân vừa ra tay, bọn họ liền biết khinh thường Dương Nghị Vân. Không cần Đơn Hùng Tinh nhắc nhở, Đoạn Niên Hoa cùng Thái Con Cá cũng cảm nhận được Dương Nghị Vân này nhất kiếm chi uy. Ba người bỗng nhiên pháp lực, đối với Dương Nghị Vân nhất kiếm bùng nổ phản kích, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Ầm vang, tam đại sáu chuyển đỉnh hợp lực dưới, chắn Dương Nghị Vân nhất kiếm. Đồng thời làm cho bọn họ triệt thoái phía sau, tránh đi Dương Nghị Vân nhất kiếm mũi nhọn. Một tiếng ầm vang chung, Chí Tôn cung trên quảng trường bị Dương Nghị Vân nhất kiếm bổ ra một cái hơn 20 mễ cái khe. Giờ phút này Dương Nghị Vân vừa lúc phi dừng ở Chí Tôn cung trước, mà tam đại tán tiên còn lại là ở cái khe đối diện. Xin khuyên ba vị đừng quá này cái khe,
nếu không đừng trách ta Dương Nghị Vân băm các ngươi, Chí Tôn Cung không có gì đồ vật cho các ngươi. Dương Mỗ Nhân rút kiếm với Tam Đại Tán Tiên cách 20 mét lớn lên cái khe kêu gọi. Tam Đại Tán Tiên sắc mặt xanh mét, nhìn Dương Nghị Vân bọn họ ba người trong ánh mắt lại là khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới tiểu tử này thực lực thế nhưng như thế cường đại, ẩn ẩn so với thực lực của bọn họ còn mạnh hơn quá một bậc. Thái con cá đối đơn hùng tinh cùng Đoạn Niên Hoa truyền âm nói, nhị vị làm sao bây giờ? Tiểu tử này không nghĩ tới là cái ngạnh điểm tử. Hừ, sợ cái gì, hắn chính là một người, so với chúng ta thực lực cường cũng hữu hạn, đơn đả độc đấu có lẽ chúng ta chung bất luận cái gì một người đều phải tránh đi mũi nhọn, nhưng nếu là chúng ta ba người liên thủ, còn có thể bắt không được tiểu tử này, thật tốt, kết trận cùng nhau thượng. Đơn hùng tin truyền âm trả lời. Ầm 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 oanh. Lúc này từng tiếng ầm vang ở ba người phía sau vang lên. Tam đại tán tiên vừa thấy, lại là tứ đại yêu cùng kia con khỉ đánh nhau tới rồi bọn họ phía sau. Nhìn qua con khỉ bị tứ đại yêu hợp lực chém giết, ở vào hạ phong, cũng thoạt nhìn là tứ đại yêu cố ý vô tình đem đánh nhau chiến trường lan đến gần nơi này. Đơn hùng tinh ba cái tán tiên không khỏi lan đến, thoáng tránh ra địa phương. Ngay sau đó lại là con khỉ cùng tứ đại yêu bỗng nhiên đối đánh, hai bên tách ra. Vừa lúc con khỉ lướt qua cái khe cùng Dương Nghị Vân đứng ở cùng nhau, mà tứ đại yêu còn lại là cũng dừng lại, cùng bọn họ ba cái tán tiên đứng ở cùng trục hoành thượng. Giờ phút này hai bên như là cách ngạn nhìn xa. Trên thực tế bọn họ trước mặt cái khe, độ rộng cũng liền 3 mét dài chừng hơn 20 mễ, nghĩ tới đi một cái lắc mình chuyện này. Nhưng mấu chốt là hiện tại tứ đại yêu cư nhiên cùng con khỉ chiến trường cũng tới rồi nơi này. Điểm này kỳ thật đơn hùng tinh ba người rõ ràng, là tứ đại yêu cố ý vì này, không nghĩ làm cho bọn họ ba cái tán tiên tiến vào Chí Tôn Cung đi, đồng dạng đơn hùng tinh ba người minh bạch bốn cái đại yêu cũng tưởng tiến vào Chí Tôn Cung đi. Nghĩ đến đây đơn hùng tinh nheo lại mắt thấy hướng về phía tứ đại yêu, mà giờ phút này hắn phát hiện tứ đại yêu cầm đầu chồn đen cư nhiên cũng đang xem hướng hắn. Hai bên đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được từng người mục đích. Không bỏ giờ phút này bọn họ đều rõ ràng, muốn tiến vào Chí Tôn Cung liền phải trước giải quyết rớt con khỉ cùng Dương Nghị Vân. Đối với chồn đen, cuồng sư, bạc điêu, hồng đầu ngô tới nói, tự nhiên cũng tưởng tiến vào Chí Tôn Cung, nhưng bọn họ bốn cái vừa rồi cũng thấy được Dương Nghị Vân nhất kiếm bức lui Tam Đại Tán Tiên trường hợp. Ở hơn nữa bọn họ bốn cái cùng con khỉ giao phong, lại là phát hiện chết con khỉ thực lực tăng nhiều. Một trước bọn họ bốn cái đuổi giết con khỉ chỉ có trốn chạy phân. Nhưng mà vừa mới giao phong này chỉ bắt hầu cư nhiên có thể cùng bọn họ bốn cái đồng thời đánh nhau, gần chỉ là hơi hơi ở vào hạ phong, này vẫn là ở không có bác mệnh trạng huống hạ. Nếu là chết con khỉ bắt đầu bác mệnh, bọn họ bốn cái ít nhất đều phải bị hắn kéo lên một cái đệm lưng, cho nên chồn đen lúc này cũng nhìn về phía Tam Đại Tán Tiên. Hai bên đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một cái ý tứ hợp tác. Dù sao có cộng đồng địch nhân cùng mục tiêu. Muốn tiến vào Chí Tôn Cung yêu cầu trước giải quyết địch nhân lại nói. Chồn đen có không hợp tác, chung quy đơn hùng tinh mở miệng nói chuyện. Đang có ý này, chồn đen gật đầu. Hảo, chúng ta hai bên kết trận chém giết Dương Nghị Vân cùng con khỉ, Chí Tôn Cung hành trình các bằng thủ đoạn cơ duyên. Đơn hùng tinh nói. Như thế rất tốt, chồn đen gật đầu, ngay sau đó đối bạc điêu nói, làm các huynh đệ đều xuất hiện đi. Hôm nay không trả giá điểm đại giới giết không được con khỉ, cũng vào không được này Chí Tôn Cung. Hảo, bạc điêu gật đầu, ngay sau đó há mồm phát ra tới một tiếng thét dài. Ngay sau đó Chí Tôn Cung quảng trường bên cạnh xuất hiện một đám yêu tu. Khoảnh khắc chi gian có ước chừng 300 yêu tu xuất hiện, trong đó thấp nhất giai yêu tu đều có tam chuyển thực lực, cùng nhân tộc giống nhau 3, 4, 5, 6 chuyển cấp bậc đều tồn tại, chẳng qua càng là cao giai yêu tu càng ít. Lúc này yêu tộc vừa xuất hiện, ở nhân số thượng lại là so nhân tộc chiếm cứ 100 nhiều cùng ưu thế. Người chờ tán tiên muốn có một phần cơ duyên, liền phải trả giá một ít đại giới, lúc này không tới cảng đãi khi nào. Đơn hùng tinh lại cũng đối bốn phía hơn 200 danh tán tiên mở miệng. Có này đó đại lão mở miệng, cấp thấp tán tiên nhóm cũng đã không có băn khoăn, sôi nổi hơn 1.000. Giờ phút này 300 nhiều ưu tu, hơn 200 tán tiên, thêm lên 500 chi chúng. Kết trận. Kết trận. Chồn đen cùng đơn hùng tinh từng người hạ lệnh, 500 nhiều yêu tộc cùng tán tiên đem Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ bao quanh vây quanh. Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ mi hầu nhìn cũng chưa động. Không màng Dương Nghị Vân lại là ở trong óc hỏi Hoa Sen Đen nói, Hoa Sen Đen còn có thể ứng phó. Hắn hiện tại chính là muốn dựa Hoa Sen Đen,
lục giáp kiếm như cũ ở phía chân trời phía trên, động tĩnh rất lớn, thoạt nhìn một chốc hạ không tới, đối mặt này đó tán tiên cùng đại yêu, Dương Nghị Vân biết chỉ dựa vào hắn cùng lục nhĩ mi hầu lực lượng rất khó ngăn cản trụ, chỉ có hoa sen đen hỗ trợ hắn mới có nắm chắc. Có. Hoa sen đen như cũ giống như trước đây, tích tự như kim. Nhưng nàng một cái có chữ viết ra tới, lại làm Dương Nghị Vân trong lòng chính. Sát. Giờ khắc này chồn đen hạ lệnh. Lục nhĩ mi hầu cầm trong tay đại chùy, hai tròng mắt đỏ đậm sáng lên, thét dài chung nhảy dựng lên, bạo phát. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm lấp lánh sáng lên, trong lòng vừa động hóa thành mà ra tới trăm trượng pháp tướng, đầu định lôi đình vần quanh, hắn lại là không thèm quan tâm. Bát hoang. Lôi đình chí tôn. Thu hồi kiếm lạc, chí tôn thần thông thi triển chí tôn trên núi không lôi đình rớt xuống. Ầm ầm ầm, móc lửng. Giống. Tứ đại yêu cùng đơn hùng độ sáng tinh thể tam đại tán tiên cũng rít gào, lại là hợp thành trận pháp chỉ dẫn yêu chúng tán tiên đối với Dương Nghị Vân cùng con khỉ công kích. Giữa sân kinh thiên động địa, chém giết không ngừng. Cường đại năng lượng dao động vang vọng ở toàn bộ chí tôn sơn. Tán tiên cùng yêu tộc liên hợp kết trận nơi, tập trung sở hữu lực lượng công kích Dương Nghị Vân cùng con khỉ. Nhưng lúc này Dương Nghị Vân cùng con khỉ cũng bất cứ giá nào chém giết. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì trận pháp, người nào nhiều đều là hư. Dương Nghị Vân có hoa sen đen lực lượng thêm vào, thúc giục tới hắn sở hữu lực lượng bùng nổ, 12 chí tôn thần thông dẫn lôi đình rớt xuống, chính là đại diện tích công kích, lôi đình hơn nữa hoa sen đen kiếm pháp uy lực, đệ nhất sóng liền đưa bọn họ trận pháp đánh ra một cái đại chỗ hồng. Trường hợp hỗn loạn quỷ khóc sói gào, tảng lớn tán tiên cùng yêu tộc tan thành mây khói. Bất quá trung quy có tứ đại yêu cùng tam đại sáu chuyển đỉnh tán tiên hợp lực công kích, đối đánh dưới Dương Nghị Vân pháp tương tiêu tán con khỉ hôi hổi đảo lùi lại. Đệ nhất sóng giao phong, Dương Nghị Vân cùng lục nhĩ mi hầu hợp lực đánh lui tới yêu tu cùng tán tiên, hai bên như cũ bảo trì tới khoảng cách. Mặt sau chém giết tiếp tục, tuy rằng không có đại thương tổn lại cũng không thoải mái. Bất quá Dương Nghị Vân cùng con khỉ bộc phát ra tay, tứ đại yêu cùng tam đại tán tiên có thể kháng hạ có thể tránh né hai người công kích, nhưng những cái đó bình thường yêu tu cùng tán tiên lại trốn không xong kháng không dưới. Vài lần giao phong lúc sau, bị Dương Nghị Vân cùng lục nhĩ mi hầu xử lý hơn phân nửa, hai bên thêm lên số lượng không đủ trăm người. Nhưng Dương Nghị Vân cùng lục nhĩ đồng dạng cũng không thoải mái. Làm Dương Nghị Vân cảm giác vô sỉ chính là, mặc kệ là tam đại tán tiên vẫn là tứ đại yêu, ở chết sát chung, kỳ thật đều ở dùng thủ hạ yêu tu cùng tán tiên đảm đương pháo hôi, mấy cái lão bất tử tránh ở trận pháp trung thuận lợi mọi bề, hạ ám chiêu. Rất nhiều lần đánh lén đều thành công, làm Dương Nghị Vân cùng con khỉ ăn không ít mệt. Bọn họ đều ở dùng từng người hai bên thủ hạ tới tánh mạng khai chém giết, bảo toàn chính bọn họ. Điểm này làm Dương Nghị Vân thực trơ chẽn. Chiến đấu cũng không biết rằng có bao lâu, mặc kệ là tán tiên vẫn là yêu tu, dư lại chăm tới hào thời điểm. Rốt cuộc có sợ hãi, một đám bắt đầu thoát đi chiến trường. Trận pháp cũng tại đây một khắc tan biến. Đích xác đối tầm thường tán tiên cùng yêu tu tới nói, cũng tưởng tiến vào chí tôn cung, đạt được đại cơ duyên, nhưng tiền đề là phải có mệnh ở mới được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.